Quyển 2, chương 41, ánh mặt trời chó chang khiến người trên giường nhíu mày, y có chút khó chịu đưa tay che mắt, đó là một thanh niên trẻ tuổi, trên cánh tay nhỏ dài động đầy dấu vết yêu thương, đủ nói lên tối hôm qua đã điên cuồng tới mức nào. Sau một lúc lâu, y thả tay xuống, chống lấy thân thể bủn rủn chậm rãi ngồi dậy, đây là lần đầu tiên triêu đăng lên giường dưới tình huống không có giá trị thù hận, và quả thực là, sảng khoái muốn chết nhưng cũng vì vậy mà cảm giác bị đàn ông chậm chậm khai phá cơ thể mình càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Triêu đăng cúi đầu muốn nhìn rõ phần dưới được chăn che phủ, từ cửa vang lên âm thanh nhẹ nhẹ, lúc vệ tiểu vào phòng nhìn được hình ảnh như thế. Một hình ảnh khiến người huyết thống căng phòng, da thịt mỹ nhân trắng trẻo tượng ngọc, toàn thân được che kín bởi dấu hôn diễm lệ, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên đã thấy vệ tiểu đang lẳng lặng đứng ngay cửa phòng, còn không đợi hắn phản ứng, triêu đăng đã cười ra tiếng, cười gì đó âm thanh của nam nhân mang theo sự trầm khàn không dễ phát hiện bất giác con ngươi băng lam nổi lên ý cười ấm áp hắn đi vài bước dài đến bên cạnh triêu đăng vòng tay ông người vào lòng ngực hôn lấy hôn để mãi đến khi người trong lòng đã muốn thở không nổi hắn mới liếm liếm môi đối phương đầy lưu luyến có đau không thử xem là biết triêu đăng lười biến đá hắn một cước bảo đảm sản khoái thăng thiên luôn mơ đi vệ tiểu cũng cười tương lai còn xin anh làm cả đời không đợi triêu đăng trả lời hắn thả nhẹ giọng hỏi, không đau, hả, cơ thể ê ẩm sưng tấy mệt mỏi sau câu nói kia của vệ tiểu đột nhiên khỏe lại như kỳ tích, triều đang thấy có chút kỳ lạ gật gật đầu, y biết năng lực vệ tiểu mạnh đến mức nghịch thiên nhưng không nghĩ tới những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng có thể dùng ngôn linh khống chế, nếu như vậy, tương đương với việc người này nắm giữ tất cả dị năng, thật sự là, mẹ nó điêu hết sức, quốc hiệp nữa đi, bỗng nhiên đôi mắt sói trở nên tối sầm lại, Nam nhân ôm ôm ấp ấp đè mạnh xuống giường, không chừa lối thoát, bàn tay to lớn vuốt nhẹ qua cặp chân dài trắng trẻo, một bên sờ soạn một bên dùng âm thanh động nhân trầm thấp y hệt hệ thống, mở lời dụ dỗ, phía dưới có chảy nước chưa, càng chảy càng nhiều, hơn nữa còn ngứa, cảm nhận được thay đổi hư hỏng của cơ thể, triêu đăng mặt không cảm xúc, câm miệng anh lại, tách chân ra. Má nó, không biết xấu hổ, càng không biết xấu hổ hơn nữa chính là, sau khi câu nói dừng lại, y thật sự làm theo động tác trù quấn dụ người ấy sẽ không đau đâu, về tiểu cười vô liêm sỉ, không hiểu sao dáng dấp nhìn hệt một thằng lưu manh, chỉ có lên giường với đại ca mới không đau, em phải biết quý, thật vất vả mới xong cuộc đại chiến, thời gian đã đến buổi trưa, thời điểm hai người đi xuống. Tất cả các thành viên si lên ở phòng khách đồng loạt ngẩng đầu lên, chợt giật mình nhớ lại liền ai làm việc nấy. Vốn Haron còn muốn trêu chọc triêu đăng vài câu nhưng sau khi phát hiện trên mu bàn chân trắng như tuyết còn in lại mấy dấu hôn, lời còn chưa ra tới miệng liền bị nuốt xuống, cười mỉm chi nhìn hai người chăm chú. Nếu không phải vô cùng thương yêu cơ thể đối phương thì sẽ không hôn đến từng tất da tất thịt như thế, hiện giờ hai chân triêu đăng đều được trung đoàn trưởng của bọn họ cẩn thận thương yêu qua, có thể tưởng tượng được dục vọng độc chiếm và tình yêu của hắn dành cho y đã đến mức nào, chắc đăng sẽ hạnh phúc lắm, nhìn triêu đăng đang uống nước trái cây gặm bánh mì, đại mỹ nữ tóc đỏ không kìm được nở nụ cười thân thiện trung đoàn trưởng rất yêu cậu đó haron kẹp điếu thuốc bạc hà dài nhỏ tay chỉ chỉ vệ tiểu và sát cách đó không xa đang nói chuyện với nhau tuy trước tận thế anh ấy là một tên xấu xa hiện tại miễn cưỡng xem là kim nhân cạn bã đi chớ thấy ảnh như vậy rồi lầm đây là lần đầu tiên bọn này thấy ảnh yêu ai đó cậu muốn cái gì nhất định ảnh sẽ cho cậu kim nhân chỉ các bậc tôn quý trong tận thế cô gặp được rất nhiều mỹ nhân hơn người nhưng không có năng lực tự vệ cuối cùng không tránh khỏi kết cục bi thảm câu lạc bộ cao cấp của khu Tây mỗi ngày đều có nam thanh nữ tú chết quan uổng, số tốt hơn một chút thì được mấy nhân vật quyền quý độc chiếm làm luyến sủng hưởng thụ nhưng vẫn bị tàn phế và thương tổn như thương. Sau khi trải qua tận thế, ít nhiều gì các cường giả cũng bị tận thế cùng bạo ảnh hưởng, hai ba ngày chơi chết một người cũng thành điều hiển nhiên. Vì có liên quan đến nhiệm vụ nên cô đã tận mắt nhìn qua vô số mỹ nhân phải chịu thua dưới thuốc kích dục hoặc các loại thủ đoạn hèn hạ, nhục mạ khiến người khác khắc sâu ấn tượng cũng không phải Triêu Đăng không có sức mạnh, nhưng sức quyến rũ hấp dẫn người khác của y còn mạnh mẽ hơn sức mạnh của y gấp nhiều lần. Với năng lực hiện tại của y, đối với người bình thường mà nói đã đủ an yên một đời, nhưng đối với y lại trở thành không đủ nhìn. Có trung đoàn trưởng che chở chắc chắn đang rất hạnh phúc, Haron phun ra một ngụm khói, cô dùng dị năng ngưng động làn khói lại thành hình trái tim, trái tim bay đến chỗ Triêu Đăng rồi xoay vòng vòng, không lâu sau thì tan vào không khí. Rất hạnh phúc ư? Thanh niên tóc đen cười cười không lên tiếng, rút một điếu bạc hà để trên bàn giống Haron, vừa định châm lửa liền bị người cầm tay lại, thân ảnh cao lớn của nam nhân cắt ngang hành động của y, vệ tiểu nhíu nhíu mày, hút thuốc của phụ nữ, không thể hút hả, triêu đăng có chút mê man. Đủ chưa trung đoàn trưởng khốn nạn, thấy vệ tiểu còn muốn tiếp tục mò mẫm, đại mỹ nữ tóc đỏ hơi nhướng mày, chính anh cũng đã hút, chẳng qua anh không muốn cậu ấy hút thuốc của tôi thôi chứ gì. Bá đạo quá coi chừng bị bò đá nha có đá anh không mạnh mẽ yêu cầu chia tay ngay lập tức a à, dừng lại a à ha mẹ nó haron thấy vệ tiểu đẩy ngã người nọ ngay tại bàn ăn thực sự không xem nổi nữa đừng chơi nha còn nhiều tất cả lui ra năm nhân đang chơi đùa trêu đăng ngẩng đầu lên giọng sói trầm thấp không gần nhận được mệnh lệnh các thành viên silen liền ngoan ngoãn đi ra ngoài haron nhỏ giọng mắng câu gì đó trước khi ra cửa cô nghe được âm thanh của ngôn linh sư đầy dụ dỗ ngoan nào ngoan nào không đi vào chỉ dùng chân kẹp cho anh thôi được không cô không nhịn được hiếu kỳ dùng khóe mắt liếc qua bên kia mỹ nhân dưới thân vệ tiểu con ngươi ngậm ý xuân khuôn mặt anh đào lúc thở dốc khiến tất cả mọi người triệt để luân hãm mắt sói mà cô thấy hàng ngày luôn lạnh lùng hờ hững giờ phút này biến thành tham dục trần trụi một cách không thể giải thích thân sắc triêu đăng khiến cô có chút khó hiểu rõ ràng là làm chuyện thân mật nhưng ánh mắt thanh niên nhìn về phía vệ tiểu lại làm cho cô có cảm giác dường như đã biết được chút gì đó. Nếu một ngày kia, đằng không còn thích trung đoàn trưởng, nhớ tới hình ảnh vừa mới thấy, cô cảm nhận được hàng ý lạnh lẽo truyền đến từ lòng bàn chân. Không thể nghi ngờ, dựa theo tính cách của vệ tiểu, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, vậy thì sớm muộn gì mỹ nhân xinh đẹp kia cũng bị hắn chơi đùa tới chết, chị. Sao vậy, sắc mặt rất tệ, âm thanh của Lola chui vào tai, Haron lắc đầu một cái, không có gì, suy nghĩ lung tung thôi là cô nghĩ lung tung thôi, nhất định là vậy. Mặt trời ngày càng nóng bức, nương theo nhiệt độ mỗi lúc mỗi tăng như thế này, số lượng thây ma một nát vây quanh tường thành càng nghiêm trọng, căn cứ phát hiện có một lượng lớn zombie biến dị liên tục ra đời, song nhiệm vụ của Silen cũng theo đó trở nên nặng nề hơn. Dưới tình cảnh được vệ tiểu cung cấp tinh hạch, dị năng của triêu đăng tăng nhanh vù vù, trong thời gian ngắn đã lên đến cấp 7, càng về sau việc lên cấp càng khó khăn. Chỉ dựa vào tinh hạch sẽ tạo ra sự khuyết thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu, vì cân nhắc thiệt hơn, số lần Triêu Đăng làm nhiệm vụ một mình nhiều lên, nhưng vệ tiểu chỉ cho phép y làm những nhiệm vụ có tính an toàn nên việc hoàn thành cũng không khó mấy. Vừa vặn sau ngày đó tất cả mọi người đều có nhiệm vụ, vì vậy Triêu Đăng liền chấp nhận nhiệm vụ đơn từ người quỷ thác thuộc một căn cứ nhỏ nào đấy ở khu Tây, yêu cầu của đối phương là lấy lại tác phẩm hội họa trong phòng tranh đã bị zombie chiếm đóng bức họa được giấy dai xanh sẫm bao bọc nên rất dễ nhận diện, chỉ cần tốn chút thời gian lấy khỏi phòng vẽ tranh, dựa theo yêu cầu, Triêu Đăng đi đến bến tàu cạnh bờ biển để gặp mặt người quỷ thác, chạng vạn, trời biển mây nước hòa chung một màu, tà dương ánh đỏ màu hoa mân côi, như ngọn lửa cháy bừng tan vào đại dương. Chim bồ câu thuần trắng đáp xuống quảng trường được lót gạch hoa cương, từng đợt từng đợt xà xuống, lông chim trắng tự tuyết bay vào không trung vẽ ra đường cong mềm mại, cả bến tàu rộng lớn chỉ có một họa sĩ, tóc ngắn màu xanh lam, hoa tai được chạm khắc hoa văn phức tạp, trên hoa văn là sợi bạc ông lấy viên đá quý, họa sĩ vô cùng chăm chú phát họa nét gì đó, vệt màu nhỏ xuống trên giày da, hai chân thon dài cứng cáp tùy ý mở rộng, ở giữa là giá tranh, Stephanie, triêu đăng dừng chân lại, rồi hiểu luôn, nếu bị tiểu ca phát hiện, sau này đừng mơ tới chuyện làm nhiệm vụ một mình, xin chào, cô nhẹ nhàng xoay người, đôi môi thiên bạc thuộc về phái nữ vẽ nên độ công nhạt nhẽo hôm nay cô không son môi, nhưng bù lại đường nét gương mặt hiện ra càng thêm tuấn mỹ, như một nam thanh niên, tiền trao cháo múc, cái khác không cần, được rồi, cô xoay tay, ba viên tinh hạch màu lam nhạt xuất hiện, thấy triêu đăng vẫn đứng im bất động tại chỗ, nhà khoa học điên được toàn bộ si lên ghét cây ghét đắng cười ra tiếng, cậu không tới đây à, ném qua đây, không, vậy là không lịch sự, cô bỏ bút vẽ xuống, giày da đạp lên đá hoa cương đến gần y, khi đã thấy được nội dung bức họa sau lưng cô, sắc mặt triêu Đăng cứng đờ. Trên bức tranh là một người đang khỏa thân nằm trong bụi hoa màu sắc thanh lệ, đôi mắt người ấy khép chặt, lệ chí nhạt màu như đóa hoa nho nhỏ nở rộ dưới mí mắt. Nhưng nếu chỉ nhìn từ lòng ngực trở lên thì tác phẩm hội họa sẽ lộ ra vẻ đẹp kiều diễm, tinh mỹ tuyệt luân đến nghẹt thở. Stephanie quan sát vẻ mặt y, bàn tay hơi dính màu vẽ quơ quơ trước mặt triêu đăng. Không nhìn thứ cậu đang cầm là gì ư? Triêu đăng trầm mặt mở giấy dai ra, Bức họa ấy và tác phẩm mà Stephanie vừa vẽ xong hoàn toàn giống nhau, chỉ khác kích cỡ. Khi nhìn thấy rõ, Triêu Đăng hơi run. người được vẽ, là y, còn có, zombie. Triêu Đăng bị một zombie mục nát ôm vào lòng ngực, khung xương trắng toát nhẵn nhụi mơ hồ che lấp huyết nhục, hốc mắt trống rỗng không có thứ gì. Nằm ngón tay khô gầy gắt gao nắm lấy cánh tay y, đến gần đôi môi y, đặc biệt, Stephanie còn dùng thứ màu sắc tươi đẹp tô lên cặp môi ấy, song càng làm khuôn mặt vặn vẹo của zombie trở nên quỷ quyệt cổ quái, hình ảnh quái dị lại vô cùng ám mùi nhập nhằng. Tôi thích những thứ xinh đẹp, cô ta cười rộ lên, xuyên qua áo sơ mi mỏng manh là vòng eo nhỏ và bộ ngực bằng phẳng, cậu quá đẹp, là loại xinh đẹp mà tôi yêu nhất, có những người nhìn qua rất cao quý thuần khiết, còn cậu thì lại khiến người ta cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt vô vị, không thể chịu nổi nữa chỉ muốn cùng cậu đi đến địa ngục. A à, chị gái này thật là dọa người, mạnh mẽ yêu cầu chị gái nổ tung tại chỗ, rất đẹp đúng không? Stephanie liếm lấy màu vẽ trên tay, có thứ còn đẹp hơn nữa, ai ai cũng biết zombie sẽ tiến hóa, sẽ có một ngày chúng nó sẽ tiến hóa thành dáng vẻ đẹp mắt y hệt con người, cô muốn đưa cho tôi bổ sinh, nếu cậu đồng ý, tôi rất sẵn lòng, cô ta nói, ánh mắt chuyển đến đám chim bồ câu đang bay lượn, nhưng tôi tìm đến cậu là muốn nói cho cậu một chuyện khác không ai không biết dị năng giả mạnh nhất hiện tại là trung đoàn trưởng của Silen, cấp 9 ngôn linh, cường giả trong cường giả, vậy cậu có biết, zombie mạnh nhất hiện tại là cấp bao nhiêu không? Triêu đăng không nói lời nào, cấp 9, tóc ngắn màu xanh nhạt bị gió thổi bay, đôi mắt nâu hẹp dài bất giác nheo lại, người ngoài không biết nhưng thứ quái vật không thể tin nổi đã xuất hiện, không những vậy nó còn ngày đêm lăn lộn cùng cậu, không biết cơ thể của cậu đã bị nó rót đầy bao nhiêu lần. Có đúng không? mỹ nhân của tôi ơi ít nhiều gì cậu cũng phát hiện, loại sức mạnh ngôn linh cấm kỵ này đã ngự trị trên tất cả loại dị năng. Trung đoàn trưởng của các cậu, từ đầu tới cuối căn bản là một tên dị loại, tôi, đừng có gấp, cô ta ngắt lời triêu đăng, 16 năm trước tổ chức y tế suýt xuyên triển khai kế hoạch Vincent nổi tiếng một thời, trong tiếng Latin, Vincent có hàm nghĩa là chinh phục giả, về tiểu là tác phẩm ưu tú nhất, là thành quả đầu tiên bọn họ sáng tạo ra, và cũng là nguyên nhân tận thế bạo phát có lẽ cậu còn chưa ý thức được, trên lý thuyết mà nói, ngôn linh chỉ có thể khống chế sinh vật, nhưng hắn lại có thể ra lệnh cho tất cả zombie cấp thấp, cho nên con zombie cấp 8 trong căn cứ bỏ hoang đó mới bị vệ tiểu khống chế, trước khi chết tự động móc tinh hạch ra dâng lên. Đây là thuốc ức chế tiến hóa zombie mức độ lớn nhất, nếu sử dụng nó, cậu sẽ nhìn được dáng vẻ chân thật của vệ tiểu, cũng có thể trong thời gian ngắn phong tỏa năng lực của hắn. Trong tay Stephanie xuất hiện một bình thủy tinh nhỏ màu xanh dương, Gần đây zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh, thân là vua zombie, vệ tiểu không tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như chờ hắn lên cấp 10 sẽ không còn ai có thể đụng vào hắn được nữa, đến lúc đó, cậu muốn rời khỏi hắn cũng không được. Chuyện này đúng là vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ có cậu bỏ thuốc hắn mới không bị hoài nghi. Dù không muốn làm anh hùng cứu cả thế giới, thì cậu cũng không muốn mỗi ngày bị quái vật làm đến không khép chân lại được chứ. Ngón tay trắng bạch của Stephanie tô lên viền mắt, trống rỗng của thay ma cậu hãy thử một lần đi. Sau thời gian dài yên lặng, thanh niên trẻ tuổi đối diện nhẹ giọng nói, bằng chứng, bốn mắt nhìn nhau, Stephanie cười ha ha, bỗng dưng ông chặt vai triêu đăng. Sự lựa chọn của cậu là chính xác, tiểu suy thét, tôi có rất nhiều bằng chứng, tôi sẽ cho cậu xem hết tất cả tới lúc không còn nghi ngờ thì thôi. Đôi môi lạnh lẽo cực kỳ mỏng để sát vào triêu đăng, nói cho cậu dễ hiểu, trong phòng hồ sơ ở trung tâm y tế Spring, mục đích duy nhất bọn họ nghiên cứu, viết một câu nói. Stephanie nói từng chữ từng chữ, dững dưng như không, chúng ta đang tạo ra thần. Lúc Triêu Đăng trở về biệt thự của Silen thì sắc trời đã tối, còn chưa mở cửa thì đại mỹ nữ tóc đỏ đã vọt ra, Haron nhảy nhóc bay lên người y cọ tới cọ lui. Hù chết mất, cậu mà không về nữa là trung đoàn trưởng giết người thật đó, cái bản mặt của ảnh thật sự là còn hơn chữ xấu, chật chật chật, cút khỏi người em ấy, nhanh, nam nhân ngậm thuốc lá đi ra, đôi người băng lam nhìn Triêu Đăng từ trên xuống dưới, thấy người bình an vô sự mới chậm rãi nói, sao đi lâu vậy, trên đường có chút phiền phức nhỏ, triêu đăng vỗ vỗ ha rôn, người sau bất đắc dĩ leo xuống, triêu đăng vào nhà nhưng vệ tiểu vẫn đứng giữa cửa bất động, thẳng thắn nhảy nhót bay lên ông đối phương cứng ngắc, vệ tiên sinh có chuyện gì không vui hả, triêu đăng cười đối diện với hắn, sinh nhật em, vệ tiểu đầy ác ý phun khói vào mặt triêu đăng, anh chờ em cả đêm, nhóc con. Thành niên có khác gì không thành niên đâu, có, vệ tiểu quăng tàn thuốc, ông người vào phòng khách, lễ thành niên phải trải qua với người đàn ông của em, lăn giường cả đêm, hèn hạ, bị ổi, mắc ói, nôn thì anh sẽ làm em ngay lập tức, khỏi ăn bánh kem. Trung đoàn trưởng tự làm cả buổi chiều, sợ thiên hạ không loạn, sát cố gắng làm bầu không khí thêm vui vẻ, thất bại ba lần, đồ ngu ha 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 ha, về tiểu nhắm đôi mắt lại, sát phát ra tiếng trên cực kỳ cực kỳ thê thảm. Triêu Đăng thấy vậy cực kỳ cực kỳ cố gắng lấy lại mặt mũi cho đại ca nhà mình, chạy đi cắt bánh cho mỗi người một phần, quay lại châm lửa lên con số duy nhất, giả vờ giả việc cầu nguyện hai tiếng. Cảm ơn mọi người đã chúc em sinh nhật vui vẻ, tất cả cứ ăn chơi rượu chè thoải mái nha, nhóc con, âm thanh xăm xăm ghé vào tai Triêu Đăng, rất muốn làm đại ca, đúng, trong lúc em ở cùng vệ tiên sinh, em chính là đại ca, tuy loại tình yêu văn phòng này có hơi cấm kỵ nhưng xét thấy đại ca yêu em nhiều như vậy. Em đây sẽ cố gắng yêu lại một chút, Haron bật cười đầu tiên, lục tử tiêu đang ăn bánh cũng bất đắc dĩ cười cười. Triêu Đăng cắn một miếng bánh, lết vụn hòa tan vào miệng, bơ béo cùng bánh ga tô trộn lẫn vào nhau tạo nên hương vị tuyệt vời. Có thể tưởng tượng được người làm bánh bỏ ra bao nhiêu công sức, Triêu Đăng hôn lên gương mặt anh Tuấn của vệ tiểu một cái, ăn siêu ngon, cút, bơ dính đầy mặt, không sao không sao, Triêu Đăng cợt nhã, đây là tình yêu em dành cho anh đó tư liệu mà Stephanie đưa cho y vô cùng tỉ mỉ chính xác. Và kết quả mà Triêu Đăng tìm được là, tổ chức y tế Swisspring là một tổ chức có thật quy mô lớn, thậm chí kế hoạch Vincent còn được lên trang nhất của tạp chí Nature. Hai năm trước khi kế hoạch Vincent bắt đầu, tổ chức Stream hợp tác đầu tư với USA, tài chính và nghiên cứu viên đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới. Nếu đã như thế thì việc chế tạo ra virus zombie cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dựa theo yêu cầu của Stephanie bỏ thuốc ức chế cho vệ tiểu ăn xong, mặc dù không biết hậu quả là thật hay giả nhưng chắc chắn một điều là sẽ có giá trị thù hận. Đến 12 giờ, vệ tiểu và triêu đăng lằng nhà lằng nhằng lên lầu, giường lớn mềm mại bị y lăng qua lộn lại làm tới làm lui. Khi nhận ra triêu đăng sắp sửa ngất đi, vệ tiểu liền dùng ngôn linh ghé vào tai y nỉ non mấy lời nhục dục khiến triêu đăng không thể không hưng phấn cả một đêm. Trời gần sáng, cơ thể triêu đăng mềm đến không thể nhúc nhích nhưng đối phương lại vẫn như cũ không thể biết mệt mỏi khai khẩn thân thể y. Tấn công kiểu này không phải là thể lực của nhân loại, ông còn không tin tiến sĩ Stephanie thì còn biết tin ai. Đại ca, thương lượng chút xíu, nếu em qua thế giới bên kia thì, không có giá trị thù hận, buông thả bạc mạng. Em càng lúc càng sảng khoái, nằm nhân trao đổi nước bọt với y, đầu lưỡi lướt qua vòng miệng và hàm răng trắng bóc, như tơ lụa phương đông. Ví dụ này không phải dùng như vậy đâu, vệ ca ca à, em sẽ không chết, em sẽ sống lại mãi mãi, cái cảm giác kỳ dị tuôn trào khắp cơ thể, Triều đăng ngước mắt nhìn về tiểu, hắn đang dùng ngôn linh, cố tình sao, giọng nói của hắn và âm thanh của hệ thống giống nhau như đúc, lại còn nói ra lời giao dịch đầy thẳng thắn ban đầu y gặp hệ thống, trùng hợp ư, sao lại có biểu cảm như thế, nam nhân có chút thô lỗ ngang ngược, đại ca cho em siêu năng lực, không muốn hả, em, à, chậm một chút. Thêm một lần nữa, giọng nói trầm thấp khêu gợi của vệ tiểu lượng lờ bên tai y, lúc làm với anh, em sẽ luôn sảng khoái, khoái cảm sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhóc con, sảng khoái quá khóc rồi à. Có nghiện hay không? Mã nó đây chính là cảm giác. Giá trị. Thu hận. Năm sao. Đó, nghiện cái tê, tổng thống, thơ ly giải thích, là giả chết, đơ mờ mi. Triêu đăng và vệ tiểu triền miên mãi đến khi trời sáng mới kết thúc, nằm nhân chưa hết thòm thèm leo xuống khỏi người y, tùy tiện liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, hôn thưởng lên trán của triêu đăng vừa đủ hai tư tiếng coi như suốt đêm triêu đăng triêu đăng không còn sức để nói chuyện anh yêu em mặt trời ngoài cửa sổ đã chói chang nóng bỏng lá cây hàng bóng lên ô cửa sổ vệ tiểu thân mật ngầm lấy đôi môi nhỏ triêu đăng nghe được âm thanh nhàn nhạt của người đã hành hạ mình nguyên đêm chúng ta sẽ không chia lìa em sẽ sống vì anh cũng như anh sống vì em chúng ta sẽ kết hôn ở chỗ nào cũng được và mãi mãi ở cùng nhau thời điểm triển khai ngôn linh có một hạn chế nằm nhân dừng một chút bình thường anh đều dùng năng lực bản thân làm giới hạn, nhưng thể ước lần này quá mức phức tạp, cho nên, vệ tiểu ấn tay lên lệ chí triêu đăng, con người băng lam khép hờ, đến khi vũ trụ lụi tàn, tất cả mới có thể thay đổi, giá trị yêu thương, năm sao, theo tốc độ biến dị vượt quá lẽ thường, đám người bị hành hạ thần kinh bắt đầu chú ý đến tiến trình nghiên cứu virus zombie. Khi căn cứ xét do Stephanie dẫn đầu thả ra tin tức zombie cao cấp có bề ngoài hệt như con người, trong khoảng thời gian ngắn lòng người hoang mang, các loại nghi ngờ liên tục xảy ra. Triệu Đăng xoay xoay lọ thủy tinh trong lòng bàn tay, chất lỏng băng làm nhẹ nhẹ chảy tràn. Trên đường làm nhiệm vụ y đã thử qua với zombie cấp thấp, dù cơ thể đã bị virus tổn thương sâu đến bao nhiêu nhưng sau khi sử dụng dung dịch, những thứ quái vật đó đều biến thành hình người, song qua các lần thử nghiệm, chất lỏng băng làm cũng vơi đi phân nửa, nếu còn không hành động. Triệu Đăng do dự một chút, bỏ lọ thủy tinh vào túi áo rồi xuống lầu toàn bộ các thành viên Silen đều đang đợi mệnh lệnh của trung đoàn trưởng. Từ ba ngày trước khi căn cứ xét tuyên bố thành lập khu an toàn ở phía Bắc liền liên tục mời các thế lực lớn đến tham gia lễ các băng khánh thành, đương nhiên Silen cũng bao gồm trong đó. Nam nhân ngồi nghỉ ngơi trên sofa thấy Triệu Đăng đi xuống, gật gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Homer xông lên đóng sinh lây nhơ nhớp, dù trước mắt khu Tây là khu vực đầu rộng của thế giới, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng hạ tầng và phương tiện công cộng cũng chỉ hơn các khu khác một bậc, các vàng men theo cùng phong thổi qua lớp ngoài tan thương của xe Việt giả, về tiểu kéo người vào ngực, hai tay rắn chắc thon dài ông lấy vòng eo nhỏ gọn, thân hình cao lớn của nam nhân vì y mà trắng hơn nửa bảo cát. Triệu đăng ngẩng đầu đối diện với màu mắt lộng lẫy hẹp dài, đổi lấy nụ hôn đỉnh đầu từ người ấy. Triệu đăng ngẩng người, một hồi lâu sau mới ngượng ngùng nói, đại ca, tại sao tên anh là Tiểu? Không đợi về Tiểu trả lời, triệu đăng cười rộ lên chắc bị ba mẹ là ồn ào quá chớ gì tiểu lặng lẽ si lên nam nhân rủ mắt trong âm thanh lộ nét hờ hững khi còn bé luôn im lặng nên ba mẹ gọi vậy ba mẹ vợ đặt sai tên rồi phải đặt là vệ nháo 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 cái đầu em không biết lớn nhỏ dám nói vậy với trung đoàn trưởng à nháo nháo vệ tiểu lười đấu võ mồm với y dùng miệng mình chặn lại miệng nhỏ sát ngồi đối diện lộ ra biểu cảm không thể chịu nổi Ngược lại lục tử tiêu rất vui vẻ nhìn hai người bọn họ cuốn lấy nhau, mãi cho đến khu an toàn nhân viên an ninh yêu cầu xác nhận chứng minh thư, vệ tiểu mới buông triệu đăng sắc mặt ửng hồng ra. Khu an toàn đã có một bộ phận người bình thường di chuyển vào ở, căn cứ theo kế hoạch thì càng ngày sẽ có càng nhiều người đặt chân, bề ngoài xét sẽ cung cấp chỗ ở cho bình dân nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết, căn cứ xét do Stephanie lãnh đạo là căn cứ lớn duy nhất có nhóm chuyên viên nghiên cứu khoa học lợi hại nhất nếu không có nhóm người này thì dù cô ta lợi hại đến đâu cũng không thể nghiên cứu ra thuốc giải virus. Vô tri vô giác, người dân từ khắp nơi trên thế giới tràn trề hy vọng chạy về đây, 89 phần 10 đều rơi vào kết cục bị xét cưỡng chế tiến hành thí nghiệm trên thân thể. Không ai không biết chuyện khu an toàn được thành lập, đây là niềm hy vọng cuối cùng của tận thế. Khách khứa bên trong đại sảnh càng ngày càng nhiều, liên tiếp có thủ lĩnh của các căn cứ lớn đến bắt chuyện cùng vệ tiểu nam nhân một mực giữ vững thái độ lạnh nhạt khiến người khác đành từ bỏ vậy mà lại thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với mỹ nhân trong ngực dáng vẻ ôn nhu dịu dàng làm người khác đỏ mặt tới mang tai có thể làm cho dị năng giả mạnh mẽ nhất cam để lộ thần sắc như vậy người được hắn yêu nhất định là cực kỳ may mắn cảm nhận được những ánh mắt vọng tưởng nhắm vào mình triều đăng nhấc lên mi mắt stephanie cách đó không xa tay cầm sâm pan mỉm cười nâng ly với y cô ta diện lễ phục đen giày cao gót màu vàng bao bọc mười ngón chân được sơn vẽ tỉ mỉ, xương quai xanh thon gầy và làn da trắng bệch tạo thành một loại phong vận khác lạ. Thấy Triệu Đăng nhìn mình, đôi môi đỏ chót của Stephanie khẽ nhất. Nháo nháo, em đi về đúc xe Thấy vệ tiểu đồng ý, Triệu Đăng bước nhanh rời khỏi đại sảnh. Mấy phút sau, bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến âm thanh của giày cao gót, cặp chân dài miên man xuất hiện trước mặt, nữ nhân được chiếc váy tơ đen ông sát, cả người là mùi rượu xa mỹ dưới ánh đèn mông lung phô bày đường nguyến rũ. Cậu vẫn Stephanie cười nói. Hành động sao? Cô đừng dục tôi, Triệu Đăng nói, lễ Khánh Thành không cần mời nhiều đại nhân vật nhưng cô lại mời tất cả những người nắm quyền của các căn cứ, cô muốn tôi phơi bày thân phận của hắn trước mặt tất cả mọi người. Tôi thật sự rất yêu cậu, cô ả nói một câu đầy xúc cảm, dung mạo xinh đẹp đầu óc thông minh, đối với ai cũng có thể mạnh mẽ đến tàn nhẫn. Stephanie vừa nói vừa đến gần triệu đăng, đôi môi diễm sắc mở ra đóng lại, về tiểu đối với cậu rất tốt, báo đáp hắn như thể không sợ bị hận chết sao. Năm sau thôi mà, có thể. Triệu đăng treo lên môi nụ cười ẩn hiện, y không tiếp mặt, bỗng hai mà chỉ ngắm nhìn cô gái trước nhiên Stephanie đè thấp cổ họng như chuẩn bị tiết lộ bí mật. Cậu biết không, tôi rất hối hận khi cô ta sửa lại cổ áo thay triệu đăng, đường cong bên khóe môi càng lúc càng sâu, tôi không có bộ phận của đàn ông giá trị yêu thương, hay sao. Đầu tiên bà đi bơm ngực đi đã rồi nói tiếp, đòe mòe. Chúc cho thắng lợi của chúng ta, cô ta buông tay xuống, da thịt trong lúc vô tình bị ngón tay lạnh băng đụng phải khiến triệu đăng run run. Đôi mắt màu nâu của Stephanie sẽ qua ám mang, cũng chúc cho cậu rời khỏi quái vật. Tổng thống tất cả thống một, nói, nếu như tôi soát không hết giá trị thù hận thì sẽ như thế nào? Trong lúc hỏi triệu đăng đã đi vào đại sảnh, xa xa nhìn thấy nam nhân mang theo biểu cảm không kiên nhẫn đầy lạnh lùng, sau khi nhìn thấy y, mắt vệ tiểu sáng rực lên, sát lén lúc giờ ngón giữa sau lưng trung đoàn trưởng, hiển nhiên vô cùng có ý kiến với người bắt gã ăn rau cải. Cậu muốn hắn chết ư, cách nam nữ đầy hư tình giả ý, triệu đăng và người kia nhìn nhau chốc lát, cuối cùng, y là người dời tầm mắt đi trước. Không muốn triệu đăng nhỏ giọng nói, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, triệu đăng đi đến bên vệ tiểu, tùy ý lấy ly rượu từ người phục vụ cạnh đó, khi đã đến trước mặt nam nhân, triệu đăng mở ra lọ thủy tinh băng lam. Vừa mới lấy gia vị rượu ở bên kia, độ rất thấp, đồng màu đen huyền đảo qua vần trán khế nhíu của nam nhân, triệu đăng khẽ cười nói, sẽ không say, say rồi em khiêng anh về. Triệu đăng chậm rãi để lọ thủy tinh sát vào miệng ly, động tác rất tự nhiên, không một ai nhìn ra y đang do dự, ngoại trừ âm thanh đang thở dài trong đầu, đừng sợ, triệu đăng hơn nửa chất lỏng trong bình trôi tuột vào ly triệu đăng cật nhã nháo nháo nam nhân liếc thủy tinh khi thứ đồ uống tệ lậu nhất đến bên hai ị một cái trầm mặc nhận lấy ly môi ngón tay thon dài khựng lại trong không trung chốc lát rồi lập tức uống hết toàn bộ không hề do dự cảm giác thế nào em đã nói các vị khách quý vô cùng cảm ơn các vị đã đến váy đen ông sát để lộ đôi chân nhỏ dài cô ta ưu nhã đứng giữa sân khấu âm thanh khăng khăng mê hoặc vọng vào micro vang vọng toàn đại sảnh hôm nay tôi mời các vị đến đây, ngoài trừ chuyện các vị chứng kiến khu an toàn đã xây dựng xong xuôi bên ngoài. Chuyện thứ hai là muốn công bố tin tức mới nhất liên quan đến tình hình zombie. Sát bên cạnh cha cha cảm thán, ông đây đã biết tổng con mụ biến thái đó không có gì lương thiện, về tiểu đặt ly thủy tinh trống không lên bàn, nhẹ nhàng xoa xoa đầu triệu đăng như trước kia, lại như dỗ dành đứa nhóc đùa nghịch không hiểu chuyện. Đúng như lúc trước công bố, zombie cao cấp đã có bề ngoài như con người, nhưng so với loại báo cáo cứng nhắc ấy, tôi tin rằng mọi người thích nhìn hình ảnh chân thật hơn. Lấy ví dụ như cô ả à vén lọn tóc ngắn màu xanh lam, chợt cuối người ghé sát micro, không có hảo ý nhìn chầm chầm chỗ của Silen, dị năng giả mạnh nhất được tất cả mọi người kỳ vọng, trung đoàn trưởng Silen. Nhưng thật ra lại là một con zombie. Tất cả im lặng, tầm mắt lộ khách liên tiếp tìm đến người phía sau triệu ba an, y không quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nam nam bên tai là nữ nữ đầy vẻ mặt khó tin nổi, những tiếng kinh ngạc thốt lên, âm cười dịu dàng của Stephanie truyền qua micro khiến người sợ hãi. Sát gào thét đập vỡ cái bàn dài tạo ra tiếng vang khủng bố, Haron xông lên sân khấu nhỏ nơi người diện váy đen đang đứng. Triệu đăng, cách xa thứ quái vật đó ngay, nữ thủ lĩnh căn cứ xét tránh khỏi công kích của Haron, dị năng giả có mặt ở đây liên bao quanh lên, trước khi micro bị Haron đập bể, Stephanie ý cười giạt dào nói qua bên này. Đăng. Cô gái tóc đỏ không dám tin ngẩng đầu lên, sơ hở đó khiến cô bị kẻ địch đánh bay ra xa mấy mét, máu tươi tràn ra từ miệng, tiếng ho khan kịch liệt vang vọng toàn bộ đại sảnh. Lola thấy chị mình bị lén, nổi giận triệu tập sức mạnh bóp nờ dê cả không gian, đèn treo bỗng yên nổ tung khiến khách khứa kinh động không thôi, sau khi tận mắt nhìn thấy tất cả những điều kỳ lạ, lãnh đạo của các căn cứ lớn bắt đầu công kích Silen, triệu đăng. Sát cản trước mặt y quay đầu lại gầm nhẹ, Thái Dương nhô ra gân xanh, hiển nhiên là đang cực lực đè nén phẫn nộ, cậu nói một câu, ông sẽ tin cậu, trung đoàn trưởng cũng sẽ tin là tôi. Triệu đăng cắt ngang lời sát, là tôi bỏ thuốc ức chế vào rượu con mẹ nó cậu chờ chết đi, sát gào lên một tiếng, lập tức rời khỏi chỗ ấy. Giá trị thù hận, 3,5 sao. Hệ thống nói thêm, cậu quay đầu lại đi, không chờ trắng đăng kịp phản ứng, hai bàn tay lên vai, da thịt tái nhợt khuyết thiếu huyết sắc của người bình thường nên có, tóc đen mềm mại cọ qua gò má, bỗng dưng tất cả đầu người trong phạm vi đều nổ tung, máu tươi và ốc não lăn xuống phủ kín thảm trải sàn, tứ chi tung tóe cùng máu thịt đang xen rất đầy đất, dị năng giả lúc nãy khí thế bừng bừng từng người từng người bị nổ banh cuốn họng, như điều khắc trên từng thớ thịt, tay chân đứt trời, nội tạng đầy rẫy, thậm chí bộ phận sinh dục của đàn ông cũng vải khắp sàn nhà. Đầu gối triệu đang mềm nhũng quỳ trên mặt đất, thiếu niên vóc dáng hơi thấp hơn nữa ngồi chồm hổm xuống, kề gương mặt nhỏ vào ngực mình, che lại tất cả hình ảnh của địa ngục. Triệu đăng bắt đầu run rẩy, thiếu niên kiên quyết nhất lên chiếc cầm nhỏ, đôi môi mềm mại đặt lên môi u tê tu thái gặm cắn như con thú nhỏ mang đến từng đợt tê dại trong thân thể, trời mới biết. Đây là khoái cảm tăng lên gấp mấy lần. Cơ hồ triệu đăng sắp bị cảm giác ấy bức điên, máu tanh nồng đậm bốn phía không ngừng nhắc nhớ luôn có người chết đi thế nhưng y không có cách nào để suy nghĩ. Thiếu niên rời khỏi đôi môi nhỏ, đem người đặt lên thảm dày thấm đầy máu tươi, sau lưng dính phải huyết dịch ấm nóng. Triệu đăng thấy đối phương làm khẩu hình, lặng yên không tiếng động phát ra chỉ lệnh mới. Khoái ý mãnh liệt đầy kinh khủng trong nháy mắt dân trào khắp cơ thể. Triệu đăng bắt đầu kêu lên sợ hãi, sau đó là cấp tốc thở dốc, dưới tình huống đỉnh cao vui sướng không biên giới đã sắp phát điên, bên dưới khỏi phải nói cũng biết có bao niên nhiêu thê thảm thiếu như thiên hôn từng cái lên thân thể nằm trong vũng đổi lấy cùng mình trên khẽ của mỹ nhân sau từng cái đụng chạm triệu triệu đang thiếu niên vệ tiểu gọi tên y thanh quản vì quanh năm không nói trở nên khản đặc vô cùng lại mơ hồ nghe được sự lặng lẽ cô độc và hy vọng chờ mong triệu đăng thoải mái sắp chết rồi chủ yếu là sướng chết sướng đến sắp đi giới bên kia triệu đăng triệu đăng liều mạng thôi mẹ nó qua thế anh có biết triệu đăng cắn răng duy trì thần trí thanh âm nhỏ như dây tóc tại sao em muốn ở cùng vệ tiểu không triệu đăng triệu đăng mặt thiếu niên nổi lên vết hồng dường như rất hạnh phúc khi nghe được tên phương mình từ miền đối bởi vì gương mặt diễm lệ nở nụ cười rực rỡ mỹ nhân bị dục vọng và máu tươi xăm mỹ đẹp đến kinh tâm động phách anh ấy cho em sáng khoái ngoại trừ sáng khoái ra thì không còn gì khác anh lại không lớn bằng anh ấy mau cút đi, thiếu niên ngẩn người, nét kỳ ảo ngay thơ chứa nguồn sống cuối cùng trong con người băng làm vụt tắt. Giá trị thù hận, bốn sao, gót giày tinh tế đạp lên thảm trải sàn, người phụ nữ váy đen thành thịt vụn dưới công kích phạm vi lớn của ngôn linh sư, cô ả à dững dưng để trần nửa bộ ngực, chân phải máu me đầm đìa, nằm móng chân đứt thành từng khúc, các dị năng giả ở khu vực an toàn tạm thời ngăn lại si lên, Stephanie đá giày cao gót đã gãy sang bên, từng bước từng bước đi đến thiếu niên có khuôn mặt như thiên sứ, dường như cảm ứng được điều gì, thiếu niên ông lấy mỹ nhân bị dục vọng hành hạ vào lòng, một bên mê luyến đến cực điểm mút lấy ngón tay thon dài tinh tế của y, một bên ngẩng đầu yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh đang xông đến. Tao nên nhận ra sớm hơn, cổ họng cô ta rung lên âm thanh cổ quái, gương mặt xinh đẹp tuấn mỹ lộ ra sự căm ghét rõ ràng lẫn một tia sợ hãi khó nhận ra. Làm sao bọn họ lại có khả năng tạo ra ngôn linh sư thứ hai, từ đầu tới cuối đều là mày. Vincent, động tác của thiếu niên khẽ khựng lại, cái tên hàm chứa ẩn ý khiến hắn có chút lúng cúng, về tiểu ông chặt lấy triều đăng, vùi mặt vào bờ vai y, phản phất đang kiếm tìm điểm dựa nào đó. Mày còn đòi hỏi cái gì nữa? Bỗng nhiên âm thanh của Stephanie trở nên sắc nhọn, mày đáng phải chết, con mẹ nó mày không đáng sống trên thế giới này. Sẽ không có ai yêu mày, mày là thứ phải xuống địa ngực, đồ rác rưởi buồn nôn chó chết, sát nên một quyền lên vách tường, dị năng giả gần đó bị lệ khí mạnh mẽ của gã ảnh hưởng kêu trên thảm thiết rồi nổ tung. Hai mắt sát đỏ bừng nhìn chăm chăm vào bóng hình xinh đẹp giữa đại sảnh, cầm cái miệng thúi của mày lại. Con mụ kỹ nữ, ít mẹ mày, Haron từ trước đến giờ không chửi tục cũng tức đến dậm chân, tức tốc các dị năng giả liên bao vây cô, Haron chỉ có thể thù hận nhìn chầm chầm Stephanie, đồ xấu xí đê tiện, con bà nó mày chửi ai đó. Stephanie không quan tâm đến các thành viên Silen đang nổi giận, đôi mắt màu nâu sẽ qua thiếu niên như thiên sứ, đôi môi đỏ tươi cong lên độ công ác độc. Chắc bọn họ cũng không biết nhỉ. Rốt cuộc mày là cái thứ gì, thiếu niên cử động môi, lồng ngực của Stephanie lũng một lỗ lớn, cô ả bạo liệt hét thảm một tiếng, chợt không khống chế được cười lên khanh khách. Mày đang sợ à, rác rưởi, quái vật. 16 năm trước, ba mẹ mày dùng tên mày bắt đầu kế hoạch Vincent, bọn họ là nghiên cứu viên sinh hóa ưu tú xuất sắc nhất nhưng nhìn đi bọn họ đã nghiên cứu ra cái thứ tốt đẹp gì a à? mày mang đến tận thế viên sen hai gò má xám trắng của người phụ nữ trở nên đỏ ửng vì mất máu quá nhiều mà đôi mắt dần dần mờ nhòe vết thương trên người lại bắt đầu tự khép miệng lại tất cả mọi người đều có quyền được biết chân tướng tao sẽ nói cho bọn họ biết mày là khởi nguyên của tất cả tội ác khách khứa ở đây không kịp chuẩn bị đã đối diện với biến cố đột nhiên xuất hiện dù việc thân thể Stephanie có biến hóa vượt qua phạm vi của người bình thường thì sau khi tận mắt chứng kiến trung đoàn trưởng Silen hóa thành thiếu niên, bạo ngược tàn sát hết các dị năng giả, đại đa số đều nghiêng về phía xét. Tess có lúc mày 12 tuổi, tổ chức chuyện vui đầu tiên, đôi vợ chồng nghiên cứu viên sinh ra một đứa con lai xinh đẹp, nhưng nó lại khác những đứa trẻ khác. Con trai của bọn họ có bệnh trầm cảm nhẹ, nhưng được thần linh ban ân có được năng lực biến lời nói thành sự thật. Trời sinh mày đã là ngôn linh sư, căn bản mày không cần đợi đến tận thế mới có được dị năng, ngay từ đầu mày đã đứng trên vạn vật, đôi tay ông lấy triệu đăng không biết từ lúc nào đã buông ra, triệu đăng lấy lại tinh thần trong lúc ý thức của thiếu niên dần trở nên hoảng hốt, xin cứu mã tử ngay lập tức, không được, trừ khi làm xong một sao còn lại. Y Chia tay ngay và luôn căn cứ kiểm tra, đứa con của đôi vợ chồng nghiên cứu viên có công suất hoạt động đại não vượt xa người thường. Bộ não của người bình thường chỉ hoạt động với công suất từ 7% trở xuống nhưng mày lại gần như đạt đến 100%. Tổ chức tế riêng cho rằng điều này là biểu hiện của sinh vật tiến hóa, mày hoàn toàn xứng đáng là kỳ tích. Vết thương giữ tận trước ngực Stephanie dần dần khép lại, cô ta lấy tay chỉnh lại nội tạng mới mọc ra từ đống thịt vụn, đau đớn xâm chiếm khiến đôi mày nhíu chặt. Tổ chức dùng đứa con của đôi vợ chồng làm bản mẫu, bắt đầu nghiên cứu thứ có thể làm cho sinh vật tiến hóa dùng thuốc điều khiển não bộ nhưng lại không ngờ hành động ấy sẽ chọc giận đứa bé. Mày giết chết ba mẹ mày, mỗi một nghiên cứu viên của tổ chức đều chết trong tay mày, thuốc còn chưa chế tạo xong thì bị tiết lộ ra bên ngoài, lan truyền cho cả thế giới. Người phù hợp điều kiện thì tiến hóa thành dị năng giả, phế vật không phù hợp thì đào thải trở thành zombie, người bình thường thì khổ sở dãy dùa, tao cứ nghĩ mày chết rồi. Stephanie dừng lại chốc lát, ánh mắt đảo qua thủ lĩnh của các đại căn cứ, các thành viên Silen thần sát kinh ngạc, cô ả à phát ra tiếng cười khẽ mẹ kiếp mày là thứ quái thai dù mày có sửa lại tên thay đổi hình dáng thì mày vĩnh viễn nên bị quăng xuống ống cống mày không xứng được yêu ngay cả ba mẹ mày cũng coi mày là công cụ kiếm tiền tầm mắt cô ta dừng lại trên người triệu đăng chậm rãi nở nụ cười quái dị mày rất yêu cậu ấy đúng không đậu xanh đừng kéo đăng đăng xuống nước chớ ôi chao không đúng không đúng kéo xuống cũng tốt đó cậu ấy tiếp cận mày vì chỉ thị của tao bọn tao cố gắng tìm loại hình vệ tiểu thích, có điều không nghĩ tới chính mày cũng mê luyến cậu ta. Giọng nữ mê hoặc lòng người khẽ lầm bầm, không tin, mày kêu cậu ấy nói cho mày nghe. Đăng, Haron bị ngăn cản không ngừng lo lắng nhìn về phía bọn họ, thiếu niên vệ tiểu vẫn cúi đầu nhìn mỹ nhân trầm mặt trong lòng ngực, xin cậu xin cậu xin cậu, đừng nói với anh ấy như thế, lặng lẽ không hiểu gì cả, xin lỗi, đại mỹ nữ. Tôi muốn anh ấy sống, thanh niên mắt đèn rũ xuống mi mắt, bất kỳ thần sắc nào hiện lên cũng khiến gương mặt sinh hoa, một hồi lâu sau, Triệu Đăng gật đầu. Giá trị thù hận, năm sao, không đợi Triệu Đăng nói chuyện, khoái ý cường liệt xâm lược toàn thân chậm rãi tan biến, tuy hệ thống không có cách nào thủ tiêu khoái cảm mà giá trị thù hận năm sao mang đến nhưng ảnh hưởng của ngôn linh lại chậm chậm không còn tác dụng. Stephanie đối diện bọn họ đột nhiên hét lên một tiếng, lão đảo lùi lại mấy bước, dáng vẻ kiêu hãnh của vị thủ lĩnh biến mất không còn hắn muốn tiến hóa. Zombie cấp 10, mau ngăn cản lại. Dị năng giả và căn cứ xét đồng loạt tấn công thiếu niên và các thành viên silen. lên, tóc đỏ của Haron vẽ ra đường công tuyệt đẹp trên không trung, đứng trên nóc nhà bóp nát không gian dết sạch dị năng giả cản đường cô, sát bên kia quét sạch mấy kẻ chán sống chất đóng thành ngọn núi nhỏ, gã thấy triều đăng, hàm răng gắt gao cắn chặt, bọt máu tanh tưởi trào ra. Con mẹ nó! Dương danh phó đoàn trưởng si lên bỗng dưng để lộ biểu cảm chưa bao giờ có, sát nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại không cam lòng buông ra, ông đây không có tư cách đụng vào cậu, tự cậu đến giải thích với anh ấy, giải thích cái rắm, không khí bốc hơi, cảm giác ngột ngạt như muốn ngưng tụ lại khiến cô ả sẩn tóc gáy, gương mặt Stephanie vì thù hận và sợ hãi mà trở nên vặn vẹo vô cùng. Vô luận Vincent biến thành dáng dấp gì thì hắn đều quan tâm đến triệu đăng, nếu đã như vậy, thứ quái vật đó cần gì giải thích? tiểu đăng, mau qua, ngày hôm nay cậu mà dám đi một bước chị sẽ đánh gãy tay chân cậu. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ giờ phút này lạnh băng như đá, Haron vẫn luôn nhìn thẳng vào y, âm thanh không gần sống, sau khi trung đoàn trưởng tỉnh lại, cậu cũng sẽ không cảm nhận được chúng nó. Đừng như vậy. Lục tử tiêu khuyên nhủ, có lẽ có hiểu lầm, không có hiểu lầm, hoa 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 hu 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 hu, tại sao không có hiểu lầm, tại sao? Xoay thấy triệu đăng không nói lời nào, Haron người đứng lên gia nhập cuộc chiến. Silen là tập đoàn lính đánh thuê đệ nhất, hành vi của căn cứ xét không thể nghi ngờ đã khơi dậy lửa giận của tất cả các thành viên. Mấy dị năng giả vây công thấy tình huống như thế không khỏi lòng sinh khiếp ý, đặc biệt là thiếu niên được Silen bảo vệ kia. Khí tức sát phạt trên người không thể ngăn cản lan tràn cả không gian, phản phất như hám thiên diệt địa. Stephanie thấy tình thế không ổn, không cam lòng nhắm mắt lại làm một dấu hiệu với phụ tá, rất nhanh đã chạy về phía cửa tôi muốn cô chết stephanie há miệng thuộc hạ tiếp ứng vội vàng mang dậy giúp cô vào đôi chân mới mọc bên trong dư quan cô nhìn thấy một giây trước thiếu niên còn tỏa ra hơi thở tàn ác diệt vong nhưng một giây sau đã si mê ẩn mỹ nhân tóc đen mắt đen xuống đất vô cùng mê luyến hôn lấy hôn để gương mặt stephanie vặn vẹo đá thuộc hạ một cái bay ra ngoài triệu đăng triệu đăng ý thức được người phía trên muốn làm gì triệu đăng biến sắc không được chỗ này có người hai tay đang giãy giụa không cẩn thận đụng phải đôi môi đối phương, gương mặt tinh xảo được thượng đế ưu ái nổi lên một tầng ứng đỏ khả ái. Dù cho vẻ bề ngoài vô tội là thế nhưng bộ vị của người phía trên lại phòng lên đến trình độ không thể tưởng tượng. Triệu Đăng Triệu Đăng dường như hắn chỉ có thể phát âm được tên của người nọ, lệ khí lúc nãy khi đối mặt với Stephanie đã tản đi sạch sẽ, thiếu niên đè phía trên hoàn toàn biến thành tiểu quỷ khiến người sợ hãi các thành viên của silen biết rõ tính khí của trung đoàn trưởng tự giác quay đầu không có gì bất ngờ xảy ra phàm là hơi thở khác còn ở lại trong đại sảnh đều bị móc mắt sau đó là cổ giữa hình ảnh máu tươi tung tóe và tiếng người rên la thảm thiết thiếu niên tiến vào cơ thể y à. a hà giữa đại sảnh ngập mùi máu tanh triệu đang bị đối phương hoàn toàn chiếm lấy sau khi kết thúc lần thứ nhất thiếu niên hơi hơi tìm được lý trí kéo người vào phòng triệu đăng không cẩn thận lộ ra ý chống đối bị đối phương không chút do dự dùng ngôn linh trói chặt trên đầu giường, đâm mạnh một cái khiến người nọ thất hồn lạc phách, chờ đến khi cuộc chiến dâm Mỹ cuối cùng cũng kết thúc, cả người triệu đăng vô lực nằm trên giường, mặc cho thiếu niên ông lấy mình. Tất cả những chuyện xảy ra ở căn cứ xét vẫn như giấc mơ, khi triệu đăng tỉnh lại, xung quanh đã đổi thành khung cảnh quen thuộc, trần nhà nhạt sắc, cửa sổ sát đất và sàn gỗ tạo thành tranh cảnh mông lung. Triệu đăng nặng nề mở mắt, cảm nhận được đôi tay đang ông mình chặt chẽ, triệu đăng khẽ động đậy. Nam nhân đang ngủ bên cạnh tức tóc mở ra mắt sói xinh đẹp. Vệ tiểu đã trưởng thành trầm mặt không lên tiếng đối diện với y, hai tay vô thức buông lỏng vòng eo người nọ, thoạt nhìn hắn có chút lười biến mệt mỏi hiếm thấy, khóe mắt mang theo vết hồng nhàn nhạt, như người lữ hành đã rời vì con đường dài trước mặt, hắn khẽ động môi, bàn tay muốn chạm vào triệu đăng chật hận lại giữa không trung. Người đàn ông cường đại nhất thế giới khi đối mặt với người yêu phản bội, lại như nhóc con yếu đuối không còn sức lực. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bỗng nhiên Triệu Đăng nhào vào lòng ngực đối phương, y có thể cảm thấy rõ ràng cơ thể cứng đờ của Vệ Tiểu, sau mới dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ, động tác mềm nhẹ như trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên Triệu Đăng gặp được một người yêu mình mà không mang theo bất kỳ thù hận nào. Triệu Đăng biết, ngoài mặt Vệ Tiểu có vẻ tùy tâm sở dục nhưng thực tế lại là người vô cùng lý trí vừa biết kiềm chế lại có trách nhiệm, dù đã đến bước đường này nhưng đối phương vẫn đứng tại nơi đó, chờ đợi câu trả lời của y em không nghĩ đến. Em thật sự. Rất xin lỗi, triệu đăng rút lại trong lòng ngực hắn, tha thứ em tha thứ em tha thứ âm, nhóc con, cảm nhận được cơ thể ấm áp trong lòng ngực, nằm nhân khẽ khép mắt, cách một đoạn, hắn nói nhàn nhạt, em cảm thấy anh sẽ tha thứ cho em. Hu 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 tiêu ca oi, em không biết phát hiện triệu đăng lúng cuốn, bàn tay với khớp xương rõ ràng nâng mông y lên, khi đã hoàn toàn nhốt người dưới cái bóng của mình, vệ tiểu mới ung dung thông thả nở nụ cười quyến rũ có chút lưu mạnh, cưỡi anh một lần, người đàn ông của em sẽ tha thứ cho em, thái dương dần lên. Trong thời gian ngắn lên đã triệt để thanh lý toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở khu an toàn, từ phòng giám sát điều khiển. Camera cá nhân đến những người may mắn còn sống sót dám đi rêu rao liền lập tức biến thành đống thi thể tanh tưởi căn cứ theo danh sách khách mời mà xét mời đến, các dị năng giả bị hành hạ đến chết khiến sắc mặt Stephanie trắng bệt không thôi. Trong căn phòng trống trải rộng lớn, nam thanh niên trẻ tuổi dịu ngoan như chú mèo nhỏ, từng tiếng trên rỉ mịn màng tràn lan khắp phòng, y xoay eo một cái, hai chân mở lớn vô lực buông thõng bên người nam nhân. Từ lần hành động kia đến nay đã qua ba ngày, phỏng chừng trừng phạt cũng đã xong, lục tử tiêu đến báo cáo tình hình đánh bạo kéo cửa phòng trung đoàn trưởng ra, cánh cửa ấy vẫn luôn khép hờ, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều ngầm hiểu đi vòng qua căn phòng chứa đầy hơi thở hương diễm này. Trung đoàn trưởng, tôi, cu, lục, lục tử tiêu. Chỉ từ độ khàn của âm thanh thôi đã biết chủ nhân của nó bị đối xử như thế nào, dù không thể nhìn rõ bên trong gian phòng nhưng khi đối mặt với âm sắc như vậy, thanh niên châu Á cũng có chút đỏ mặt. À! Cứu, xin lỗi đã quấy rầy mời đại ca tiếp tục, cảm nhận được ánh mắt của trung đoàn trưởng, lục tử tiêu nhanh chóng bỏ chạy khỏi cửa phòng. Thấy phản ứng của gã như thế, mấy thành viên còn lại đứng dưới lâu chỉ biết cầm nín. Nếu nói về tiểu không lý trí thì trong tình hình đó sao hắn vẫn có thể ra lệnh cho bọn họ dọn sạch dấu vết, tài tình đem toàn bộ trách nhiệm cho Stephanie. Còn nếu nói hắn lý trí, đồ hòa quốc ương dân. Một tay cầm lấy tư liệu điều tra được, sát thở dài với người có khuôn mặt xuân sắc hoa đào trong hình, từ lần đó đến nay chính thức từ bạn trai chuyển thành vợ thủ lĩnh, cái rắm á. Người đối diện gã cười nói, trung đoàn trưởng lo được lo mất mới giống vợ hơn. Mấy người có dị nghị gì về giới tính của, không đợi đại mỹ nữ tóc đỏ nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân truyền xuống từ trên lầu, các thành viên si lên ngay lập tức ngậm miệng. Nam nhân mắt sói cởi trần, đường nét cơ bắp đẹp để trắng chắc kết hợp với dáng người cao lớn trở thành hình ảnh rung động đến cực điểm, thanh niên trong lòng ngực ôm chặt bờ vai vững chãi của hắn khi đã thấy rõ bộ dáng mới vừa xong cùng biểu cảm hài lòng kia, suýt chút nữa Haron phun máu mũi, không kìm lòng lẩm bẩm. Tôi tôi cảm giác mình đang ở thiên đường, sát cười nhạo, còn giả vờ làm thẳng nữ, có gì ăn không? Đôi người sáng rực màu băng làm hẹp dài tùy ý liếc nhìn Haron, trong nháy mắt đôi gò má của đại mỹ nữ tóc đỏ phấn hồng một mảnh, cô gái vừa nói có vừa lão đảo chạy xuống nhà bếp, cả người triệu đang núp vào trong ngực nam nhân, khoác lên người chiếc áo giắt két động lớn vừa vặn che phủ cặp mông tròn mình, thấy y vẫn luôn dựa vào vệ tiểu chảy nước mắt sát lo sẽ có chuyện gì xảy ra đứng nửa ngày sắp xếp lại từ ngữ ấp à ấp úng nói ừ ờ à, cậu ấy có sao không không có gì vệ tiểu hơi giật giật triệu đăng liên phát ra tiếng nghẹn ngào cố tình sau năm nhân làm loạn trong cơ thể y thấy y thê thảm như vậy còn nở nụ cười xấu xa này đến châm lửa giùm đại ca do dự trong thời gian ngắn một cánh tay bạch ngọc thò ra từ áo giác két Sát nhìn thấy dấu vết trên cánh tay ấy không nhịn được lắc đầu vệ tiểu một tay ông người một tay đưa hộp thuốc qua ngón tay thon dài của triệu đăng vừa mới chạm đến đuôi điếu thuốc bỗng cả người run lên eo mềm nhũng triệt để ngã xuống cơ thể nam nhân người thông minh đều nhận ra có gì đó không đúng giữa hai người bọn họ hà rồn bừng điểm tâm lại cũng không dám bước lên mãi đến khi nghe được mệnh lệnh của vệ tiểu mới dám đặt đồ ăn lên bàn không há miệng hiu há cái đầu mi mi thử làm mi xem luôn có người không có mắt can đảm tới khiêu chiến vệ tiểu sát biết rõ còn hỏi có thật là không sao không mắt mới gì tới anh vệ tiểu hờ hững đúc cho triệu đăng chút nước trái cây cắn lấy vành tai thì thầm phía trên và phía dưới cùng nhau ăn chống nổi không cút mệt chết đi được thấy y đã có sức lực mắng người vệ tiểu càng thêm hưng phấn đè người xuống làm tới đỉnh triệu đăng sảng khoái sắp chết mà đau cũng sắp chết bị kích thích co lại thành một nhúm Trước khi ngất đi nghe được âm thanh hoa mỹ trầm thấp như nhung tơ của người đàn ông, không Cúc nhìn thấy em là không cút nổi. Đây được coi là kích động tình dục đó nha. Dựa theo yêu cầu của vệ tiểu, Silen bắt đầu điều tra tổ chức y tế Sweetstream, mạnh mối ngoài sáng và trong tối kết hợp, bối cảnh Stephanie chậm rãi trở nên rõ ràng. 16 năm trước cô ta là nghiên cứu viên tham gia kế hoạch Vincent, chủ yếu phụ trách ứng dụng hóa học và mô phỏng lại mẫu sinh vật khi Harold phát hiện hai nghiên cứu viên đầu não là người phương Đông họ về, đại mỹ nữ vô cùng hưng phấn vội vàng tìm được trung đoàn trưởng của mình trong đống tài liệu, nhưng thứ tìm được lại khiến cô không tự chủ đờ người. Qua một đêm ấy ở căn cứ xét, phần lớn mối quan hệ giữa các thành viên Silen và Triệu Đăng đều trở nên căng thẳng đến cực điểm, ở chung đã lâu, ngoài việc mọi người xem y là người yêu của trung đoàn trưởng thì còn xem y là bạn bè chí cốt của mình. Bị người mình tin tưởng đâm một dao sau lưng tuyệt đối không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua, đặc biệt là thì Haron, sát, lục tử tiêu đã quen thân với y càng thêm đau lòng. Tuy trung đoàn trưởng bị mỹ nhân rắn rết quyến rũ đến chết đi sống lại, bỏ qua tất cả chuyện cũ nhưng các thành viên còn lại hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tức giận kìm nén. Cô gái tóc đỏ hơi dương môi, cuối cùng lại không nói lời nào nhìn họ, về tiểu đưa tai nghe cho triệu đăng, người sau lười biến nhận lấy máy truyền tin mini, nhét tai nghe vào hai bên tai. Khi thấy vệ tiểu nhét nhầm, triệu đăng cười cười, chủ động gỡ xuống rồi nhét lại chính xác dùm hắn. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ bình thường nhưng thần xui quỷ khiến làm sao, cảnh tượng ấy lại khiến cô cảm thấy mình không nên xen vào. Mãi tận khi nam nhân mắt sói chú ý đến sự tồn tại của cô. Có chuyện gì, cô thấy triệu đăng cũng cười nhìn sang, căng thẳng lúc nãy bỗng dưng biến mất, hà rồn lấy tư liệu trong tay ra, lật đến chỗ đã làm dấu, bước lên một bước đưa cho vệ tiểu. Một hồi lâu sau, nam nhân gật đầu. Đêm ấy, trung tâm căn cứ xét bị một cây đuốc đốt thành tro bụi, thủ lĩnh Stephanie nhanh chân trốn được nhưng cũng làm cho danh tiếng của xét rớt xuống háo nhán đáy vực, không bao giờ có thể đứng ở vị trí đầu rồng được nữa. Đêm đó triệu đăng ngủ rất say, hiếm khi không bị vệ tiểu dây dưa làm bậy, khi liền thấy một đội băng làm yên tĩnh đang nhìn mình, tỉnh lại dáng vẻ anh Tuấn của con lai dưới ánh nắng ban mai mỏng manh càng thêm mê người quyến rũ. Bạn học vệ nháo nháo, Tối hôm qua làm gì đó, Triệu Đăng cười cười, cho anh một cơ hội nói dối. giết người, hỏi cung, tra khảo thi thể, tìm kiếm thân thể, vệ tiểu sờ sờ cầm tổng kết, không thích hợp với thiếu nhị. Tại sao bỗng nhiên thật yêu hắn a? À? Tại sao? Hơn nữa yêu hắn rất rất vui vẻ a. À? Quả nhiên con người cần có tình yêu. Tuy không muốn quấy rầy nhưng mà, cậu còn một năm. Hệ thống chỉ có thể tính ra thời gian ở lại thế giới sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Nghe xong Triệu Đăng thoáng sững sờ chợt lên tiếng, biết rồi âm thanh kia nhiễm phải chút chần chờ, cậu có sao không? Tôi rất khỏe, vô cùng khỏe. Triệu đăng dừng một chút, tôi muốn làm hắn everyday, thấy tiểu mỹ nhân liên tục cọ cọ lên người mình, về tiểu thoáng nhướng mày, rồi dứt khoát thò tay vào chăn mỏng, tràn ngập tính ám chỉ vuốt ve da thịt đối phương, đồng thời trao nhau một chiếc hôn dài. Sao vậy? Đột nhiên hưng phấn, vậy nháo nháo thật hiểu rõ mình nha. Triệu đăng cảm khái trong chốc lát, giá trị thù hận năm sau rất nhanh đã nuốt gọn lý trí nhưng y vẫn có thể rõ ràng nhận ra nam nhân đang liếm láp gò má mình hay là hoảng lại âm thanh quen thuộc lộ ra sắc cười yếu ớt nhanh như vậy không không hoảng lại gương mặt đoan lệ vô song toát ra thần sắc mê man triệu đăng nắm chặt ráp trải giường cực kỳ yêu anh hô hấp đối phương hơi ngừng lại trong khoảnh khắc liên kéo người vào biển tình đợi đến khi kết thúc Triệu Đăng bị nam nhân dạy dỗ đến mức chỉ còn biết phát ra tiếng khóc đứt quãng, thân thể mới vừa hồi phục liên bị yêu thương dài dằng dặc hành hạ đến không còn sức lực. Y còn muốn làm everyday nữa không? Làm. Triệu Đăng không biết hối cải, làm hang khóc luôn tối hôm đó. Theo chỉ thị của vệ tiểu, Haron Lục Tử tiêu tìm được mấy chiếu đời cũ, bọn họ phát hiện một lượng lớn tư liệu có ký hiệu của tổ chức y tế Swing trong phòng Stephanie, cũng không có gì bất ngờ những năm gần đây căn cứ xét luôn tiếp tục nghiên cứu kế hoạch Vincent năm đó bỏ dở, đại đa số tư liệu đều được xếp ngay ngắn trong rương, chỉ có một hộp đặc chế bị vứt lung tung trong góc, đó là thứ duy nhất Stephanie không thể mở ra, vì thời gian đã quá lâu nên nữ thủ lĩnh cứ thế quên nó ở phòng nghiên cứu. Silen một đường tiến vào ít nhiều gì cũng bị thương, thời điểm vệ tiểu dùng bàn tay rướm chút máu chạm vào, hộp sắt liên tự động mở ra. Tôi đoán là giám định ghen, lục tử tiêu mở máy chiếu ở bên cạnh lên, nói với những người khác, nếu Stephanie không nói láo thì chắc chắn ghen của trung đoàn trưởng và người bình thường có sự chênh lệch. Bên trong hộp chỉ có 8 cuộn băng ghi hình, trong đó có một cuộn còn trống, chắc là chưa kịp sử dụng. Này, lục tử tiêu làm cái ok, máy chiếu bắt đầu hoạt động, cuộn băng thứ nhất được bỏ vào, trong hình xuất hiện một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, cô là người da trắng, hoàn toàn xứng đáng là một mỹ nữ phương Tây, ngũ quan xinh đẹp như sứ làn da mịn màng dù qua ống kính cũng không thể soi mói, cô nói gì đó với người ngoài ống kính, sau đó người đàn ông trẻ tuổi châu Á liên đi vào bên trong. Nơi này là Sweden, cô cười nói, chúng tôi vừa mới đến Spring, nghe nói chỗ này có phòng nghiên cứu bí mật tốt nhất thế giới, cũng không biết nữa, mà nói thế nào đi nữa thì bọn họ cũng không trị hết bệnh trầm cảm của con trai chúng tôi. Iwila, Vincent không bị trầm cảm, thanh niên châu Á bên cạnh sửa lời, ngữ điệu ôn hòa, tiếng Anh lưu loát, ai con mình chỉ khác với mấy đứa trẻ kia một chút, con mình rất thông minh, phải kêu là tiểu người phụ nữ điều chỉnh ống kính, tiếng Trung còn đẹp hơn. Chữ này có nghĩa là án tĩnh, nếu như có thể, em hy vọng tiểu tiểu có thể nói với em vài câu, sẽ nói mà. Thanh niên kề sát vào ống kính, si lên, ba mẹ đang quay video cho con nè, á, à, hình như con không thích máy quay cho lắm. Mấy phút trước vừa mới phá hủy một cái dịch vụ radio ba mẹ lén mang vào, tổ chức không cho phép nghiên cứu viên quay phim cá nhân ba xin lỗi trước mắt chỉ có thể dùng nó ghi lại quá trình trưởng thành của con chết cha vệ ngang tiểu phân giải máy tính thành linh kiện nhỏ rồi cái nào cũng ngay ngay ngắn ngắn là vậy tới đây thôi người đàn ông nhìn bóng lưng vợ mình vội vàng rời đi dừng một chút có lẽ bây giờ con không hiểu tương lai cũng không rõ ràng nhưng chuyện ba mẹ đang làm là một chuyện vô cùng vĩ đại con là kỳ tích nên ba mẹ muốn có nhiều người giống con hơn, bởi vì nếu chỉ có một kỳ tích, con sẽ rất cô đơn. Người đàn ông đuổi theo vợ và con trai, đẩy máy quay lên trước mặt đứa bé xinh đẹp, đứa bé như được thượng đế ân sủng, gương mặt tinh mỹ tú lệ có chút phấn hồng, đôi mắt băng lam to tròn tỏa sáng lung linh. Đại ca, khi còn bé sao anh ngoe quá vậy? Triệu đăng lẩm bẩm, vệ tiểu ông cả người y vào lòng ngực, cảm nhận được cơ thể ấm áp của triệu đăng, hắn trầm mặt, chăm chú nhìn vào ba mẹ trên máy chiếu. Silen, ngày nào con cũng không cười, đại mỹ nữ tóc vàng như là giận dỗi như là làm nũng, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc đen châu báu của đứa bé, con người băng làm giống hệt đứa bé đông đầy yêu thương. Ba mẹ luôn tin rằng con là đứa bé hạnh phúc nhất thế trách giới, con sẽ trở thành một người đàn ông có ý thức nhiệm, một người đàn ông định thiên lập địa, mẹ bảo đảm, đây là. Ba mẹ vợ đúng không? Người phụ nữ trưởng thành sau ống kính sở hữu khuôn mặt mỹ lệ, triệu đăng thúc nhẹ khuya tay đụng vào vệ tiểu, đối phương ư một tiếng, sau đó xoa xoa đầu y, vệ tiểu lên tiếng, lục tử tiêu mở tiếp cuộn băng thứ hai. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của tiểu, người phụ nữ bấm tay tính toán, tiểu tiểu là cung bò cặp nha nghiên cứu viên mới tới hôm bữa cũng là cáp, hình như tên là Disney, cung bò, cô ấy là Stephanie, người đàn ông châu Á bất đắc dĩ sở mũi bên cạnh ông là thiếu niên bớt đi vẻ trẻ con nhìn chầm chầm ống kính không chớp mắt, là một cô gái trẻ tuổi, từ ba nó nói đúng, mẹ nó nhớ rồi. Người phụ nữ nhảy mắt mấy cái, kéo con trai đến cạnh bàn nhỏ, in tiểu, hát đi con trong hình là một nhà ba người vây quanh bàn nhỏ, trên bánh ngọt phủ chocolate cắm 13 cây nến, thiếu niên mắt xanh lẳng lặng nhìn ánh lửa mờ nhạt nhảy nhót. Giai điệu chúc mừng sinh nhật dường như khiến nhóc mỉm cười thì phải. Tiểu tiểu đang cười phải không? tiếng nói ngạc nhiên pha chút run rẩy không dễ nhận ra của người phụ nữ, nụ cười nhàn nhạt của thiếu niên ẩn ẩn hiện hiện trên máy chiếu đời cũ, máy quay chậm rãi đến gần, đôi mắt băng làm ấy phản phất như có trải qua thời gian cửu viễn cũng không thể lấy đi sắc màu rực rỡ, vẫn mãi long lanh sạch sẽ. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh lau nước mắt vui vẻ ông lấy con trai, từ đầu lên bả vai thon gầy của nhóc nhẹ nhàng than thở, nhiều năm rồi mẹ không thấy con cười nếu trong tương lai có người cho con vui vẻ là tốt rồi, nhìn thấy cảnh này, triều đăng lẫn vệ tiểu đều liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức người trước liên công đôi người. Nói quá đúng, là em nè chứ ai, lên. Nhóc con. Vệ tiểu cũng công công khóe môi, em rất biết cách phá không khí, sợ anh khóc thôi, em muốn anh luôn vui vẻ mà ngoại trừ cùng băng trống thì lục tử tiêu liên tiếp bật sáu cùng băng. Đại đa số bên trong đều ghi lại cuộc sống hàng ngày của đôi vợ chồng và đứa con trai, và khi cuộn băng cuối cùng được chạy không lâu, bỗng dựng ống kính bắt đầu rung lắc kịch liệt, gương mặt người phụ nữ tóc vàng nhúm máu, cô vất vả để ống kính ở vị trí vững chắc rồi nói chuyện. Thành quả của tổ chức bị người khác đánh cắp, Stephanie muốn đem thuốc còn chưa nghiên cứu xong công khai cho cả thế giới, con mụ điên kia, tiểu, mẹ tin rằng con sẽ sống sót, mẹ giấu tất cả băng ghi hình vào hộp sắt, chỉ có ghen của con mới mở được mật mã này, nếu một ngày nào đó ó con nhìn thấy những thứ này, mẹ muốn nói với con rằng chấn động đột nhiên xuất hiện hất văng ống kính xuống đất vừa vặn rớt xuống người đàn ông châu á đang nằm trong vũng máu cách đó không xa gương mặt có mấy phần tương tự vệ tiểu trở nên trắng bệch theo bản năng triệu đăng nắm chặt tay vệ tiểu đối phương cũng nhẹ nhàng nắm lại tay y triệu đăng giật giật môi lời muốn nói bị nuốt xuống trong nháy mắt y muốn giữ sự bình tĩnh cho vệ tiểu nhưng rất hiển nhiên dù trong bất kỳ tình huống nào nam nhân này đều rất lý trí một sợi tóc vàng xẹt qua ống kính ngón tay người phụ nữ chảy máu đầm đìa dùng sức nhất ống kính lên cô đau đớn thở hổn hển nhưng đôi người băng làm hệt vệ tiểu lại rạng ngời sáng rực ba mẹ không làm chuyện gì sai trái con cũng vậy ba mẹ vì con mà thay đổi thế giới chứ không phải muốn nó thành đống đổ nát quan trọng hơn vô luận tương lai sẽ thành dạng gì thế giới sẽ thành dạng gì ba mẹ mãi mãi luôn yêu con sắc trời rực rỡ len lỏi vào quần thể kiến trúc hoang tàn trời sao trống trải dần dần được ban mai thay thế từ xoay đơn đối biển có thể thấy được cảnh tượng tận thế từ trong ánh sáng kia. Triệu đăng lấy tay khuấy khuấy nước biển, tầm mắt dời đến thiếu niên đang nằm ngoài khơi, làn da tái nhợt của người kia được biển sâu làm nền càng thêm trong suốt. Triệu đăng gọi tên thiếu niên, như là kỳ tích, thiếu niên chậm rãi đạp lên đại dương xanh thẳm đến gần bên y có nhớ được gì không? Đoạn ký ức của vệ tiểu năm 15 tuổi, dựa theo mẫu đối thoại mà Triệu Đăng lén lúc nói chuyện với hệ thống và sự thật dài dòng mà thành suy đoán. Có lẽ ngượng ngùng là nhân cách chủ trong cơ thể vệ tiểu. Thời điểm hắn 15 tuổi, Stephanie cướp lấy thành quả nghiên cứu của Swin dẫn đến hậu quả các nhân viên của tổ chức tử vong trong phạm vi lớn. Mặc dù lúc đó ngượng ngùng còn sống nhưng ba mẹ mất đã sinh ra bóng ma quá lớn với hắn, xuất phát từ một loại bảo vệ bản thân nào đó. Bên trong cơ thể của hắn sinh ra nhân cách thứ hai, bá đạo thay thế ngượng ngùng gánh chịu áp lực cực lớn, đồng thời cũng giúp hắn trưởng thành vì vậy nên nhân cách chủ vẫn luôn duy trì bộ dạng của thiếu niên. Không ngoài dự đoán, thấy người kia lắc đầu, triệu đăng vô cùng lưu loát mở bia ra uống, không nhớ cũng không sao, nghỉ ngơi một chút chứ. Tế triệu đăng và vệ tiểu cố ý đi đến nơi tổ chức xuyên tọa lạc, hy vọng có thể thông qua chốn xưa nhặt lại ký ức, sáng sớm ba ngày trước, thời điểm triệu đăng mở mắt vệ tiểu đã về lại dáng vẻ thiếu niên. Dù ở bên gần hơn một tháng nhưng đối phương vẫn chưa nhớ lại chút nào có liên quan đến quá khứ thiếu niên dùng chân đá đá bọt biển dạt vào bờ, bọt trắng và nước biển xanh lam lướt qua bắp chân rồi rút đi. Hắn vương tay cẩn thận từng chút từng chút một chạm vào mu bàn tay triệu đăng, khi triệu đăng nắm lại bàn tay hắn, trên gương mặt trắng nõn thiếu sắc máu nổi lên một hồng ứng đỏ, bên trong nét ngây thơ lộ ra từng tia gợi cảm mê người. Bề ngoài đáng yêu như vậy, thật ra bên trong mê trai muốn chết chứ gì? Thật là quá đáng, triệu đăng kề sát vào thiếu niên, cố ý hút hít ngay bên tai hắn, đúng như dự đoán thấy được trong đổi mắt long lanh kỳ ảo kia tràn ra hơi nước lừa gạt, thân thể đối phương trở nên cứng nhắc. Em nhớ lúc xem video, khi còn bé nháo nháo không cười, giống như không có cảm xúc vậy, mặt ửng đỏ trên mặt đã lan tràn đến chiếc cổ, triệu đăng thấy vậy không nhìn được tiếp tục trêu đùa, nếu như lúc đó em gặp anh, có phải anh cũng không thèm để ý tới em không? Triệu đăng, thiếu niên gọi tên y không ngừng lắc đầu, cánh tay mảnh khảnh tái nhợt đưa ra muốn ông lấy người lại bị triệu đăng cười cười tránh thoát nơi đấy lòng mềm mại bị đục khoét, đau đớn hiện lên gương mặt hờ hững. Khi ở căn cứ xếp máu me đầy rẫy, người nọ cũng dùng biểu tình như vậy thốt nên lời nói tuyệt tình, bỗng dưng không hiểu tại sao hắn có chút bực tức, trong mắt băng làm dân lên vẻ kinh dị. Lúc triệu đăng nhận ra có gì đó sai sai thì tiểu quỷ xinh đẹp đã vào đóng cát, đau đớn trên mông trong nháy nhấn mắt truyền đến khiến y nhắm chặt mắt, nhận ra mình vậy mà bị một nhóc con nhỏ hơn vài tuổi đánh mông trừng phạt xấu hổ chưa từng có trào đến làm y giấy dùa không thôi em sai rồi đừng đánh đau thiếu niên dùng lực không lớn nhưng thứ làm triệu đăng khó chịu là khoái ý trong cơ thể không cách nào ngăn được hai tay như bị phế bỏ không thể cử động chỉ có thể chịu đựng đối phương hành hạ nơi mềm mại nhất toàn thân truyền đến kích thích khiến triệu đăng không ngừng run rẩy vừa khóc vừa thở nước mắt lẫn nước miếng thấm vào các mềm chờ đến lúc triệu đăng bị đánh đến mức tiết ra thiếu niên liên dùng dị năng đem người về phòng thiếu niên với gương mặt tinh mỹ như thiên sứ giúp người nọ rửa sạch đất cát hắn liếc nhìn đối phương một cái đôi người ngậm xuân thủy đủ khiến bất luận kẻ nào khô nóng vệ tiểu sau khi trưởng thành học được cách khống chế bản thân nhưng vệ tiểu thuở thiếu thời lại không biết cách kiềm chế dù có thương yêu đến mức nào thời điểm dục vọng trào tới chỉ biết thỏa mãn chính mình sau mới chậm rãi thương thương triệu đăng cho nên khi lên giường với thiếu niên vệ tiểu phần lớn thời gian triệu đăng đều bị hành xác tới bời nghe theo ý hắn bày ra đủ loại tư thế không có tôn nghiêm ý muốn khống chế của vệ tiểu vẫn luôn rất mạnh, sau sự kiện bất ngờ phát sinh ở căn cứ xét, ngoài mặt nam nhân này đối với y hữu cầu tất ứng nhưng thực tế lại hoàn toàn nắm giữ cuộc sống của triệu đăng. Các căn cứ lớn trong lòng đều biết rõ quan hệ giữa y và vệ tiểu, người thông minh khi thấy triệu đăng đều chọn đi đường vòng. Nếu Silen không có nhiệm vụ thì hai người đều cùng nhau ăn cơm tắm rửa, tất cả các phương diện ăn mặc ở đi lại của Triệu Đăng đều được đối phương khống chế. Còn nếu thỉnh thoảng triệu đăng có chút khó chịu thì vệ tiểu sẽ dùng ngôn linh hoặc dùng lời ngón tiếng ngọt đem tất cả buồn bực của người nọ ném ra sau đầu. Hắn. Hảo. soái À, lớn lên đẹp trai như vậy, thực lực nghịch thiên như vậy lại yêu trúng ông đây thì ý muốn khống chế là cái thái gì, lăng giường rồi nghĩ tiếp há. Nha hiểu luôn, lăng xong là không nhớ rõ cái gì, chỉ còn nhớ em yêu tiểu ca, tiểu ca làm em sướng muốn chết, thấy triệu đăng không chuyên tâm, thiếu niên khế cau mày không tiếng động phát ra mệnh lệnh bên trong căn phòng xa hoa sáng rực gần biển rèm cửa dày nặng che đi hơi thở kiều diễm hương sắc sống dập đêm khuya vì vào mãi không ngừng zombie bụng đói cồn cào vòng tới vòng lui trong đống đổ nát hoang tàn lại vùng vằng không dám đến gần nơi có ánh sáng đầy mê hoặc kia đó là nơi ở của vương vương của bọn nó đang ở nơi đó thỏa thích hưởng thụ con mồi mềm mại ngọt ngào của mình nháo nháo ca can làm anh đói bụng quá à không muốn ăn em đậu xanh dưa hấu, đăng đăng có nỗi buồn nhỏ. Em có tác dụng lớn như vậy, sao anh cam lòng ăn? Giọng nói của nam nhân chảy ra giai điệu lười biến, hắn nhìn khuôn mặt hoa đào dưới thân, tự tiểu phi tiểu, ăn rồi ai cho sưởi ấm cho anh yêu, giống như bây giờ, em làm anh thật ấm áp. Tiểu bảo bối, thêm một hiệp nữa đi, anh yêu em, sờ đăng đăng có nỗi buồn cực bự, đậu. Mùa đông qua đi, băng tuyết tan rã nhường chỗ cho gió xuân cơ xanh khi zombie đã xâm nhập đến gần cả thế giới thì Silen công bố ra bên ngoài phần lớn thành quả của tổ chức y tế Sphinx và tên vệ tiểu ở trên tên ba mẹ của hắn. Công trình nghiên cứu vĩ đại khiến cả thế giới khiếp sợ xong cũng khiến những người may mắn sống sót thấy được ánh sáng hy vọng, dần dần có người tài giỏi tập hợp lại bắt đầu điều chế ra thuốc giải xoay chuyển vận mệnh. Bất kể là tương lai được lưu danh bách thế hay tiếng xấu muôn đời thì cái tên tổ chức tế xuyên đã tiến vào dòng sông lịch sử, ngàn năm sau khi đại nạn đã có chuyển biến tốt. Người thông minh đều nhận ra hàm nghĩa trong cái tên của nó. Ở khu Tây nơi đông đúc nhất, hầm bí mật dưới lòng đất bị ống cống lẫn rễ cây giăng đầy chăn chịt, nằm nhân mắt sói anh Tuấn tùy ý đẹp vàng song sắc dày nặng, đi về phía trước vài bước liền gặp phải lao tù đơn giản được làm từ ống nước, bên trong không gian ngột ngạt chật chội, kẻ tù tội với mái tóc xanh ngẩng mặt lên, đó đã không thể xưng là con người, một nửa bên mặt đã bị gọt sạch, dọi bọ mập mạp chen chút trong viên mắt, ít hầu bị dạo nhỏ cắm vào chẳng chịt máu thịt bậy nhầy và dây thần kinh rách nát miễn cưỡng chống đỡ cái đầu, tử chi từ lâu đã không còn trở thành nơi cư trú của các loại bò sát. Cho dù như vậy, cô ta vẫn sống. Này, tiểu quái vật! Cô ta cười với vệ tiểu, dây thanh quản bị tổn hại phát ra giọng khàn đầy chói tai, thấy hắn không trả lời, đôi môi bị đẽo gọt của Stephanie mở ra đóng lại. Mày tới đây lấy mạng tao à? Không đợi vệ tiểu nói chuyện, cô ta tiếp tục kẻo kẹt nói tiếp con mẹ nó tại sao mày không cho tao chết? Tại sao mày lại bất tử? Nếu mày không tồn tại, nói tất cả những chuyện năm đó cho tôi. Dưới ánh mắt khinh bỉ đầy hận thù của cô ả, hắn chậm rãi nói, tôi sẽ để cô chết. Kế hoạch Vincent, về tiểu làm động tác dừng, bắt đầu từ lúc cô trộm thứ đó, từ khi bị Silen nhốt Stephanie hận hắn đến đòi mạng, vào đây, cách mấy tháng cô ta mới nhìn thấy người sống thân thể đau đớn khiến cô hận không thể tắt thở ngay lập tức nhưng lại vì ngôn linh của vệ tiểu mà lây lắc sống đến bây giờ cô ta không còn đường lui đành phải nghiến răng nghiến lợi nói tao trộm được thuốc nhưng bị ba mày phát hiện thuốc bị đổ bể một phần dính trên người tao phần khác đi theo không khí bay ra ngoài rất nhanh sinh vật trong cả trụ sở đều bị ảnh hưởng sau đó tao nhìn thấy mày mày kêu tao đi chết lúc đó tào đang biến dị làm sao tao có thể chết đây tao đau phát điên mất rồi khi tỉnh lại tao phát hiện mình không còn bộ phận của phụ nữ, bởi vì biến dị, ngôn linh mất đi một phần hiệu lực. Con mẹ nó mày đúng là ma quỷ, tùy tiện một câu cũng có thể hủy diệt một đời. Cô ta vừa nói vừa ho khan, ngụm máu đen thui tanh tưởi phun lên trên đất, thật đáng đời, ba mẹ mày đều chết trong lúc đó, mày đúng là kẻ nhu nhược, đáng lẽ mày có thể bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng mày lại như thứ rác rưởi chỉ biết khóc lóc. Mày, y cô không muốn chết, thân sắc vệ tiểu bình tĩnh, câu nói vừa dứt khiến ả đàn bà đang phát điên bỗng dưng có sức lực cô ta điên cuồng đập đầu vào mặt tường xương sọ đã vụn nát từ lâu không đỡ nổi một đòn óc não vàng khè từ bức tường trượt xuống stephanie cười ha ha mày dám cho cậu ta nhìn thấy dáng vẻ hiện tại không mày dám cho cậu ta biết mày đã làm gì không con mẹ mày cái thứ không có tình người quái thai cô ta nôn ra máu tanh gào thét kịch liệt khiến cơ thể nằm trong tử vong càng nhanh thối rữa cô ta thống khổ kêu rên Cậu ta sẽ rời khỏi mày, bởi vì mày chỉ mang đến đau khổ cho cậu ta. Vincent, mày không có khả năng để yêu. Mày giết nhiều người như vậy, biến tạo thành bộ dáng không ra người không ra quỷ, ông đây sủng y chứ không sủng cô. Về tiểu nhàn nhạt cong môi, ánh mắt lướt qua người đàn bà đang nổi giận, hắn cười khẽ. Chết đi, đồ dơ bẩn. Vincent, Vincent Vincent Vince, cổ họng vỡ nát đánh gãy tiếng gào thét nằm nhân thân hình cao lớn liếc mắt nhìn thi thể trắng bệch xấu xí, thu hận loán thoáng trong đôi mắt tan biến không còn dấu vết. Từ đây đến lúc trời khỏi chỉ còn lại nửa giờ, hiếm khi triệu đăng nóng nảy như vậy, vệ tiểu đi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về, nếu thật sự không về nữa, y không chào mà đi phải đành 10 phút. Hu 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 hoa 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 hoa. Nhóc con, âm thanh trầm thấp quen thuộc khiến đôi mắt nhỏ sáng ngời, triệu đăng hai ba cái nhảy lên người hắn, có chút không muốn ông lấy bả vai đối phương sau một chút do dự triệu đăng nhỏ giọng nói em phải đi hờ bởi vì một số nguyên nhân em nhất định phải đi triệu đăng sắp xếp lại ngôn ngữ trong lòng liên tục tính toán thời gian xin lỗi em thật sự không muốn đi đâu nhưng mà em được cái gì triệu đăng không thể tin ngẩng đầu lên liền thấy đôi người băng làm vô cùng rực rỡ và lộng lẫy nhìn mình chăm chú anh biết em sẽ đi bàn tay với khớp xương rõ ràng ông lấy eo triệu đăng, hắn dịu dàng chạm vào đôi môi mềm mại của người trong ngực, lúc tách ra, hắn đề giọng, ngày ấy sử dụng ngôn linh, anh nhận ra mình thất bại, chúng ta không thể mãi mãi ở cùng nhau. Đã đến giờ. Chờ đã, bỗng dụng vệ tiểu nhìn qua bên người triệu đăng, trong mắt nổi lên một u ám kinh dị, dừng lại, triệu đăng ngẩn người, chợt nhận ra mình thật sự không có đi. Tình huống chưa bao giờ xảy ra khiến la lên với hệ thống theo bản năng cách hồi lâu, lần đầu tiên hệ thống dùng âm thanh có thể nói là kinh ngạc lên tiếng, hắn nghịch chuyển bước nhảy không gian. Rất trâu bò phải không? Khó mà tin được. Phải, anh yêu em, triệu đăng cảm giác được vệ tiểu đang kề sát tại mình, âm thanh hoa mỹ như nhung tơ đang thì thầm lợi chân thật. Hu 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 hoa 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 em không muốn đi không muốn không muốn không muốn em không muốn y. Nhiệm vụ quan trọng loa hoa 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 hu 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 hu, bãi công ngoan, nghe lời anh được không? Không được, nháo 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 nháo, em yêu, anh, em, yêu anh, em yêu anh 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 nhất. Yêu anh nhất. Biết rồi, nam nhân cười rộ lên có chút bất đắc dĩ, gương mặt anh Tuấn của con lai dịu dàng ôn nhu đến mềm mại, đôi mắt sói sáng lên rực rỡ, hắn ôm chặt triệu đăng vào lòng mình, nỉ non nói, anh cũng yêu em. Dù có thế gian có thay đổi, thì anh vẫn mãi yêu em. Ngôn linh sư vĩnh viễn không nói dối, đặc biệt là đại ca vô cùng lợi hại như anh âm sắc trầm thấp lại lộ nét trong trẻo khang khang gợi cảm dáng vẻ tự tin vô cùng đẹp mắt ngón tay vệ tiểu rủ xuống nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ như khí ở căn cứ xét lại như trên đường đi làm nhiệm vụ hắn vẫn luôn xem y là một đứa nhóc trong miền ký ức cuối cùng là âm thanh êm tai dễ nghe của người ấy đừng quay đầu lại hãy đi đến tương lai của em đảo sicilia nằm giữa địa trung hải trong ánh mặt trời rực rỡ theo con phố cũ ngoằn ngoèo uống lượng được lát đá bằng phẳng là quán ba rộng rãi thoáng mát đám đàn ông say xỉn và thân ảnh của vũ nữ uống éo yểu điệu đang dệt thành bức tranh đa tình trong làn khói mông lung của thuốc lá hoa violet chậm rãi bò khỏi màn đêm đó là một mỹ nhân kinh động đến cả tiên nhân người nói chuyện ngoài ba mươi tay cầm cốc thủy tinh rượu và nước đá va vào nhau tạo thành tiếng động da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa cực kỳ mê người gương mặt đủ để ăn đứt bất kỳ thần tượng nào không chờ người đối diện lên tiếng, người kia nói tiếp, mà tuyệt vời hơn nữa là, cậu ta là con trai thứ hai của gia tộc Costa, nhà bọn họ trừ cậu ta ra thì có ba đứa con gái Beta, sở hữu được cậu ta tương đương với sở hữu gia tộc lớn thứ ba đảo Sicilia, ai lại không muốn mỹ ông vào ngực, chân đạp quyền lực và tiền tài đây. nghe thật không tồi, thanh niên tiếp lời mắt màu hổ phách, đường nét khuôn mặt của phương tây vô cùng anh tuấn, cười rộ lên càng tăng thêm vẻ tú lệ trên gương mặt tự như một chàng trai ngây thơ chưa va chạm với xã hội. Mày sẽ nhìn thấy cậu ta nhanh thôi, bạch điểu, thần trí của người đàn ông đối diện điên cuồng rót rượu đã bắt đầu mơ hồ, lúc nói chuyện còn bị thắt lưỡi, đó là Omega tuyệt vời nhất Sicilia này, nếu không phải có gia tộc Costa chống lưng phía sau, nhất định y đã bị đàn ông đặt dưới thân ngày đêm hầu hạ, bất luận người nào cũng sẽ yêu cậu ta, bao gồm cả thằng cha mà mày đang cống hiến sức lực, cái này thì tao từ chối cho ý kiến chàng trai nhấp một hớp rượu run bố kêu tao đến lấy mạng của mày nên chuyện xưa mỹ nhân tạm dừng tại đây không đợi người đàn ông phản ứng nòng súng đen đã kề ngay huyệt thái dương của gã đồng tử vấn đục co lại một đường khi tiếng thét hoảng sợ dâng lên đến cuống họng người đối diện gã mặt mày công công chớ nghi ngờ anh em nó nói mày không có tư cách tiếp tục cha mày theo công ước thứ nhất của gia tộc vĩnh viễn không được phép bán ma túy cho người italia ngoại trừ quỷ dữ ống hãm thanh vùi lấp âm thanh của tội ác vào tiếng nhạc sập xình quán ba thanh niên tóc nâu thuận thế đặt thi thể người bạn lên bàn, ánh mắt xẹt qua đám gái gọi mặc áo ngực trai đang thỏa mãn đến tiền, nở một nụ cười ngọt ngào. Bạn tôi uống say, nếu lát nữa nó vẫn chưa tỉnh, phiền cô gọi taxi đưa nó đến địa chỉ đặt dưới khăn tay đằng kia, hắn trả tiền rồi hào phóng cho phục vụ một mớ tiền boa, bảo đảm trước một giờ sáng sẽ không có người đến gần chiếc bàn vuông ấy. Người trẻ tuổi hờ hững nhìn mấy cô nàng sexy nóng bỏng, bóng người nhanh chóng biến mất khỏi quán bar trong màn mưa nặng hạt, bạch điểu phụ tá đắc lực của bố già mori người tài trên đảo sicilia vô số nhưng chỉ có người nắm quyền gia tộc moriti mới được gọi là bố tuổi tác lão đã cao tóc trắng xóa nhưng vẫn như cũ là bố già của cả châu âu ba năm trước đột nhiên một sát thủ trẻ tuổi tên bạch điểu xuất hiện khiến toàn bộ thế giới dưới lòng đất chú ý bạch điểu rất được mori tin tưởng trong thời gian ngắn liên tiếp tiêu diệt những kẻ mà bố già hận như khối u ác tính không ai biết được họ tên và vẻ ngoài của hắn cũng không ai biết được trên tay hắn đã dính máu tươi bao lần. Bạch điểu trời sinh giết người, lạnh khóc vô tình, trắng trợn không kiên nể một ai. Sàn gỗ kéo dài với ánh đèn sáng lung linh, trên sân khấu, nữ diễn viên yểu điệu xoay tròn trong làng váy xanh nhạt. Là ở đây, là ở đây, ngồi trong rạp hát người người nhốn nháo, triêu đăng cố gắng khống chế kích động muốn quay đầu lại. Nương theo dư quan cẩn thận đánh giá người đàn ông ngồi sau mình chỉ thấy được sợi tóc nâu nhạt của người nọ, làn da trắng nõn và bàn tay xinh đẹp hắn là mảnh vỡ gì, rộng rãi, không muốn làm đâu, tôi muốn tiểu của tôi, triêu đăng nhìn chầm chầm nữ diễn viên tịnh lệ trên sân khấu, mạnh mẽ yêu cầu được tự do yêu đương. Một là lên hai là chết, lên thì lên, triêu đăng giả bộ làm rất bật lửa xuống đất. Bật lửa nâu đỏ được khắc ký hiệu của gia tộc lớn thứ ba Sicilia không phụ kỳ vọng người nào đó lăn tới phía sau. Triêu đăng vờ việc mò mẫm đằng trước ghế, mãi đến khi bảo tiên bên cạnh lễ phép lên tiếng dò hỏi, triêu đăng mới quay đầu lại xin chào, tiên sinh, ngài có nhìn thấy bật lửa của tôi không? Nếu như tôi đoán không lầm, thanh niên cực kỳ anh Tuấn ngồi phía sau triêu đăng, mà nói đúng hơn là một chàng trai mang theo nụ cười ấm áp, là cái này, ngón tay thon dài nâng bật lửa lên, thấy triêu đăng định dùng tay qua lấy, bảo tiêu bên cạnh lập tức ngăn cản, nhị thiếu gia, ngài, không sao, triêu đăng cướp lời bảo tiêu, anh ta là bê ta, trong phút chốc ngón tay chạm nhau, sự ấm áp trên người đối phương khiến triêu đăng phải trừng mắt nhìn thật không hổ là rộng rãi cậu là thành viên của gia tộc costa sao Triều đăng ngẩn người ừ thấy bảo tiêu bên cạnh thần sắc khẽ biến thanh niên nở nụ cười vô hại xin lỗi chẳng qua là tôi thấy gia huy của các cậu rất đẹp hoa gai đẹp không Triều đăng cũng cười tôi cảm thấy nó có chút nữ tính nào có có người muốn còn không được không chờ y phản ứng thanh niên lùi người về sau tuy rất muốn trò chuyện nhưng nói tiếp nữa sẽ phiền những người khác tôi là triêu đăng tàn sau một trận trầm mặc ngắn người kia nói ra tên của mình nữ diễn viên với mái tóc bạch kim xoay tròn trong không trung thân hình nhỏ nhắn từ từ lên cao rồi rơi xuống mềm mại như một con bướm màn sân khấu đỏ tươi từ từ hạ xuống làn váy xanh lục của nữ diễn viên thấm đẫm máu tươi cô gái uống người một cái đầu và cánh tay vô lực rủ xuống cô ấy chết rồi cô ấy chết rồi niêm phong cửa ra vào tránh xa cô ấy ra giám đốc rạp hát sắc mặt trắng bệch máu tươi tụ lại thành vũng trên sàn gỗ, thân phận của nữ diễn viên này không tầm thường, cô ta là tình nhân của một vị thủ lĩnh gia tộc lớn, đột nhiên tử vong bên trong rạp hát, chắc chắn nhân viên trong đây sắp sửa đối mặt với phiền phức cực lớn, tiếng khách khứa rít gào chữ bới đầy hỗn tạp vang lên sau khi giám đốc ra lệnh, thanh niên cười cười nói nói lúc nãy đã biến mất không còn tâm hơi. Bảo tiêu bên cạnh thấy tình hình không ổn lập tức che chở triêu đăng phía sau, từ năm triêu đăng đối mặt với thời kỳ động dục đầu tiên, thủ lĩnh gia tộc Costa lo lắng y gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn gia tộc không người nối nghiệp. Mỗi lúc muốn ra ngoài chơi đùa nếu không mang theo một hai bảo tiêu thì không được phép bước ra khỏi nhà, mà mỗi một thuộc hạ đều được chọn lựa kỹ càng. Chuyện ngăn cản người lạ tiếp xúc như lúc nãy có thể nói là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Một tiếng trên truyền ra từ miệng bảo tiêu đang che chở y, thấy thân ảnh cao lớn ngã xuống đứng dậy không nổi. Triêu đăng nhanh chóng cướp lấy súng trong tay bảo tiêu nhảy vào bóng tối, lưng kề sát vách tường, từ nơi khúc quanh ló đầu ra tìm đường thoát thân, nhưng trong bóng tối bên cạnh lại vang lên tiếng cười yếu ớt, lực phản ứng không tồi, nhưng vừa nãy tôi vẫn có thể làm cho em chết một ngàn lần, âm thanh khàn khàn xa lạ khiến triêu đăng nhíu mày, anh muốn gì, đây chỉ là mẫu chuyện cười không quá quan trọng, tôi không có ác ý với em, đối phương dễ dàng giết chết bảo tiêu đến không còn từ ngữ miêu tả, bây giờ là hai ngàn lần, anh là bạch điểu. Không giết phụ nữ và trẻ em là quy tắc tự định của rất nhiều sát thủ, nhưng người trước mắt lại vừa giết xong một nữ diễn viên, thực lực mạnh mẽ, xuất quỷ nhập thần, giết người bất luận đối tượng là ai, mà quan trọng hơn là, nữ diễn viên vừa chết là tình nhân của thủ lĩnh vô vô, chỉ có bố mới có thể đụng vào đồ của gia tộc Duô và cũng chỉ có thể là ông ta, dù không thấy mặt của đối phương nhưng khóe môi triêu đăng lại mang theo một ti tiếu ý, anh vũ khí đắc lực nhất của bố, một bé trai thông minh, người kia như trêu đùa lại như cảm khái. Trước khi có nhiều người đi đến chỗ này, bóng dáng cao to của hắn lóe lên trong bóng tối một cái rồi biến mất, giá trị yêu thương, không phải năm sao, rộng rãi, sấm sét giữa trời quang, rộng rãi có thù với sát thủ đúng không, bố phát, có đạo lý, nhớ tới phản ứng vừa rồi của đối phương, triêu đăng không xác định dò hỏi, rộng rãi là tan, là sát thủ, hơn nữa còn là bạch điểu, nghe đồn bạch điểu thuận tay trái, hắn quen dùng súng lục kiểu sủ, thích hút thuốc, trên người luôn có mùi thuốc, tính tình lẫn hành vi đều âm trầm, là một quái vật kỳ dị, hắn đã thừa nhận. Tuy sự thật chứng minh lời đồn không đáng tin nhưng vũ khí giết người kinh khủng nhất Sicilia, phụ tá đắc lực nhất của bố già lớn lên đẹp trai điêu đứng lại là đối tượng công lược, ngẫm lại thì, quá mạnh, quá tuyệt, ép ép, đăng đăng đề nghị đăng đăng nên tự sát ngay lập tức, bên trong gian phòng rộng lớn tao nhã được đèn trong rọi sáng, bố già Mori khép lại quyển sách cũ kỹ, động tác kéo xì gà vô cùng quen thuộc mà đầy khí thế là tư thái tao nhã của riêng thế hệ trước nhưng dù như vậy cũng không thể che giấu bàn tay lớn run rẩy và đốm mồi trên làn da nhăn nheo lão gật đầu với lời chào hỏi của người trẻ tuổi vừa tiến vào chợt nói nhỏ làm rất tốt con trai của ta bố già nói chuyện không nhanh không chậm hương xì gà chậm rãi lan tràn khắp căn phòng giết người đàn bà của vô vô rốt cuộc cũng không còn thân nhân nào có thể giúp hắn bên chính trị hành động của hắn đã vượt ra khỏi sự khoan dung của ta ngài quá khen Bạch Điểu tiến lên hôn mu bàn tay nhăn nheo lỏng lẻo của bố già, năm tháng vô tình xung kích người đàn ông mạnh mẽ ngày xưa, dù lão vẫn khống chế toàn bộ Sicilia nhưng đã không còn nhiệt huyết hăng hái của tuổi trẻ. Người phụ nữ của vô, vô là một Omega, bố già Mori thấy vậy nặng ra nụ cười nhàn nhạt, lão nói với Bạch Điểu, chậm chậm dụ dỗ, Omega chia làm hai loại. Một loại dùng mỹ mạo làm vũ khí để khống chế Alpha, còn một loại thì từ nhỏ đã được hưởng toàn thế giới, còn có biết con trai thứ hai của gia tộc Costa hay không? Nó rất được mọi người yêu thích, đúng không? Thấy Bạch Điểu gật đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt bố già lại sâu thêm mấy phần. Ta sẽ an bài thân phận giúp con, đi vào gia tộc Costa, tàn xì gà rớt vào gạt tàn cổ điển, cơn gió nhẹ cuốn rèm cửa lên, nếu con chinh phục Costa, hơn một nửa Italia sẽ là thuộc về chúng ta, mỹ nhân thuộc về chúng ta, rượu thuốc lá và bất động sản khắp nơi cũng thuộc về chúng ta, y là Omega của con sẽ vĩnh viễn mở hai chân với con, là một kỹ nam của riêng con. Hoa cỏ theo năm tháng cuồng giả sinh trưởng, gió nhẹ phong hành theo ti dương quang, mỹ nữ trong trang phục sặc sỡ đạp xe xuống sườn núi. Trong tiếng chữ mắng của chủ sạp, thanh niên tóc đen lao nhanh khỏi hẻm nhỏ quăng một sọc hoa quả xuống đất, quýt và trái cây vải đầy đường vô tình làm trở ngại người đuổi theo phía sau, mấy người đó không dám nổ súng với y, lợi dụng điều đó triêu đăng dùng hết khả năng chạy trốn và quấy rối. Bảo tiêu đi cùng đã bán đứng y, trước mặt tiền tài thì vinh dự gia tộc đều là chó má bỗng nhiên đối diện xuất hiện một bức tường kín mít không chờ triêu đăng tay không vượt tường âm thanh của hệ thống đã vang lên bên tai xung quanh có mảnh vỡ thanh niên thân thủ mạnh mẽ nhảy tới từ bức tường đối diện trong tay hắn xuất hiện một cây súng cũ kỹ viên đạn bay trượt sang mặt kẻ địch nòng súng mạnh mẽ đập xuống làm đầu đối phương chảy máu thanh niên né tránh mấy cái rồi giơ tay chém xuống sau khi lưu loát cắt ít hầu người đối diện hắn vững vàng rơi xuống trước mặt triêu đăng tổng thống nói tiếp đi triêu đăng và thanh niên nhìn nhau xúc cảm lắng động bên trong đôi hổ phách ấy làm triêu đăng có chút không khỏe nghe âm thanh của mi có chút cảm giác an toàn nhị thiếu gia thanh niên giải quyết xong kẻ địch phục tùng gật đầu hướng y chào hỏi triêu đăng sờ sờ mũi tan bây giờ tôi là hộ vệ mới của ngài mỹ nhân tóc đen đối diện lộ ra biểu tình kinh ngạc há miệng muốn nói lại thôi tan thấy vậy nở nụ cười nhị thiếu gia chọc phải người nào bị nhiều người đuổi theo như vậy, tôi cũng vừa mới tới. Triêu đăng lắc đầu, nhiều lắm, không biết là ai, ý của ngài là, người ái mộ nào đó của ngài, tàn là bê ta đúng không? Bỗng nhiên triêu đăng kề sát mặt vào hắn tỉ mỉ đánh giá, này đôi mắt hổ phách, này mái tóc ngắn nâu nhạt, lại thêm làn da trắng sạch sẽ càng tôn lên gương mặt tú lệ. Nếu như lúc trước không biết thì cũng không ai ngờ được đằng sau vỏ bọc hiền lành là linh hồn tà ác kiệt ngạo chén người như rạ. Phê -rô -môn ngọt ngào chui vào từng lỗ chân lông, đối diện với mùi hương cám dỗ rợn ngập không gian của con trai thứ hai gia tộc Costa, Alpha càng cường đại thì lực kiềm chế càng mạnh mẽ, tan hoàn toàn xứng đáng là cường giả, trong 20 năm cuộc đời, hắn chưa bao giờ vì một Omega nào mà mất đi nửa phần lý trí, dù bọn họ có cởi hết quần áo đứng trước mặt thì cũng không chút ảnh hưởng, nhưng đối mặt với người này, pheromone trên người cứ như mặt trời cháy sáng rực rỡ, lại như bóng đêm ám trần xinh đẹp đến đòi mạng, khiến hắn trong một giây ngắn ngủi đánh mất lý trí dù chỉ vẻn vẹn một giây, đối với hắn cũng đủ trí mạng, giá trị thù hận, không phải năm sao, xin cho tôi một lý do. Triêu đăng không chút do dự choàng vai bán manh, bê ta rất tốt a, à, ngược lại sau này anh phải bảo vệ em đó, nếu đã có duyên thì đừng gọi thiếu gia nữa, gọi bố, nhị thiếu gia, ta nỗ lực ức chế kích động, đầu hơi nghiêng qua, bên trong giọng nói ẩn chứa ý cười, có phải ngài đang phát tình không, quả không hổ là rộng rãi, ngay cả câu nói như vậy mà cũng rộng rãi nói ra trước tiên rời khỏi nơi này, tìm nơi an toàn, âm thanh chậm rãi thông dong phá vỡ trầm mặt, ánh mắt tan nhìn lướt qua những kẻ vẫn còn ẩn nấp, hắn quan sát bốn phía, ra hiệu triêu đăng đi theo phía sau, vẻ đẹp ác độc cũng như pheromone càng ngày càng đậm, mùi vị ngọt ngào đến cực điểm trong lúc vô tình hấp dẫn một lượng lớn alpha, may mà bọn họ rời khỏi rất nhanh, tan chọn một gian nhà trọ, sau khi khóa kín cửa sổ, đôi người hổ phách rủ xuống không nhìn hai chân của mỹ nhân đã nhũng ra tôi đi mua thuốc ức chế. Triêu đăng nhỏ giọng đáp lại, không đợi tan dời bước đã thấy đối phương trượt xuống sofa. Vì ảnh hưởng của tình dục, tay chân bụng rũng không thể điều khiển nên Omega liền trượt chân. Tan nhanh chóng đi đến đỡ lấy đối phương, lại không lường trước hành động ấy khiến triêu đăng run rẩy, đôi môi xinh đẹp phát ra hơi thở yếu ớt. Sao lại, nhạy cảm như vậy? Ánh mắt hắn dời đến ghế sofa, sau khi thấy rõ chất lỏng ngọt ngào ấm ướt trên đó, không kìm được dời mắt đến gương mặt triêu đăng khuôn mặt nhỏ trù lệ ứng đỏ một mảnh, môi lưỡi đỏ tươi dường như có thể thấy được hàm răng tuyết trắng, đôi ngươi hộ phách che lại cảm xúc không thể nói rõ, tan làm tròn trách nhiệm, sofa ướt, ngồi trên giường, ừ, được, thời kỳ đồng dục lại thêm giá trị thù hận, sản khoái muốn xỉu. Trong hoảng hốt dường như có ai ông y đến bên giường, rồi kéo cửa ra nhanh chóng rời khỏi, sau khi tan buông người ra, khoái cảm khủng bố khó có thể ức chế yếu hơn một nửa. Vừa nãy đối phương cũng không để lộ nửa phần pheromone dù tận lực sử dụng thuốc ức chế đặc thù alpha thì cũng không thể phủ nhận hắn vô cùng cường hãn không lâu sau ngoài cửa truyền đến âm thanh chìa khóa vào ổ thuốc uống và thuốc bôi kèm theo tiếng giày da đạp đất là tiếng nói nhu hòa của thanh niên bác sĩ nói tình huống của ngài tốt nhất là dùng thêm thuốc bôi bên ngoài ông ấy kêu tôi khuyên ngài đừng ngượng ngùng cái gì nhét nó vào ngài sẽ thoải mái rất nhiều cách đó không xa là viên thuốc màu lam nhạc được bao bọc nhỏ gọn tàn đưa thuốc ức chế và thuốc viên vào tay triêu đăng vô cùng thân sĩ cúi người xuống nói khẽ tôi chờ ngài bên ngoài nhị thiếu gia cửa gỗ nâu đỏ đóng lại khí tức dụ người của omega có lẽ đối với Alpha khác nó sẽ hữu hiệu nhưng đối với một sát thủ mà nói phân biệt mùi hương của mỗi người là bài tập cơ bản từ trên xuống dưới mỗi một tế bào đều bị pheromone thơm ngọt có tính chất hủy diệt giam giữ tàn hít sâu một hơi á à, à cái này có chút không tốt lắm triêu đăng lầm bà lầm bầm trên môi lộ ra nụ cười mờ mịt bàn tay dứt khoát thuận theo dục vọng mò về phía dưới của mình bầu trời sáng sủa đột nhiên bị mây đen vùi lấp không còn tia sáng làn điếu trên bệ cửa sổ bị mưa quật trước mấy đóa hoa non khi triêu đăng từ trong phòng đi ra tan chờ đợi bên ngoài hút một điếu thuốc hắn tùy ý ngồi trên lan can màu đồng nhìn qua là một tư thế rất xoái thấy triêu đăng ra hắn nhảy từ trên xuống dưới bàn tay quanh năm cầm súng làm động tác mời bên ngoài có thành viên gia tộc đang chờ Nói mới nhớ, Triêu Đăng nắm tóc, tại sao đột nhiên anh lại thành hộ vệ của em, ngài cảm thấy thân thủ của tôi thế nào, cao thủ, Triêu Đăng vô cùng nể mặt, ngài có thu đồ đệ không, học cái này rất cực khổ, đôi mắt của tan tràn đầy ấm áp, nhìn qua vô cùng chân thành, nhị thiếu gia không cần khảo sát bản lĩnh của cấp dưới. Ba ngày trước tôi tham gia hội chiêu mộ của gia tộc Costa, vì tương đối biết đánh nhau nên bọn họ cho tôi đến làm hộ vệ mới của ngài, kiếm cơm ăn thôi, thấy Triêu Đăng liên tục nhìn chầm chầm chính mình, Tan cười cười, sao vậy, em muốn ăn kẹo, thanh niên hơi run, chợt cười móc từ áo khoác ra một cục đường gói trong giấy bạc, đây là kẹo cai thuốc, rất ngọt, được, cảm ơn, Tan bung dù dùng triêu đăng, hai người trước sau tiến vào xe ô tô của gia tộc Costa, mưa rào nặng hạt lặng yên men theo đường nét đen huyền của thân xe, bánh xe lăn làm văng bọc nước tung tóe, dọc mưa trầm mặt cuốn quanh hoa gai tao nhã, ký hiệu Costa, thứ bảy, toàn bộ Sicilia được bầu không khí thanh mát bao trùm, cơn mưa rời khỏi, trước biệt thự gia tộc Costa người đến người đi, ô dù to bự che lại mặt trời chói chang, nước trái cây và hương rượu trộn lẫn tạo thành hương vị thuần mỹ. Sâm trong tay nhóm phu nhân nhẹ nhàng lay động. trong chính thất gia tộc của đám thủ lĩnh đều có omega phong tình khác nhau, nam có nữ có, thanh xuân mỹ lệ nhưng vì phải chú ý lễ tiết nên đại đa số đám alpha đều không nhìn được phóng pheromone của mình lung tung. người người đều biết con trai độc nhất của gia tộc Costa là một omega thanh nhã vô song từ trăm năm trước khi thế giới xuất hiện sự phân chia giới tính abo dù phụ nữ là alpha cũng có cơ thể mà các chỉ tiêu đều mạnh hơn đàn ông beta và đàn ông omega chứ không phân chia theo năng lực sinh dục dựa theo truyền thống của sicilia vị trí thủ lĩnh gia tộc không truyền cho phụ nữ và dòng họ khác vì vậy trong yến hội nếu có thể đạt được ánh mắt của mỹ nhân không chỉ có thể ông lấy ông hương nhuyễn ngọc vào ngực hưởng thụ mà còn có thể danh chính môn thuận bỏ gia tộc lớn thứ ba sicilia vào túi mình vô số alpha anh tuấn mạnh mẽ thăm dò mỹ nhân trốn trên ban công vừa nãy dường như triêu đang phải tiếp rượu các vị thủ lĩnh nên giờ có chút say pheromon đầu độc lòng người lúc ẩn lúc hiện xoay quanh không khí sau khi omega bị ký hiệu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì không khác nào đồ vật của alpha lại thêm tiểu mỹ nhân phương đông nắm giữ quyền thừa kế gia tộc costa alpha của y không chỉ có thể sở hữu thân thể mỹ diệu căng mịn mà đồng thời còn có thể khống chế hướng đi của toàn bộ sicilia không thể nghi ngờ đây là một miếng mồi vô cùng mê hoặc, đây không khác gì, tranh sủng. Triêu đăng mới vừa thoát khỏi mấy cô thiếu nữ tuổi thanh xuân, lắc lắc ly rượu đi đến bên tang. Pheromon của nhóm Alpha trong không khí nối liền không dứt, đôi mắt hổ phách và rượu hoa tinh mỹ trong cốc thủy tinh có màu sắc giống nhau như đúc, nhất cử nhất động của ngài đều là sự cám dỗ, tan rất được hoan nghênh nha, triêu đăng lái sang chủ đề khác, rõ ràng không phải A cũng chẳng phải O, lớn lên đẹp trai thế làm gì nhị thiếu gia cũng rất được mọi người yêu mến, hắn uống một hớp rượu, ngoài trừ đẹp trai, còn cần một ít kỹ xảo nhỏ, đẹp đến mấy cũng vô dụng, nhị thiếu gia chẳng mấy chốc sẽ thành nhị thiếu phụ, triều đăng vô liêm sĩ lại gần, cao nhân, không dạy em đánh nhau thì dạy em tán gái nha, đây là bản năng của đàn ông Italia. Đáng tiếc em còn không phải là người Italia chân chính. Mẹ em là Hoa Kiều, cha rất yêu mẹ, nhưng bất đắc dĩ đi sớm, phát diêu cái thân phận tổng thống sắp xếp, rốt cuộc mình cũng thành đứa con lai, bước tiếp lên con đường của tiểu ca, SS, vậy thì thật đáng tiếc, âm thanh ấy nấy của tan lạc vào trong gió, âm sắc so với đàn ông bình thường còn muốn mềm hơn, vì vậy khi nghe cảm giác vô cùng ấm áp, triêu đăng cười hì hì khoát tay một cái, nếu đáng tiếc thì mang em ra ngoài đi, ở đây thêm chút nào nữa chắc em xỉu luôn quá, tự hồ sợ nghe lời từ chối, triêu đăng liền nói tiếp, tan, có lúc em cảm thấy làm beta rất tuyệt, anh thấy omega thế nào, tiểu tinh linh trong mắt của thanh niên tóc nâu xẹt qua ánh sáng bộ dáng như vậy lại rất giống một chàng trai không ưu tư không muộn phiền omega rất đáng yêu trên người có mùi vị ngọt ngào còn nữa tôi rất tình nguyện dẫn ngài đi khỏi nơi này vì bản năng của đàn ông italia giá trị yêu thương một sao không tan rộng rãi cười rộ lên thỏa mãn ngài là bản năng của tôi dọc theo con đường nhỏ gồ ghề được lát đá hương vị của phô mai tinh khiết hòa tan vào hamburger vô cùng thơm ngon trong tủ kiến của cửa hàng thời trang trưng bày bộ quần áo được ưa chuộng hiện nay, các cô gái hương tóc mai ảnh đi tới đi lui, chân dài xinh đẹp khiến người không thể rời mắt. Một canh giờ, rời khỏi tiệc rượu của gia tộc Costa, triêu đăng ông lấy cổ tang, cùng hắn đi vào con đường rộng ở trung tâm xem gái. Nếu như anh thắng thì em đồng ý anh một chuyện, ngược lại cũng thế, nhất định phải thi sao? Nhị thiếu gia, bên trong đôi ngươi hổ phách lộ vẻ bất đắc dĩ, trong thời gian ngắn xem ai quyến rũ được nhiều cô gái hơn, thiệt hết sức. Một là thi hai là chết, bắt chước tổng thống nè, giả vờ một bộ tinh tướng nè. Được rồi, ngài luôn luôn đúng, được đối phương đồng ý, triêu đăng lập tức đi vào trung tâm đường lớn, xông đến trước mặt chị gái chân dài, váy ngắn bao mông và thắt lưng choàng quanh hiển lộ đầy đủ đường công sắc nét, triêu đăng tiến lên một bước, xin chào, y mỉm cười, xin hỏi đường đến trung tâm đi thế nào. Có rất nhiều khu mua sắm, mau mau nhanh nhanh, mở kỹ năng cho tôi, cái kỹ năng điên cuồng hấp dẫn bất cứ người nào á. Kỹ năng của cậu vẫn luôn mở. Nơi này chính là trung tâm. Chị gái xinh đẹp cười rộ lên, tóc đen và mắt tím thâm thúy hòa lẫn, cưng muốn đi đâu? Giá trị yêu thương, ba sao, hệ thống thực sự không đành lòng. Cô ấy là Alpha. É, đây là loại phụ nữ có thể biến Đăng Đăng thành thiếu phụ á hả? Triêu Đăng duy trì ý cười, vậy tôi đi đây, xin lỗi đã làm phiền. Chị gái xinh đẹp nhíu nhíu mày đầy hứng thú khao khát cánh tay trắng nõn khẽ nhúc nhích, mùi hương ngọt ngào trong không khí khiến đôi mắt cô nàng tối đen. Sao lại gấp, chị gái nhấc bàn tay cầm túi shopping đến gần eo triêu đăng, cưng tên gì? Suy thét, tôi tên suy thét, đúng là không thành thực, nhưng không sao đâu, hồi nữa chị sẽ làm cưng hỏi gì đáp đó. Cô nàng say sưa cảm thụ hương vị mê người đến xa đọa của Omega trước mắt này, cưng ngọt quá, an phà của cưng sao lại bỏ mặt cưng chạy loạn thế này. Nước từ đài phun nước văng lên tung tóe thanh niên tóc nâu cố ý làm rớt đồ của nam bê ta rồi bước lên vài bước đưa đồ đánh rơi cho chủ nhân của nó, xin lỗi, xin hỏi có phải đồ của cậu không? À, vâng, nam thanh niên nhìn đôi gò má trắng nõn của tang đặc biệt là gương mặt với nụ cười đẹp tuyệt trần kia, ngay lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cảm ơn, cảm ơn, khóe môi tang công công, vừa định nói chuyện liền thấy một đám người tụ tập bên kia đường phố, không khí nổ tung, pheromone dần trở nên mãnh liệt làm hắn nhíu mày dù tạm thời tan vẫn duy trì dáng dấp của beta nhưng dục vọng xâm lược ăn vào xương tủy của alpha khiến hắn có chút khó chịu đặc biệt là khi mùi hương bị pha tạp giữa một đống omega và beta nhưng đám alpha kia lại làm như không thấy mà chỉ lo đuổi theo một mục tiêu duy nhất nhị thiếu gia trong đám người phía trước ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đầy hoảng sợ thở không ra hơi cố gắng lao nhanh không chơi nữa không chơi nữa sau khi nhìn thấy hắn triều đăng lập tức bùng nổ tiếng kêu vui sướng sợ hãi đám người truy đuổi phía sau thấy vậy âm trầm mấy phần, cao thủ cứu mạng cứu mạng, ngài thật là. thanh niên vừa bực mình vừa buồn cười nhìn y xong lại nhúng một cái lên đài phun nước bên cạnh đến bên triêu đăng, đám người đi sau có không ít an pha thân thủ nhanh nhẹ, khi nhận ra bọn họ đem hết toàn lực muốn bắt lấy cơ thể yêu kiều của omega, tang không nhịn được mỉm cười lắc đầu một cái, đúng là đồ gây rắc rối, có phải anh có ý kiến gì với em không? không đợi tang nói chuyện, triêu đăng nhếch lên khóe môi, kiềm chế nha đối với trình độ của sát thủ như bạch điểu mà nói muốn bỏ rơi đám người này còn dễ hơn ăn cháo nhưng vì tránh triêu đăng khả nghi tàn cố ý trì hoãn bước chân vì vậy dẫn đến pheromone bạo động trong diện tích lớn đặc biệt hơn đầu não gây ra bạo động có đặc thù tương tự nhân vật chính đột nhiên biến mất ở tiệc rượu của gia tộc costa khi nhìn thấy xe ô tô có gia huy hoa gai cách đó không xa tan dừng lại một chút ra hiệu triêu đăng nhìn phía bên kia bên trong biệt thự costa bầu không khí của yến hội rất trầm nặng vì nhân vật chính không có ở đây nên nhóm alpha trẻ tuổi không hứng lắm, thế hệ trước am hiểu mưu kế thủ đoạn, có không ít người quan sát thấy bước chân gấp gáp của thị giả hướng đến chỗ thủ lĩnh gia tộc Costa nói gì đó, người sau gật đầu rồi vô thanh vô thức rời khỏi đại sảnh. Từ sáng đến tối con đã làm gì, A à Đăng, vì thủ lĩnh gia tộc Costa đã vào tuổi trung niên, thấy đứa con trai độc nhất và một đám bảo tiêu chen chúc đứng cúi đầu trong phòng, khuôn mặt nghiêm nghị sẽ qua một chút từ ái bất đắc dĩ tự tiện rời khỏi dạ tiệc thì thôi đi, ai cho con lá gan khơi ra bạo động, ba, con chỉ đi chơi một chút thôi mà, triêu đăng như một thiếu niên quý tộc không biết trời cao đất dày mà ngụy biện, ai biểu bọn họ không có chuyện gì vui, con còn dám nói. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao đây, lão Costa trừng mắt liếc con trai một cái, là ai giúp con chạy ra ngoài, tự con đi, triêu đăng không chút do dự, con không chịu nổi bầu không khí của dạ tiệc. Cảm giác như mình là vật phẩm vậy đó, A Đăng, lời nói dối bắt đầu một tội ác, huống hồ sẽ không ai dám đem người thừa kế gia tộc Costa ra làm vật phẩm. Lão Costa làm động tác dừng lại câu chuyện của Triêu Đăng, hai mắt nhìn về phía tan vẫn lặng im, cậu là hộ vệ mới của nó nhưng cuối cùng lại bị phát hiện đi cùng nó, cậu giúp A Đăng chạy ra ngoài, ta nói đúng không, ba, tan gật đầu, đáng chết, tan, lão Costa nhìn tan mặt không đổi sắc, khen ngợi nói, nghe bọn họ nói trong buổi chiêu mộ cậu liên tiếp đánh bại ba hộ vệ thân cận của ta đúng là tiểu tử khí độ bất phàm, lão chuyển đề tài, ngữ khí nghiêm túc, cậu không nên dẫn người thừa kế Costa rời khỏi, lại đặt nó vào hiểm cảnh, dựa theo quy củ, đương nhiên cậu phải chịu phạt, khoan đã, triêu đăng diễn vô cùng sâu, ba. Ba muốn phạt anh ấy thì phạt cả con luôn này, là con ép, ba đâu có nói ba không phạt con, rồi hiểu luôn, tôi đời, lão Costa xoa xoa cây gậy chống, nói nhỏ với người bên cạnh. Cấm đoán nhị thiếu gia và hậu vệ của nó 24 giờ tách hai người ra. Mặt trời hạ xuống, tinh thần bay lên, ngân hà kéo dài mãi trên không trung, cơn gió đêm mang theo hơi nước địa trung hải lành lạnh. Dưới sự cưỡng bức dụ dỗ của triêu đăng, thuộc hạ phụ trách giam giữ sắp xếp phòng hai người cạnh bên, chỉ cách nhau một bức tường, tang Triêu đăng gõ gõ vách tường, gian phòng cấm đoán này được làm từ sắt lá và gỗ, hiệu quả cách âm không tốt nhưng bên kia chậm chạp mãi không hồi đáp, tang Triều Đăng chưa từ bỏ ý định, tan tan tan, sao vậy? âm thanh mềm mại của thanh niên truyền đến từ bên kia có chút mơ hồ nhưng rất dễ nghe anh có sao không không sao cái kia tựa hồ bên kia đang do dự cách một mặt tường tan vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh omega xoắn suýt xin lỗi và khí tức ngọt ngào xin lỗi là em quá tùy tiện tùy tiện kêu anh dẫn ra ngoài mang đến nhiều phiền phức cho anh trên gương mặt tú lệ xẹt qua tia dẻo cợt tan tựa đầu vào tường đôi mắt khép hờ che lại chút cười nhạo bên trong đôi hổ phách cặp môi xinh đẹp hơi nhếch lên, hắn vừa định mở miệng an ủi Omega ngay thơ đơn thuần thì nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của đối phương, thi thố ngày hôm qua, anh thua em đúng không, hả? Phải, anh nợ em một chuyện, bây giờ thực hiện đi, triêu đăng dừng một chút, có chút hờ hững, rồi giọng nói đột nhiên khẩn trương lên, không được ghét em, giá trị yêu thương, hay sao? Từ từ vách tường bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, không ghét em tiếng người cao có và tiếng nhạc sập sình lẫn lộn vào nhau trong ánh đèn chớp tắt vũ công mặc quân phục hải quân và chiếc váy ngắn cũng cẩn kiểu nữ khiến khán giả hưng phấn kêu gào không thôi vũ công vừa lắc mông vừa mở từng cúc áo vòng eo dẻo dai cùng bộ ngực bằng phẳng tạo thành hình ảnh đầy hương diễm chiếc váy ngắn bị rút tơ lộ ra đôi chân dài mảnh khảnh khí tức thân ngát của omega lan tràn bốn phía mà nam thanh niên đang nhảy thoát y đi đôi giày cao gót đỏ chót trên sân khấu nương theo động tác ngồi xổm eo thon và bờ mông tròn trị chặt chẽ banh ra độ công mị người. Qua, wow, triêu đăng không chớp mắt nhìn chầm chầm Omega trên sân khấu, mãi đến tận khi mùi thuốc lá nhàn nhạt lượng lờ chớp mũi, y nhiên đầu, một tay hộ vệ chuyển bật lửa, lúc thở ra đem theo một đám khói trắng, tan, anh hút thuốc, thả lỏng một chút, thanh niên tóc nâu cười nói, nhị thiếu gia ngửi không quen à, đâu có, triêu đăng lắc đầu một cái, tầm mắt không tự chủ dời đến điếu thuốc trên tay thanh niên, đã rất lâu rồi không ai hút thuốc trước mặt y, Người bình thường không dám, còn ba thì chỉ hút xì gà. Tư thế hút thuốc của Tang rất giống nam nhân mạnh mẽ mà tự do trong ký ức. Đặc biệt là lúc Tang châm lửa, đôi môi mỏng ngậm lấy thân thuốc hơi lộ ra hàm răng trắng sạch, hàng mi khép hờ, tùy ý bật lửa, ảnh lửa nhảy nhót trên tàn thuốc. Ngửi không quen tôi cũng không tắt đâu. Tang nở nụ cười xấu xa. Hiện tại không phải thời gian làm việc, thấy Triêu đang có chút bất đắc dĩ, Tang cố ý ngoài người phun khói vô mặt y ngài không nên lén chạy đến tìm bảo tiêu của ngài vào chiều chủ nhật, trên hợp đồng viết, đây là thời gian nghỉ ngơi duy nhất của tôi trong một tuần, nhưng ở chủ trạch Costa buồn lắm, triêu đăng vô liêm sĩ, cùng ngài ra ngoài trải nghiệm sinh hoạt của xã hội nhân sĩ, vui hơn, ví dụ như năng nỉ tôi mang ngài đến xem Omega nhảy thoát y, tan sờ sờ cầm, nhị thiếu gia có đam mê rất đặc biệt, không đợi triêu đăng nói chuyện, người đàn ông bạn đối diện uống say đột nhiên cười to một nửa giọng nói bị vùi lấp trong tiếng nhạc nhưng người ngồi cách gã không xa vẫn có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc trước tao có thấy được thiếu gia của gia tộc Costa, người đàn ông nói chuyện tự như nhớ lại chuyện gì đó vô cùng đẹp đẽ. gã nhìn nam thanh niên Omega đã cởi ra một nửa quần áo trên sân khấu, pheromone của Alpha bạo động trôi nổi không dứt, đại mỹ nhân, một Omega hoàng mỹ, hoàn toàn khác hẳn với mặt hàng thấp hèn này, người bạn bên cạnh gã thấp giọng nói gì đó, Alpha cười ha ha, đó là đương nhiên, nếu tao có thể đoạt được vào tay, nhất định sẽ làm cậu ta đến chảy nước giàn dụa, tao sẽ ép cậu ta mặc váy mỗi ngày, càng ngắn càng tốt, tốt nhất là không che nổi mông, nhị thiếu gia chàng trai sát thủ đối diện mặt mày công công, ngài muốn mạng của gã không, cái này hình như là vi phạm phạm trù của người thừa kế, em sợ ba, ngài muốn mạng gã không, tàn đánh gãy lời triêu đăng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần được ánh sáng chiếu rọi càng thêm sáng sủa rạng rỡ, tôi chỉ trung thành với ngài. Một thuộc hạ hợp lệ không bao giờ mang đến phiền phức cho bề trên, thấy triêu đăng do dự một hồi rồi nhẹ nhẹ gật đầu, tan dập thuốc, ưu nhã nâng lên bàn tay phải của y. Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ đôi môi mỏng nhẹ nhàng vuốt ve qua mu bàn tay trắng trẻo mịn màng, tình nguyện ra sức, nửa phút sau, người phụ nữ cùng bàn bạo phát triết gào, thi thể an pha chết đi trong lúc hỗn loạn từ từ mất nhiệt độ, rời khỏi sàn nhảy mờ tối ám muội mưa xuân rơi xuống không dứt, mây đen dày nặng che lấp mặt trời. Triều Đăng quay đầu lại nhìn thanh niên đẹp để ngầm thuốc lá phía sau. Chúng ta đi đâu vậy? Năm giờ chiều, tan cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, mới vừa giết người, đi giáo đường xin chúa phù hộ đi. Tan không nói đùa, dẫn Triều Đăng đi đến giáo đường lớn nhất thành phố thật, nhà thờ Sen lem Lô Ca Rang đỉnh cao chót vót, hoàng hôn đỏ hồng rơi trên thập tự giá, pha lê cổ và thủy tinh màu chiếu ra vệt lốm đốm của tà dương. Mặc dù trong gia tộc có không ít người tin vào thánh A-la, ngay cả ba triêu đăng cũng coi như nửa tín đồ thiên chúa giáo nhưng đây là lần đầu tiên triêu đăng đặt chân vào giáo đường khi y nhìn đến cửa giáo đường nơi đó có một bé gái đầy mặt không tình nguyện đưa con thỏ bông cho người kia rồi đi theo một vị nữ sĩ mỹ lệ vào cửa hông thiên chúa giáo cho rằng thỏ là tượng trưng của dâm loạn tan thấy triêu đăng vẫn nhìn bên kia nên giải thích không có con thỏ nào được phép bước vào hình như anh biết rất nhiều triêu đăng nhìn thẳng vào đôi đồng mâu hổ phách của thanh niên tan tin vào cái này hả người Sicilia ít nhiều cũng nghe chuyện về bố già, vị này khát máu thành tính, tàn khốc vô tình nhưng lại một tín đồ cuồng nhiệt không hơn kém ai, bạch điểu dưới tay lão danh Dương Tứ Hải, vô luận tâm lý có vặn vẹo tới đâu thì người ngoại cũng có chút hiểu biết, tín ngưỡng nằm trong lòng tôi, câu trả lời ba phải được thốt ra từ miệng thanh niên, bọn họ tiến vào giáo đường, dàn đồng ca của nhà thờ len lõi theo bờ tường tông giáo, cha sứ cầm cuốn sách trong tay. Giọng diễn cảm đầy thành kính đọc kinh cho giáo đồ. Triêu Đăng và ta ngồi thấp giọng liếu riếu đọc theo ông lão ở bên hông, khi đã cầu xin chúa phù hộ xong, ông lão kia đứng dậy có chút không vững, tan phản ứng nhanh lẹ đỡ lấy cụ, ông lão chân thành cảm ơn, tan mỉm cười lễ phép đáp lại, đoàn người dần dần rời đi, có người ở lại xưng tội với cha sứ, dàn đồng ca đi theo nữ tu sĩ rời khỏi giáo đường. Trước khi đi rất nhiều nhóc con không tự chủ được nhìn ngắm triêu đăng có diện mạo như thiên sứ, bộ dạng lưu luyến không rời khiến triêu đăng nhìn không được nở nụ cười khẽ nhị thiếu gia, mỹ lực của ngài đúng là phi phàm, đâu có đâu có, không ai sánh bằng loại người trời sinh đã lưu nhân. Tầm mắt của tan dời về phía giáo chủ áo đỏ đứng bên cạnh cửa bảo thạch, đối diện với ánh mắt của hắn, người sau gật gật đầu. Tôi có chút việc riêng phải xử lý, thanh niên tóc nâu nhìn qua triêu đăng, ngài ở đây chờ tôi hay là về nhà trước, bên trong dư quan, giáo chủ áo đỏ đối diện tan vô cùng trẻ tuổi, vóc dáng thon dài, mặt mày tuấn lãng, triêu đăng suy tư một lát rồi nói, em ở đây chờ anh. Được rồi, tôi sẽ cố gắng nhanh nhanh. Triêu đăng nhìn theo thân ảnh cao gầy của tan biến mất sau cánh cửa bảo thạch, giáo chủ áo đỏ khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi với triêu đăng. Cánh cửa bảo thạch tinh mỹ xanh biết đóng lại, tự như khép lại một bí mật đang được che giấu. Cậu ấy thật đẹp, đóa mân côi của phương đông. Sau khi nghe người kia thở dài, tan cười cười lắc đầu một cái, rô đi, anh không nên tùy tiện khen người ngoài. Tín đồ không thể làm phàm phu à, giáo chủ áo đỏ được gọi rô chụp lấy khóa cửa, mà tôi tình nguyện làm phàm phu vì một mỹ nhân khó gặp thế đó, cậu ấy là Omega của anh hả, tạm thời không phải, nhưng tôi muốn em ấy, tan cầm lấy dao ga chạm trổ hoa văn đặt trên bàn, có chút tùy ý xoay tròn trong tay, kế hoạch tiến hành đến đâu rồi, bố già muốn thu mua lại nhà thờ Senlemlo Catherine làm bất động sản, dùng để tẩy trắng hơn nửa sản nghiệp gia tộc, Rodi nói, nhóm giáo chủ áo đỏ đang quyết định, tôi đã báo cho giáo hoàng tin này, chắc chắn ông ta sẽ có hứng thú với việc gia tộc Moriti cấu kết với nhóm giáo chủ áo đỏ. Bây giờ chỉ cần có lệnh khám xét, gia tộc lớn nhất Sicilia sẽ xong đời. Ý của anh là, tuy đã sớm biết người trước mắt là con sói cô độc kiêu căng ngạo mạn chỉ thích độc hành nhưng giáo chủ áo đỏ vẫn kinh ngạc không thôi, anh muốn làm bố hả? Có thể gia tộc Moriti sẽ bị đưa ra tòa án, đúng như anh nói, gia tộc Moriti và đám đầu não ra vành móng ngựa nhưng giai cấp phổ thông cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, tôi cho nó một cái tên, đem người của ta vào nó sẽ trở thành một gia tộc hoàn toàn mới đương nhiên là to nhất mạnh nhất sicilia này tan nhất mi mắt chiếc môi công không tỏ rõ ý kiến giáo hoàng không thể bỏ mặc các gia tộc lớn tán loạn cho ông ta một số tiền chống đỡ bảo đảm thủ lĩnh của các gia tộc khác thành thật lại ông ta sẽ thành đồng bọn của ta trong giới chính trị trời ạ à, tan điều này thật sự là vừa nguy hiểm lại vừa cám dỗ đôi ngươi hổ phách của thanh niên đưa ra tổng kết Thu lại dáng vẻ kích động lẫn khiếp đảm của Rodi vào đáy mắt, dao găm trong tay tan gõ gõ mặt bàn gỗ tử đàn. Anh không còn đường lui, tôi cũng vậy, tôi biết, tôi biết, con mẹ nó tôi đương nhiên biết rõ, từ khi biết anh là tôi đã không còn cơ hội hối hận, tan, bố già có ngờ đến con chó ông ta nuôi cắn ngược lại ổng không? Mà cắn trúng ngay yếu điểm mới ghê chứ, không chờ người hợp tác nói chuyện, Rodi lầm bà lầm bầm, ông ta coi anh là lưỡi dao bén, tự cho là mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng ai có tư cách kêu anh bán mạng cho ổng chớ, thấy thanh niên đối diện như cười như không nhìn mình, giáo chủ áo đỏ bỗng nhiên chuyển đề tài, anh định đối xử với đóa hoa mân côi kia làm sao, bây giờ cậu ấy là cố chủ của anh đúng không, anh muốn, nuốt luôn gia tộc của cậu ấy, đó là phí dụng mà ba em ấy nên trả, phí của em ấy tính riêng, thanh niên hơi giơ tay, dao găm chạm trổ hoa văn đâm mạnh vào cửa bảo thạch, chui dao không chút trung rẩy, tan cười nói, em thuê ma quỷ, thì nên lấy chính mình làm thù lao. Rodi nhìn xuống ý lạnh dâng lên từ nội tâm, đùa cợt nói, làm giao dịch với anh như đi trên lưỡi dao, nhưng kết quả cũng rất phong phú, tang thu lại ý cười đi về hướng cửa, năm ngón tay trắng nõn thon dài xoay chuyển tay cầm, nếu anh thích, chúng ta sẽ là đồng bọn của nhau. Đương nhiên, đương nhiên, giáo chủ áo đỏ nhún vai một cái, ai mà không muốn làm đồng bọn của bố già đây, huống chi anh đẹp trai thế này. Trong nháy mắt khi cánh cửa kéo ra, pheromone ngọt ngào bạo động trong không khí khiến đôi đồng tử của thanh niên co lại hắn làm một thủ thế ra lệnh đối phương ở yên trong phòng, còn mình thì bước nhanh đến Omega ý thức không rõ đằng kia. Thời kỳ động dục thường đến liên tiếp nhau, lần sau còn mạnh hơn lần trước, mùi hương tràn đầy sinh cơ mang tính chất hủy diệt bừng bừng cháy mạnh như mặt trời ban trưa tràn ngập giáo đường, đã có nữ tu sĩ và giám mục thần trí mê mang đi đến bên mỹ nhân độc dược, tàn ôm lấy triêu đăng, nhúng người nhảy tới cửa bảo thạch nơi Rodi đang đứng, cho tôi một gian phòng, âm thanh bình tĩnh a à, cơ thể omega trong lồng ngực dính sát lấy tan âm sắc bị dục vọng thiêu đốt vô cùng phiến tình tan giá trị yêu thương ba sao là tôi nhị thiếu gia thanh niên cúi đầu ngay cả chính hắn cũng không phát hiện mình không kìm được thả nhẹ âm thanh ngài đang động dục lần thứ hai đăng đăng đề nghị đăng đăng nên tự sát ngay lập tức nguyện trên thiên đường không có thời kỳ động dục không sao cả rất nhanh sẽ ổn tan nói cũng như nhắc nhở liếc mắt nhìn giáo chủ áo đỏ bị mùi hương mê hoặc đến ngu người một cái người sau bị sát ý của bạch điệu bắn đến giật mình đầu óc tỉnh táo hơn nữa gã đi ra cửa ra hiệu tan ông người đến đều là alpha rô đi hiểu rõ thứ dục vọng chiếm hữu cây nghiệt cắm rễ tận sâu trong xương tủy hơn ai hết tan giả vờ không nghe giáo chủ áo đỏ lầm bầm rõ ràng anh xem cậu ta là công chúa thẳng thắn dứt khoát đóng sập cửa nhị thiếu gia nhị thiếu gia đang động dục nhị thiếu gia không muốn để ý tới mi triêu đăng không nói lời nào hương thơm nồng nặc dần lan tràn khắp không gian y khó chịu kẹp chặt hai chân ẩm ướt gò má trắng nõn nổi lên mặt hồng khả ái chất lỏng ướt át và vị ngọt chậm rãi khuếch tán thấy người nọ không còn năng lực suy nghĩ chỉ lo cúi đầu chui vào lòng ngực mình tang nhịn không được đưa tay ra sau gáy triêu đăng vuốt ve nơi đây là tuyến thể của omega là cội nguồn của khí vị mê người ấy nếu như hắn nhẹ nhàng cắn ở đây một cái hắn có thể tạm thời ký hiệu omega làm cả sicilia điên cuồng say đắm có lẽ là vì tay hắn luôn xoa xoa nơi tuyến thể mẫn cảm yếu ớt nên khi tan cảm giác có gì đó không đúng, mỹ nhân trong lòng ngực đã phóng thích ra ngoài, khoái cảm như thủy triều ập đến không có điểm dừng khiến triều đăng nức nở từng tiếng như muốn hỏng mất, cơ thể run rẩy không ngừng, đôi chân dài xinh đẹp mềm nhũng, toàn bộ cơ thể đều dựa vào tan, nhị thiếu gia. Lúc ngài khóc lên thật là, thanh niên tóc nâu ve vuốt gương mặt quốc sắc thiên hương, thở dài đầy thật lòng, thật là tội lỗi, a à, ha, tôi sẽ giúp ngài tạm thời giải thoát hắn nói, xúc người triêu đăng dậy đặt lên tường, đầu lưỡi ấm áp liếm láp da thịt trắng mịn phía sau cổ. Mỹ nhân bị hắn đè lên không ngừng phát ra tiếng kêu sợ hãi, ngón tay dài nhỏ quào loạn trên tường. Ngài sẽ bị thương, hắn nắm lấy bàn tay triêu đăng, một tay cố định hai tay y lên đỉnh đầu, pheromone đầy tính xâm lược thuộc về alpha và vị ngọt của omega cúng quýt lấy hau, thấy mỹ nhân bị mình đè lên bắt đầu xoay eo, tan vui vẻ nằm lấy vành tay mềm mại, giọng nói mơ hồ, nhớ kỹ cảm giác này, cảm giác mà alpha của em dành cho em, phút chốc tuyến thể bị cắn phá, sung sướng cực đỉnh khiến triêu đăng không còn nước mắt, ngón tay của thanh niên thọt vào khoang miệng, bàn tay quấy quanh khoang miệng ẩm ướt ấm nóng, đùa vẫn đầu lưỡi triêu đăng, người đang ôm vừa bá đạo lại còn hung hăng, trên người truyền đến mùi thuốc lá nhàn nhạt, thậm chí còn mơ hồ ngửi được chút ngọt ngào, đây là mùi đặc hữu chỉ có ở người hút thuốc trường kỳ, tự như, nháo nháo, hai mắt triêu đăng thất thần, ký hiệu lâm thời đã hoàn thành trên người y xuất hiện dấu ấn của Alpha, nhị thiếu gia, vệ tiểu, nháo nháo, âm thanh nho nhỏ trong phòng dần dần yếu ớt, Omega lần đầu tiên bị ký hiệu tạm thời triệt để mất đi sức lực, pheromon ngọt ngào bị khí tức cường hãn của Alpha bao trùm triệt để. Ngón tay tan nhẹ nhàng miết vành tay Triêu Đăng một cái, không ngoài dự đoán, đóa mân côi Đông Phương trong lòng ngực rung rẩy không ngừng, làn da tuyết trắng nổi lên phấn hồng đáng yêu, dường như Triêu Đăng đang nhỏ giọng nói gì đó nhưng đó là phát âm xa lạ tan chưa từng nghe qua thân là bạch điểu từ từ ngữ địa phương đến ngôn ngữ của hắn đều nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng hiện tại hắn có thể xác định từ mà đối phương nói không phải ngôn ngữ italia omega của hắn trong lúc vô tình phát âm từ ngữ không có ý nghĩa có lẽ y chỉ đang giận dỗi đau đớn có lẽ là tên của một địa phương có lẽ là từ ngữ của một tông giáo nào đó hoặc cũng có lẽ là tên của một người trước khi hành động tan đã điều tra đứa con trai thứ hai của gia tộc costa là một Omega chỉ mới thành niên không lâu, như học ma thuật Pandora sở hữu diện mạo diễm lệ mê hoặc lòng người, hành sự ngoan ngoãn, là một người có giới hạn, không hứng thú lắm với việc quản lý gia tộc. Tan có thể khẳng định chắc chắn trước khi gặp mình thì Triêu Đăng chưa từng giao thân cho bất kỳ một ai, nhưng suy đoán lúc nãy lại khiến thiên tính độc chiếm và dục vọng thoáng chốc chạm đến ranh giới bùng nổ. Có lẽ vì pheromon hung bạo của hắn ảnh hưởng đến Triêu Đăng, người nọ vô ý thức vùi đầu vào lòng ngực hắn tìm sự che chở tan thấy vậy thu liễm khí tức, ngậm lấy phần da thịt non mềm sau cổ. Đúng như đã nói, Omega đối với Alpha đã ký hiệu mình luôn có tư thái phục tùng và thương yêu, rất mẫn cảm với sự đụng chạm của Alpha, cẳng chân nhỏ dài như có như không làm phiền hắn, cánh tay triêu đăng vòng qua vai tan, tay thành niên tóc nâu thuận thế trượt xuống eo đối phương. Mò đến nơi trắng mịn đã ẩm ướt vị ngọt, cuốn quýt vấn vương, pheromone kiều diễm ướt ác như mặt trời mới mọc đủ để Alpha lý trí nhất phát điên ngón tia của thanh niên xinh đẹp dừng lại trên vạt áo của người kia, đầu ngón tay trượt theo khuy áo, cuối cùng, tan dừng lại hành động mười phần xâm phạm, chậm rãi liếm lấy chất lỏng ẩm ướt trên năm ngón tay, như đang thưởng thức một mỹ vị nào đó, hắn ông mỹ nhân quể oải không mở nổi mắt lên, nhấc chân đạp cửa phòng ra giáo đường, anh chiếm được đóa mân côi rồi à, giáo chủ áo đỏ trẻ tuổi tuấn lãng thấy hắn ông người đi ra, mỉm cười hỏi thăm, chưa phải lúc, anh rất quan tâm cậu ta, hơn nữa còn rất dịu dàng, Rodi bỏ kinh văn trên tay xuống, e rằng sau khi lão Costa rơi đài, con trai duy nhất của lão còn hạnh phúc hơn, chẳng hạn như làm phu nhân của bố già trẻ nhất Italia từ trước đến nay, muôn vàng sủng ái cũng chỉ đến thế là cùng, tan không để ý đến gã, không mặn không nhạt liếc nhìn Rodi một cái, tầm mắt lướt qua thập tự giá trên giáo đình, mặt trời lặn về tay vẽ nên màu sắc nhập nhèm, giáo chủ áo đỏ thức thời không nói nữa, thay thanh niên kéo cửa lớn giáo đường ra, trước khi rời đi. Rodi hạ thấp người, thành kính như một tín đồ trung thành tuyệt đối. Sicilia chờ ngày chiến thắng trở về, 3 giờ chiều, cà phê được mặt trời chiếu rọi bốc lên hương vị nồng nàn. Thời điểm Triều đăng xuống lầu liền thấy hộ vệ của mình đang nhận lấy tách cà phê từ một người phụ nữ thước tha thùy mị, Triêu đăng nhận ra vị nữ sĩ dịu dàng kia là quản gia đã hơn 10 năm ở Costa, thường ngày xử sự nghiêm khắc ôn hòa, vậy mà không biết bằng cách nào trong vòng 2 tháng tang đã làm cho cô cam tâm tình nguyện mở ra tiêu chuẩn cao nhất nhìn thấy triêu đăng, tàn giờ cốc với y, nhị thiếu gia muốn nếm thử không? Hương vị rất tuyệt, đôi hổ phách nhìn về phía nữ quản gia, tiểu thư ly pha cà phê rất tuyệt đó, nữ quản gia cười đáp một tiếng, vừa vặn có người gọi cô, hành lễ với triêu đăng xong liền cất bước rời khỏi, tàn, triêu đăng vội vội vàng vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, từng tia phê rô môn ngọt ngào tiết ra theo động tác ấy, trong mắt người đối diện, rất giống một bé thỏ vây quanh chủ nhân, vừa đáng yêu lại vừa dâm mỹ trên người em xảy ra chuyện gì vậy, về tiểu, đừng nói chuyện. Nghẹn chết, thấy Triêu Đăng không phản ứng, thanh niên tóc nâu rút đi ám sắc trong mắt, vô cùng tự nhiên rót cho Triêu Đăng nửa ly cà phê, bỏ thêm chút sữa và đường, câu đó là của quê tôi, ý là chào buổi chiều. Chào buổi chiều khá lắm, khá lắm tê, tại sao hắn lại biết được tên? Của Bạn Học Vệ Nháo Nháo À, chuyện gì đang xảy ra lúc bị ký hiệu vì quá sung sướng cậu kêu tên chồng trước rộng rãi nhớ kỹ phát âm hiếm thấy hệ thống tốt bụng nhắc nhở cẩn thận một chút không tới nửa giây tiếng nói trong đầu bỗng nhiên đổi giọng về sau có thể lợi dụng điểm này nhị thiếu gia chàng trai đối diện đột nhiên sắc mặt nghiêm túc tàn nhanh chóng quan sát bốn phía cúi đầu kề sát triêu đăng hôm qua ở giáo đường ngài bị an pha ký hiệu tạm thời vô cùng xin lỗi lúc tôi đi ra đã chậm tôi mua thuốc ức chế và thuốc xịt cho ngài có thể tạm thời tiêu trừ mùi vị an pha trên người ngài cha em có biết không chuyện này không có người thứ ba biết xin ngài yên tâm âm thanh lo lắng của tang đầy mềm mại tôi phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ nếu như ngài muốn xin hãy trừng phạt thuộc hạ bị ký hiệu tạm thời sẽ như thế nào có người nói cho tôi nếu bị an pha ký hiệu bên trong đôi hổ phách có lưu quan chuyển động tang vô tội đến lạ thường mở miệng nói ngài sẽ trở thành con thỏ dâm đãng của hắn mời anh nổ tung, có chút khó khăn, tan duy trì vẻ mặt khiêm tốn, xin đổi kiểu khác, dục vọng độc chiếm của rộng rãi rất mạnh, hệ thống nói nhỏ bên tai y, nếu cậu ám chỉ hắn hai chữ vệ tiểu một chút thì sao, tốt nhất là sau khi giá trị yêu thương đủ năm sao, hiệu quả sẽ rất tốt đó, đù má tâm tổng thống như mò kim đáy biển, âm mưu quỷ kế sa đòa thậm tệ, triêu đăng do dự một chút, làm đi, thôi, triêu đăng vung vung tay, mấy ngày thì hết, ít nhất là một tuần. Triêu đăng mất tập trung gật gật đầu, bên trong nhà hàng treo đầy đèn đỏ khói xanh, bên ngoài chính là thành phố lung linh ánh đèn, mấy cô phục vụ đeo tạp về buộc lại vòng eo nhỏ gọn, thiếu nữ tóc ngắn đỏ lửa đặt bộ dụng cụ ăn uống trước mặt người khách trẻ tuổi, cô phục vụ liếc trọng khách hàng một cái, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ ửng, giá trị yêu thương, hai sao, A à đăng, đối diện người đàn ông là thanh niên tóc đen mắt đen, gương mặt xinh đẹp như hoa, mùi nước hoa nhàn nhạt men lên chóp mũi, triêu đăng ngẩng mặt lên, đã lâu không gặp, em vẫn chói mắt như xưa, khiến người không thể rời mắt, ca ngợi xong, người đàn ông tùy ý đổi chủ đề, Costa tiên sinh có khỏe không? Ông ấy rất khỏe, nhớ tới mấy tiếng trước, bà lấy danh nghĩa của ổng cưỡng ép không thèm để ý sự phản đối của Triêu Đăng, đẩy đi kết thân với người thừa kế gia tộc Lorenzo. Triêu Đăng, Triêu Đăng cảm thấy kích thích muốn chết, tầm mắt xẹt qua thanh niên ngồi bàn sau lưng người đàn ông, phút chốc cùng tàn bốn mắt nhìn nhau, người kia cười cười phất tay với Triêu Đăng thật mẹ nó đáng sợ, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nghe nói em đã từ chối gần như tất cả Alpha của các gia tộc trong Sicilia, ừm ừ, ừ triêu đăng thừa nhận, không thích, Alpha đối diện không kiềm chế được phóng ra pheromone, hiển nhiên là bị lời của mỹ nhân khơi dậy dục vọng chinh phục, gã nhìn đôi mắt triêu đăng đã sắp mê man, khi tay gã sắp chạm vào người y, đột nhiên nhà hàng cúp điện la hét thất thanh, khi cây nến bị đốt lên mơ hồ thấy được người đàn ông trước mặt đã bị dao ăn lòe lòe tỏa sáng ghim đầy người triều đăng bị người che miệng, cưỡng chế lôi vào phòng vệ sinh đen tối. Trên người em có mùi của người khác, âm sắc khàn khàn sâu dày khiến đồng tử triều đăng co lại, bắp chân không thể khống chế run rẩy. Y nỗ lực dẫy dù muốn nhìn rõ người đang đè mình lại bị đối phương bức bách mở lớn hai chân ngồi lên bồn cầu, tuyến thể sau cổ bị người cắn phá, khoái cảm khi bị ký hiệu một lần nữa khiến Y phát ra tiếng rên rỉ đứt quảng. Alpha phía trên ung dung liếm lấy chất lỏng chảy ra nơi tuyến thể, khi nghe thấy tiếng nứt nở bị triêu đăng đè nén, nhấc lên cổ tay phải của mỹ nhân dưới thân, lấy tư thái đầy ưu mỹ hôn lên lòng bàn tay mịn màng trắng nõn. Thời điểm triêu đăng gặp mặt người thừa kế Lorenzo đã chết, xuất phát từ lễ tiết gã hôn môi lên mu bàn tay phải của triêu đăng. Tôi không thích nơi này có mùi của người khác, người nói chuyện liếm láp chiếc cổ xinh đẹp, hơi bất ngờ khi bên trên nhô lên khúc xương như nụ hoa mềm mại, tiếng nói khàn khàn tựa như uy hiếp, lại tựa như đang nỉ non tâm tình, âm sắc y như đúc tên sát thủ giết chết nữ diễn viên trong rạp hát vô luận đối phương là nam hay nữ, là A, B hay thậm chí là O, Bạch Điểu, Triêu Đăng chống hai tay lên bồn cầu, cố gắng chống đỡ cái eo mềm nhũng dưới sự kích thích của Alpha không bị trượt xuống, hôm ở giáo đường cũng là anh, em có thể ý lại tôi. Trong mơ hồ nghe được tiếng cười của sát thủ, cánh tay thon dài mạnh mẽ của đối phương ông lấy vòng eo nhỏ nhắn, thời điểm liếm lấy tuyến thể thoải mái đến mức khó có thể tin. Triêu đăng bị người kia mạnh mẽ liếm láp đến phóng thích, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng lên, không còn sức chống cự ngã xuống bồn cầu, không thể nhúc nhích, mặc cho nam nhân tùy ý làm ác trên người mình. Đôi ô mặt liễm diễm hơi nước, lông mi rủ xuống, mỹ nhân vừa đạt đến cực hạn toàn thân hiện lên màu hồng khả ái, mà tuyệt nhất phải kể đến biểu cảm trên mặt y. Mỹ thái động nhân đặc hữu của Omega, bé thỏ ngoan, nương theo cánh tay thả ra, bạch điểu ghé vào vành tai triêu đăng nhẹ giọng nỉ non, à, như bị quỷ thần xui khiến, dưới ảnh hưởng mạnh mẽ pheromone của Alpha, vị ngọt trong suốt một lần nữa lan tràn dưới thân, triều đăng cảm giác được người kia hôn lên vành tai mình, dưới tình huống đang thất hồn lạc phách, người kia không chút do dự rời khỏi phòng vệ sinh. Rất nhanh nhà hàng đã sửa điện xong, tàn phát hiện con trai thứ hai gia tộc Costa hai mắt thất thần trong phòng vệ sinh, nhị thiếu gia eo mỏi chân run. Mãi khi triều đăng hơi khá khá hơn một chút, hắn mới dìu người đi ra phòng ăn. Người thừa kế Lorenzo chết rồi, trong đôi người hổ phách của tang dường như sẽ qua ám mang, ở đây không tiện có chuyện gì về gia tộc hãy nói, được. Trong thanh âm của triêu đăng mang theo sự run rẩy không dễ phát giác, thấy y như vậy, tàn quan tâm cục mắt khẽ hỏi, nhị thiếu gia, ngài bị giật mình ư. Triêu đăng lắc đầu một cái, lúc bọn họ đi qua, bàn bên cạnh là một đám người biểu diễn nghệ thuật. Mỹ nữ xinh đẹp thân mặt tơ lụa đang cười cười nói nói vội vàng cầm gương nhỏ sau môi, màu son đỏ hồng giúp khuôn mặt của cô bắn ra diễn quan bốn phía, khi thấy được có mấy thiếu nữ kiều mị mang tai thú trên đầu, bước chân triêu đăng khẽ khựng lại mèo chó cọp báo vậy mà không có thỏ nôn nhị thiếu gia tan thu hết phản ứng của người nọ vào mắt chàng trai hài hước có bóng dáng sát thủ công công môi tự như nhớ đến điều gì nói với triêu đăng lúc nãy ngài nói trong phòng vệ sinh có người kia rất ghét khi ngài có mùi của người khác ngài đoán hắn là bạch điểu hả đúng lorenzo hôn tay ngài xuất phát từ lễ tiết bạch điểu vì muốn xóa bỏ vết tích nên hôn tay ngài vậy hắn hôn mu bàn tay hay lòng bàn tay của ngài, lòng bàn tay, lại nói, cần phải hỏi rõ ràng là mu hay lòng bàn tay sao, hôn môi lòng bàn tay, trong tâm lý tội phạm có giải thích, tang ưu nhã cầm lấy tay phải của triêu đăng, môi hôn lên mu bàn tay người nọ, khi một tên tội phạm hôn môi lòng bàn tay, điều đó có ý nghĩa hắn muốn cưỡng dâm ngài, giọng nói mềm mại lẫn quẩn bên tai không dứt. Theo bản năng triêu đăng muốn thu tay lại nhưng bị năm ngón tay của thanh niên chấp nhất ung dung trở ngại động tác, Gương mặt xuất sắc của Tang treo đầy ý cười, chờ lúc triêu đăng hơi nhíu mày, hắn vô cùng tự nhiên thả tay người ra. Xin ngài đừng sợ, âm sắc của sát thủ ôn nhuyễn đến cực điểm, phản phất như đang trêu đùa động vật nhỏ bất lực, ta sẽ bảo vệ ngài. Mắt ói, đồ không biết xấu hổ, thấy triêu đăng trầm mặt gật đầu, tan dời tầm mắt, như vô ý dò hỏi, lại nói, tại sao ngài lại cho rằng đó là bạch điểu, âm thanh, triêu đăng dừng một chút, em từng gặp bạch điểu một lần ở rạp hát, hơn nữa, hơn nữa, cảm giác mà hắn mang đến, người nói chuyện tiến vào đôi ngươi hổ phách, ô mâu di chuyển phản phất như sương mù ẩn ẩn hiện hiện, rất quen thuộc, trong lòng tan ngẩn ra nhưng bên ngoài vẫn đâm chiêu gật đầu đáp lại. Tin tức Lorenzo bị giết hại trong vòng nửa giờ đã truyền khắp Sicilia, khi thấy con trai độc nhất về tới cửa lão Costa liền dò hỏi chuyện thành viên gia tộc Lorenzo, thở vào một hơi đồng thời vì mặt mũi mà không thể không nghiêm mặt của trách nhị thiếu gia Costa một trận, triều đăng cúi đầu không nói lời nào. Lão Costa gọi hộ vệ của y đi hỏi riêng, tuy đã biết rõ lý do ba mình làm vậy nhưng triêu đăng, triêu đăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt thế này. Thấy y cười cười nhờ một nữ hầu dẫn tới đi hầm rượu dưới lòng đất, hệ thống dò hỏi, cậu định làm gì vậy? Say rượu nói thật lòng, triêu đăng đi theo nữ hầu xuyên qua hành lang dài dằng dặc Đến lúc cho tan biết trong lòng tôi có bóng hồng rồi, ám chỉ một chút cũng được, Alpha đối với Omega bị mình ký hiệu gần như có cảm ứng tự nhiên, đến khi tan tìm được Omega của hắn dưới hầm rượu, triêu đăng đã uống tới mức nửa say nửa tỉnh, đôi gò má của đóa mân côi đông phương đỏ ửng, xung quanh là một đống chai rỗng, tan chần chờ chốc lát rồi nhấc chân đi đến bên người nọ, càng tới gần, mùi rượu trên người người nọ càng nồng nặc, khi nhận ra triêu đăng đã uống hết bao nhiêu rượu, tan biến sắc, lập tức giơ tay cản lại động tác của y, nhị thiếu gia, à, sao ngài lại một mình ở đây uống rượu giải sầu? hắn hảo ngôn hảo ngữ, vì bị lão gia trách cứ sao? người nọ không nói lời nào, chỉ cười hắc hắc nhìn hắn, gương mặt như đào hoa trong hầm rượu mờ tối vẫn rực rỡ đến mức trúng động lòng người. Triêu Đăng giơ tay chụp lấy bình rượu bị tan ngăn cản, sau khi bị đối phương cự tuyệt thẳng thừng, Triêu Đăng nhỏ giọng nói: Anh không muốn em uống rượu, không phải không cho em uống. Tan nửa quỳ ngồi xuống, để bình rượu một bên, bàn tay quanh năm cầm vũ khí nhàn nhạt mùi thuốc súng, nhưng đừng uống nhiều trong một lần. Được rồi, Triêu Đăng cong mắt, vô cùng ngoan ngoãn buông cánh tay trắng mịn xuống. Anh nói gì em cũng nghe, không đợi tan phản ứng lại Omega đã chui vào trong ngực, cơ thể trẻ tuổi ấm áp thân ngát khiến hắn theo bản năng ôm lại, người nọ và mùi rượu nồng đậm trên người, chen lẫn sắc đẹp ác độc là pheromone cuốn quýt lấy nhau, đến khi triêu đăng hôn trúng phần cầm của hắn, bỗng nhiên tan bắt lấy hai vai đối phương. Cảm giác ngột ngạt khủng bố đặc hữu của Alpha khiến con ma men trước mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, cố tình sao âm điệu của tan lại cực kỳ mềm mại. Anh là ai? Đối tượng công lược A. Triêu đăng trừng mắt nhìn, như làm nũng cỏ lấy cổ của An Pha, đến gần vị trí tuyến thể làm y phát ra tiếng than thở thỏa mãn. Tư thái nhu thuận của mỹ nhân trong lòng ngực không thể nghi ngờ có thể lấy lòng bất kỳ người đàn ông nào. Tang hơi sững sờ, nâng mặt triêu đăng lên, từng chữ từng chữ, nhìn anh, hắn nói, anh là ai, Tang, giá trị yêu thương, bốn sao, xúc cảm mừng rỡ như điên cắn nuốt lý trí thanh niên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đóng mở, tự hồ triêu đăng đang vô thanh nói gì đó, Trước khi đôi ngươi khép lại, lệ chí nho nhỏ dưới mắt trái càng hiện lên rõ ràng, tô lên dung mạo của người nọ đến câu hồn yếu mệnh. Tan trầm mặt đến gần triêu đăng, sau khi xác nhận người nọ đã ngủ, thu liễm nỗi lòng phức tạp, không thể làm gì ngoài việc ông người ra ngoài. Tuy y đã nói ra tên của hắn nhưng lúc nãy, khi hắn tiến vào đôi mắt ẩn giấu ma lực ấy, hắn luôn mơ hồ cảm thấy, dù đôi mắt triêu đăng tràn ngập yêu thương, nhưng dường như đang xuyên thấu qua hắn để nhìn thứ gì đó trực giác của bạch điểu từ trước đến nay luôn không sai nhưng lần này hắn tình nguyện chính mình quá mức đa nghi sau cơn mưa phùn liên miên khoảng không sicilia trở nên sáng sủa xuân hồng héo tàn về lại với đất mẹ thiên nhiên liên tiếp mấy ngày con trai thứ gia của gia tộc costa từ chối thẳng thường mấy alpha của các gia tộc lớn lão costa không thể nhịn được nữa sai bảo tiêu đứng trước nhà chặn đầu triêu đăng và hầu vệ sắp ra khỏi cửa mang người vào phòng làm việc a à đăng con không được tùy hứng vậy nữa Lão Costa thần sắc nghiêm túc, Omega không có Alpha sẽ không thể sinh tồn. Đây không chỉ vì cấu tạo thân thể mà cũng bởi vì địa vị xã hội, bởi vì truyền thống từ xưa đến nay còn có. Bỗng nhiên có người kéo cửa đại sảnh ra, quân sư vẻ mặt vội và bước nhanh đến bên lão Costa, gã thấp giọng nói với lão gì đó, không đợi thủ lĩnh gia tộc phản ứng, tiếng bước chân truyền đến đánh gãy mẫu đối thoại của bọn họ. Ông khỏe không? Người anh em của ta, ông cụ từ ngoài tiến vào thần sắc hoa ái tóc mai điểm bạc, xương sống vì tuổi tác cao mà công công không còn thẳng, bàn tay nhăn nhèo chống lên cây gậy đàn hương. Sau lưng có ba thanh niên lực lưỡng trung thành đi theo. a à, lão Costa che đi nét kinh ngạc, tiến lên một bước cầm lấy tay phải già nua của bố già, sau khi hành lễ đơn giản liền nói, tôi rất khỏe. Thoạt nhìn ngài bừng bừng sức sống, năm tháng vô tình, đôi mắt vẫn đục của bố già liếc qua bảo tiêu yên lặng đứng, lúc lão mỉm cười nếp nhăn trên mặt nhu hòa đi nét uy nghiêm đây là người thừa kế Costa, con trai ông. Là đứa trẻ tốt, đáng giá cho đám trẻ tuổi bên ngoài vì nó mà vỡ đầu chảy máu, lão Costa cười đáp lại, sau vài câu khách sáo liền dùng mắt ra hiệu triêu đăng rút lui, đứa nhỏ này rất cứng đầu, khiến ngài chê cười. À đăng, con đi trước đi, đám con trai ham chơi chính xác là giáo dục không dễ, nhưng có một số việc nhất định nó phải biết rõ ràng, bố già được bảo tiêu nâng lên ghế mềm, trong đôi mắt sâu xa ẩn giấu sự tàn khốc không dễ phát giác ở lại nghe một chút đi lão costa giật mình chợt nho nhã lễ độ nói nếu đã như vậy à đăng con ở lại đi ngài đến thăm nhà costa phải lão đệ đừng lo lắng cũng không phải đại sự gì chỉ là nghe được một ít lời đồn có người phá vỡ quy tắc bố già moriti đốt một điếu xì gà đống lửa li ti và khói trắng bay lên không trung rất lâu trước đây mọi người đã thống nhất chung với nhau chúng ta không làm bạn với ma túy chuyện này hoàn toàn khác với việc buôn bán kinh doanh ông có thể bán cho quỷ dữ nhưng không thể cho người đem vào địa bàn Italia. Chuyện này, lão Costa nhíu mày lại, đây là quy tắc mà gia tộc nào cũng tuân theo, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy. Đương nhiên, bố già cười run run điếu xì gà, một đám tàn thuốc rớt xuống giày da, ông biết, tôi biết, đôi bên vui vẻ, tầm mắt triêu đăng không tự chủ dời qua người tàn, ý tứ của bố già vô cùng rõ ràng. Lão đang cảnh cáo Costa không nên chạm vào ranh giới cuối cùng của lão. Mà trên thực tế, Triêu đang biết rõ ba mình hơn ai hết. Lão Costa ngoài mặt tàn khốc quả quyết nhưng sự thật là một người rất có tình nghĩa, là một nam tử hán rất có nghĩa khí. Vô luận là giữa các gia tộc lớn có tồn tại quy tắc ngầm hay không thì lão cũng tuyệt đối không bao giờ mang khối u ác tính này vào Italia. Là Tan làm. Tan là người của bố già. Hắn giao tội ác không thể tha thứ này lên đầu Costa để Mori có thể danh chính môn thuận ra tay với bọn họ. Lần này là nhắc nhở, lần tới chính là đau thật súng thật bố già đáng mến, sắc mặt lão Costa cứng nhắc nhưng vẫn duy trì cung khiêm lễ tiết, có phải ngài đã, ba dòng đạn lạc vào không khí, bàn tay hãy còn đặt trên vai triêu đăng trong nháy mắt chuẩn xác hạ gục ba tên bảo tiêu bên cạnh bố già, trong dư quan còn thấy được hơi khói từ nòng súng, bố già Mori biến sắc nhưng âm thanh vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm. con làm gì vậy? Con trai của ta, tôi định giết ngài, cánh tay tan khẽ nâng, đầu súng đối diện bố già, máu của thi thể văng tung tóe thấm ướt chân quần đôi mắt sắc bén của sát thủ thẳng tắp nhìn về phía lão già hai chân run rẩy nhưng vẫn giả vờ trấn định ánh mắt xẹt qua cẳng chân ống yếu như cây khô làn da bị đống đồi mồi che kín và cái cổ nhăn nheo đầy nếp nhăn bố già đã thật sự già rồi người đàn ông đã từng khống chế Sicilia một thời đã mục nát từ sâu trong linh hồn đối mặt với nòng súng của hắn vậy mà lão không nổi giận cố gắng dùng vỏ bọc giả tạo để qua khỏi hồng súng hắn kéo cò tan heo tô gửi lời chào đến ngài Đông tử bố già đối diện đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt vĩnh viễn không thay đổi khi đứng trước tử vong cũng lộ ra thần sắc không thể tin, gậy chống ngã xuống đất tạo ra âm thanh lớn đến dị thường, xì gà đắt tiền rơi trên quần tay thẳng tắp, gia tộc heo tô gia tộc đã từng là lãnh tụ danh chấn tứ phương một thời. Khi còn trẻ bố già Mori ngông cùng tự đại dùng mưu gian liên kết các thế lực khắp nơi lại giết chết gia tộc Heo Tô đang trên đà suy kiệt, là thảm án kinh hoàng chấn động cả thế giới dưới lòng đất cũng là bước đầu tiên cho Mori lên đỉnh vương tọa tại Italia. Vốn tưởng rằng đã nhổ có tận gốc từ mấy năm trước, lại không ngờ, bố già Mori không ngoan một đời lại để kẻ địch bên mình đến tận 10 năm, thậm chí còn xem hắn là trợ thủ đắc lực ra sức bồi dưỡng. Lão Costa khiếp sợ một bên thấy vậy đang muốn ra lệnh cho thuộc hạ liền thấy sát thủ khủng bố kia ném súng xuống đất, thân mật ông lấy đứa con trai duy nhất của mình, Costa tiên sinh, khí tức của Alpha che ngập bầu trời vọt tới. Vẽn vẹn chỉ dựa vào pheromone bá đạo tàn nhẫn này cũng biết chủ nhân của nó nhất định là một alpha vô cùng cường đại, có thể ngài phải suy nghĩ thật kỹ, nếu tôi chết, tiểu đăng cũng sẽ thành một O không có A, cái gì, lão Costa không thể hiểu nổi lẩm bẩm. Hương vị ngọt ngào từng chút tan ra khiến tất cả mọi người tinh thần rung động, dưới sự hướng dẫn của alpha đã từng ký hiệu mình, lại thêm thời kỳ động dục chưa qua nên triêu đăng dần dần đánh mất năng lực chống cự, cơ thể nóng rực bắt đầu ham muốn đụng chạm của đối phương tàn duy trì tư thế ông, từ phía sau đưa tay ấn lên môi người nọ. Mở ra, người kia liếm lấy vành tai triêu đăng trước mặt mọi người đầy ác ý, phê rô mồm cuốn quyết khiến y không thể không dùng hết sức ngăn chặn lại âm thanh rên rỉ ám mùi. Tàn khẽ cắn giái tai uy hiếp ngay lập tức triêu đăng liền mở miệng ra, đầu lưỡi ngậm lấy ngón tay vừa cầm súng lục. Tôi đã ký hiệu cậu ấy, hoàn toàn, thanh niên tóc nâu nhìn thẳng vào mắt lão cô xa, khóe môi cong lên độ công xinh đẹp, pheromone của alpha và omega hòa quyện vào nhau tạo nên mùi vị phiến tình mập mờ, tư thế của bọn họ hệt như một cặp tình nhân thân mật. Khi đã nhận ra, lãnh tụ gia tộc Costa bắt đầu chần chờ, lão không thể để đứa con trai duy nhất của mình mất đi alpha được, khác với alpha, cả đời omega chỉ có thể tiếp nhận một alpha ký hiệu, nếu không có A làm bạn. O đã bị ký hiệu sẽ bị dục vọng dằn vặt đến lúc tử vong. Trong quá khứ đã có không ít Omega quen người bậy bạ, sau khi an pha không còn hứng thú thì chết thảm trên chiếc giường âm u nếu o bị a vứt bỏ dù là người có địa vị và tài phú khổng lồ đến đâu đi nữa cũng không thể trốn khỏi vực sâu tử thần a à đăng nó nói có thật không bàn tay lão costa bắt đầu run rẩy vốn dĩ lão muốn tìm cho con trai mình một an pha đàng hoàng dù hai người không thể đi đến cuối cùng nhưng cuộc đời triêu đăng cũng không bị đối phương tùy ý khống chế mà tên hồ vệ âm thầm ở bên triêu đăng ba tháng này vừa xuất hiện liền thẳng thắn dứt khoát đánh chết bố già sát khí đó tuyệt đối không phải của một thanh niên khí độ bất phàm ngày một ngày hai mà có nhất định người này đã trải qua lễ rửa tội bằng máu tươi hoàn toàn là ác quỷ bò ra từ địa ngục thay người người như vậy nếu con trai lão bị khống chế hoàn toàn thì làm sao bây giờ hắn đang thăm dò cậu âm sắc của hệ thống cực kỳ lạnh nhạt rộng rãi đã vứt vũ khí xung quanh đều là thành viên gia tộc nhìn xem thì người bất lợi là hắn nhưng thực tế nếu hắn muốn hắn có thể giết chết tất cả mọi người bằng tay không rõ ràng hắn chỉ mới ký hiệu tạm thời thôi mà bởi vậy mới nói là thăm dò hắn đang ám chỉ cậu có thể vứt bỏ hắn bất cứ lúc nào ơ cái đệt, triêu đăng lập tức bỏ qua tôn nghiêm ông đùi bự đây vâng triêu đăng ngầm lấy ngón tay của tang đầu lưỡi có chút khó nhịn liếm ngón tay một vòng đổi lấy thanh niên thọt vào càng sâu như là trừng phạt con a à, là omega của anh ấy giá trị yêu thương năm sao triêu đăng có thể nghe thấy tiếng hít kinh ngạc và tiếng cười sâu xa truyền đến từ cuốn họng của tang an pha thu tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn nói lời tạm biệt để sau nhé bị pheromone của tang dây dưa mật thiết khoái cảm ập đến không báo trước khiến triêu đăng trợn to mắt rõ ràng người này nắm quyền chủ động nhưng lại dùng ngữ điệu lẩm bẩm khẽ cúi đầu như đang ve vãn nhị thiếu gia chỉ cần hưởng thụ thôi những chuyện bẩn thiểu xin ngài đừng quan tâm thanh niên ông người ngồi xuống tư thế xảo diệu làm những người ở đây không thể thấy được triêu đăng trong lòng ngực hắn. Dưới sự kích thích của pheromone cường đại đến không thể tin nổi, phần dưới của con trai thứ hai gia tộc Costa đã ướt đẫm. Trong nháy mắt đốt cháy ngọn lửa của không biết bao nhiêu alpha, tôi và người hợp tác đã điều tra rõ chuyện gia tộc Moriti cấu kết với giáo hoàng thu mua nhà thờ Senlemlo Catherine tẩy tiền đen. Tất cả các thành viên của gia tộc đều phải lên tòa, tôi nghĩ Sicilia phải thay máu mới, hiện tại triêu đăng thuộc về tôi, tôi sẽ không động vào một phần của gia tộc Costa. Đối mặt với lão Costa đang kinh ngạc, Tang tiếp tục nói, tên tôi là Tang Heo Tô, được nhiều người biết đến với danh Bạch Điểu. Triêu đăng rút vào người hắn không nhúc nhích, trong tưởng tượng của thanh niên, người nọ khỏa thân đeo tai thỏ, lông tơ trắng tuyết và da thịt hòa làm một thể, hạ lưu hơn nữa là cái đuôi ngắn nhúc nhích nơi kẻ mông, mỹ nhân hóa trang làm thú nhỏ bị an pha khai phá đến tận cùng, đôi người ước ác chứa đầy nước mắt hỗn tạp với nước bọt trong miệng, lướt theo đường cầm chảy xuống. Anh, anh là Bạch Điểu, hiển nhiên đây mới là thân phận khiến người khủng hoảng, mỗi lần Bạch Điểu xuất hiện đều mang ý nghĩa máu chảy đầu rơi. Không ai không biết ác đồ lưng đeo tội nghiệp của toàn bộ châu Âu, là vũ khí của bố già Mori, nhưng lại là thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn. À đăng, lão Costa bi thương nhìn đứa con trai độc nhất của mình, khóe môi run rẩy nuốt hết những lời định nói vào bụng. Con trai lão không biết nhưng lão biết, bị Alpha cường đại như vậy nắm giữ, chắc chắn là tai họa tôi rất yêu nhị thiếu gia, tan hiểu được suy nghĩ của lão, đôi mắt hổ phách thoáng dương lên, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nổi lên nụ cười rạng rỡ, xin ngài yên tâm, tôi sẽ không làm những chuyện vô liêm sỉ, dùng vinh quang của gia tộc tuyên thề, a ha, nghe được âm thanh nghẹn ngào thở dốc mà mỹ nhân nỗ lực đè nén, tan nhẹ nhàng nói, ngài thoải mái ư, nhất định là rất sảng khoái đúng không? Sắp khóc rồi nè, hắn dừng một chút, ngón tay vân vê vành tai đỏ ửng của triêu đăng, mỉm cười nói, tôi muốn một ít đồ chơi, sau này sẽ cho ngài chơi từ từ. Đối với ánh mắt không dám tin của Omega, tan nhấc lên bàn tay nõn nà, đầu lưỡi ướt át, chậm chậm, đầy ý ám chỉ hàm xúc liếm láp lòng bàn tay trắng mịn. Ngài là Omega của tôi, nhị thiếu gia của tôi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đúng như lời đã nói, trong vòng 3 ngày toàn bộ gia tộc Moriti và đám đầu não đều bị đưa ra tòa án, bọn họ mua chuộc thẩm phán đại đa số đều là người của giáo hoàng nên phiên tòa này không hề có chút gì gây cấn năm xưa đám thủ hạ tham gia vây quét heo tô đều được heo tô thăm hỏi đám người này bị đạn xuyên thủng thành tổ ông vô luận bị tấn công là lúc đang học, đang làm việc đang đi vê đúc xe hay là đang gì gì đó với tình nhân đều không may mắn thoát khỏi đệ nhất gia tộc đã từng chói lọi huy hoàng cả sicilia sau nhiều năm yên lặng một lần nữa đứng dậy bừng bừng sinh cơ do tang heo tô tiếp nhận dư đảng của gia tộc moriti nên lòng không đồng thuận ngư lông hỗn tạp dù không khuất phục vị thủ lĩnh ngoại giới quá mức trẻ tuổi có thể cướp ngôi trong thời gian ngắn nhưng cũng không thể phủ nhận lớp người trẻ tuổi đi theo bạch điểu vào gia tộc đều là anh tài quan hệ hợp tác giữa heo tô và giáo hoàng càng thêm theo gấm trên hoa khi biết được lão Cosa gả đứa con trai độc nhất của mình cho thủ lĩnh heo tô cả nửa cái sicilia vì vậy mà phẫn nộ mất khống chế nhị thiếu gia ngài lại khóc nữa ư trên giường lớn đèn đuốc sáng choang hai tay hai chân mỹ nhân bị trói chết ở bốn góc giường không ngừng dãy dù nghẹn ngào vị ngọt của thời kỳ động dục chìm nổi bốn phía mái tóc đen mềm mại như che lấp thứ gì đôi tai thỏ xinh xinh thoáng ẩn thoáng hiện triều đăng hé cặp mắt có chút sưng tấy khẩn cầu đầy đáng thương tàn buông em ra a à, bộ dạng của hắn cực kỳ đoan chính thanh nhã giữa mi mục lại có từng tia quỷ khí hốc mắt hãm sâu có chút âm trầm được rèm mi dài mảnh hòa thành diễm sắc đôi môi mỹ nhân bị cắn đến đỏ tươi, gò má tuyết trắng nhụm lên màu hồng ái. Tan đầy hứng thú ác liệt lắng nghe âm thanh yếu ớt nức nở, mảy mây không hề có ý định tiến lên cởi trói. Càng quá đáng hơn là, ngón tay của hắn lại ấn lên công tắc điều khiển nào đó. Mỹ nhân trên giường đau khổ vặn vẹo cơ thể, chân dài bị đeo xích bạc kịch liệt vang vọng theo từng động tác, đuôi thỏ nằm giữa hai đám mây tròn trị nhúc nhích. Tan ngậm lấy đôi môi xinh đẹp, vừa xoa xoa tuyến thể sau gáy vừa nhu tình đến cực điểm trao đổi nước bọt cùng triêu đăng, hắn liếm cầm trên của người nọ, đầu lưỡi đâm vào khoang miệng, mãi đến tận khi triêu đăng lặng yên rơi lệ, hắn mới dời qua bên tai người nọ. Nếu như không thể thích ứng cảm giác này, ngài không thể tiếp nhận tôi, tan si mê liếm cắn miếng thịt mềm sau gáy, đôi hổ phách sạch sẽ trong sáng ngày nào giờ đây chỉ còn ái dục sâu dày, càng khỏi nói đến ký hiệu hoàn toàn, ngài sẽ hỏng mất, không, không không không, tha cho em. Triêu Đăng thở hỗn hển, muốn tránh né đụng chạm của Alpha, không thể nghi ngờ, hành động trốn tránh ấy đổi lấy đối xử càng thô lỗ, Tang cắn vào tuyến thể mềm mại sau gáy, đã không biết đây là lần thứ mấy ký hiệu được bao trùm. Ngài nói gì? Triêu Đăng nức nở không dám nói, tai thỏ trên đỉnh đầu lúc lắc, toàn thân từ trên xuống dưới đều là hơi thở bá đạo của Alpha, thấy người nọ không phản kháng nữa, Tang ôn nhu vén lên tóc mái ướt át. Được rồi, bé thỏ ngoan, hắn điều chỉnh tư thế ôm sát Triêu Đăng nhẹ nhàng nỉ non, lúc trước ngài là chủ nhân của tôi, hiện tại vẫn thế, chỉ cần ngài làm một bé thỏ ngoan, vĩnh viễn ngài luôn là đối tượng mà tôi hầu hạ. Nói cho biết nè meo meo, thỏ không ăn cỏ gần hang, hi hi, ngài thích gì, tan cắn cắn đôi môi mềm mại, tiền tại, danh tiếng, quyền lực, tôi sẽ dâng lên cho ngài. Hôn lễ giữa Costa và Helto được cử hành vào buổi sáng một ngày nào đó, đại biểu các gia tộc lớn ở Sicilia dồn dập trình diện ngoại trừ chúc phúc còn có thăm dò vị thủ lĩnh gia tộc heo tô này sát thủ trẻ tuổi thân mặt tây trang chuyện trò vui vẻ với khách khứa ở đại sảnh từ chối người muốn vào giáo đường nơi cử hành hôn lễ lão costa đứng xa xa nhìn thanh niên dáng người thon dại than thở mơn trớn nhẫn gia tộc trong tay trong đôi mắt thẳng thắn cương nghị xẹt qua tia bất đắc dĩ vì sinh tồn gia tộc lão đã bán con trai mình cho quỷ dữ tiên sinh một tên thị giả vóc người cao ngất bước nhanh tới trước mặt lão costa cúi đầu khẽ nói bên tai Heo Tô Tiên Sinh mời ngài vào giáo đường chứng kiến, ngài ấy không có ba mẹ, ngài là trưởng bối duy nhất, lão Costa gật đầu đồng ý, đi theo thị giả vào giáo đường nơi có thảm cỏ xanh nhắc đằng sau tòa nhà chính, cha sứ làm chủ trì hôn lễ, người được phép vào không quá 10 người. Lão thấy con trai độc nhất của mình mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản đang trao đổi nhẫn với tang mặt âu phục thẳng tắp, mà điều khiến người khó có thể tin là vị thủ lĩnh heo tô lại lấy ra chiếc nhẫn đại diện cho vinh quang cả gia tộc đeo lên đôi tay Omega của hắn. Mỗi thủ lĩnh Sicilia đều gánh trên vai cuộc đời của hàng ngàn người, thời gian càng lâu thì càng không thể khinh nhờn. Nhẫn là vật ký thác toàn bộ tôn nghiêm của gia tộc, hành động xưa nay chưa từng có ấy khiến các thành viên trong gia tộc không ngừng huyết sáo hò hét. A à đăng, lão Costa tiến lên một bước, nghe được Omega mỹ mạo tuyệt luân trong lòng ngực tan dịu dàng nói, còn có khỏe không? Triêu đăng hơi run, chợt nở nụ cười rạng rỡ, rất khỏe à, còn ba thì sao, ba cũng rất khỏe, người nắm quyền gia tộc Costa rốt cuộc cũng mỉm cười, à đăng quá bận rộn, lão già này thì ngược lại rất thảnh thơi, lúc nào con nhớ nhà, cửa lớn của Costa vẫn luôn chào đón con, vâng à, độ công nơi khóe môi triêu đăng càng thêm đậm, y tránh khỏi tan đi đến bên người lão Costa, nhỏ giọng nói, con thật sự rất khỏe, ba ba, xin người đừng lo lắng, à, được, được rồi, lão Costa từ ái vỗ vỗ lưng Triêu Đăng, như biết bao người cha hiền hậu khác, ba yêu con, con cũng yêu ba. Triêu Đăng nói, nhắm hai mắt lại, giáo chủ áo đỏ đứng bên cạnh Tang nở nụ cười yếu ớt, hôm nay gã cố ý xin nhà thờ Sen Thơ Rang làm cha sứ cho đôi này, quen biết nhiều năm, gã biết rõ dục vọng biến thái thích độc chiếm của Tang như lòng bàn tay, hắn sẽ không cho một ai vào lễ đường nhầm ngó đóa mân côi của hắn, tương tự hắn cũng không thích triêu đăng thân mật với bất kỳ một ai trước mặt hắn. Sửa lại tính nết của anh một chút, Rodi cười nói, còn nhớ lúc trước hai ta cùng nhau tranh đoạt chai vang cha tê mát không? Anh thà lấy súng bắn nát chai rượu trị giá mấy trăm ngàn đô la Mỹ cũng không muốn ai chiếm được nó, anh định làm như thế với người mình yêu luôn à, ta nhún nhún vai không ý kiến, khi triêu đăng lại đây, hắn dập thuốc, sau khi gật đầu hỏi thăm lão Costa xong liền ông lấy Omega của mình rời khỏi lễ đường. Trên đường trở về, tài xế lái xe không dám lên tiếng lắng nghe âm thanh môi lưỡi dây dưa phía sau, pheromone nồng nặc đang dệt vào nhau, lúc xuống xe còn được tan bế vào nhà. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang hai người lăn vào nhau thành một đoàn, hắn đè lên triêu đăng, một lần lại một lần cho người nọ cảm thụ giữa thiên đường và địa ngục, tư vị của Omega so với tưởng tượng của hắn còn ngon lành hơn mấy ngàn lần. Tan trói chặt hai tay trên đầu giường, nhấc lên đôi chân tinh tế cẩn thận liếm hôn, đại bàn trên tay được xăm vẽ hoàn mỹ mu bàn chân được một tầng ẩm ướt bao phủ càng tôn lên làn da trắng thanh niên từng chút từng chút ngậm lấy nụ hoa vào miệng mỗi một lần ngậm đổi lấy tiếng thúc thích lẫn trên rỉ của mỹ nhân hắn mở dây thừng nhuyễn trói triêu đăng ra sợi tóc nâu nhạt vô tình hay hữu ý cọ lấy tuyến thể âm thanh của alpha đang chinh phục ngọt như mật đường nhị thiếu gia tan hôn lên trán triêu đăng ngài vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ bên trong còn tuyệt hơn cả thiên đường đề nghị mi tự sát không nói gì à ta nhàn nhạt cười xoa xoa lễ chí, tôi sẽ làm đến ngài muốn khóc cũng khóc không được, nếu bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội, anh, triêu đăng do dự một chút, anh nhẹ một chút được không, tan, Omega nọ lộ ra thần sắc hoảng hốt, mấy ngày ở chung với nhau khiến y không thể không sinh lòng khiếp ý với thanh niên trước mặt, triêu đăng cắn cắn môi, rõ ràng anh đã đồng ý, chàng trai sát thủ cười đến mặt mày công công, tôi đồng ý ngài điều gì cơ. Anh không được ghét em, triêu đăng nghiêng mặt sang bên, nhưng anh làm em đau quá anh có thật, có thật là yêu em không? Giả vờ ngây thơ, không biết xấu hổ, triêu đăng là người biết lắng nghe, bố không sai, bố là viên ngọc xanh biết siêu tô, ngài thật là, tan đè thấp cổ họng cười, ngài thật đáng yêu, thấy chưa? Thấy chưa? Xin khen tôi ngay lập tức meo meo, tôi yêu ngài, động tác của Alpha bất giác thả nhẹ mấy phần, ông nhu dịu dàng ông lấy Omega lúng cuốn trong lòng ngực, hài lòng nhìn đối phương từ từ lộ ra biểu tình mị người, đương nhiên là tôi yêu ngài, Yêu ngài nhất, vĩnh viễn luôn yêu ngài Khi tiến vào cơ thể Omega Trước khi quan hệ xong thì Mỹ nhân Bị hắn nắm giữ tất cả đã sớm mất đi ý thức Quá trình quan hệ đối với nhóm Omega Mà nói vừa Mỹ dịu lại vừa đau khổ Cảm giác khoan sinh sản Bị nam nhân rót đầy khiến Triều Đăng Bi thương bi thương khóc lóc Đôi môi kiều diễm ướt ác nhẹ nhàng đóng mở Ta nhoài người đến gần muốn nghe xem Đại bảo bối của mình đang nói điều gì Không muốn, không muốn mang thai Hắn bật cười, sẽ không Cho ngài uống thuốc ngay đây không nha không muốn thỏ ngoan tan hôn nhẹ vành tai triêu đăng nếu ngài có em bé tôi sẽ giết nó ngài là của tôi hắn cười vô cùng rộng rãi không hề quan tâm đến xưng hô nó mà nói ra lời thề khiến người sẩn tóc gáy không ai được phép cướp đi sự chú ý của ngài vành tai là nơi mẫn cảm của triêu đăng dưới sự chọc ghẹo đầy cao thâm của thanh niên đồng tử y hơi rụt lại không tự chủ vòng tay qua vai tan đôi mắt không chớp ngóng nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thanh niên thần sắc như nhìn thấy vật dị vô cùng động tâm, cả người đẹp như đóa hoa xuề nở sau cơn mưa rào, dạt dào sức sống tràn đầy ý xuân. Vệ tiểu, lệ chí dưới mắt trái như ẩn như hiện, chúng ta không cần em bé, có được không? Triêu đăng nói, dịu ngoan nép đầu vào ngực tan, như con thú nhỏ tìm kiếm sự che chở. Sau khi heo tô tiếp quản dư đảng của Moriti, Sicilia như rắn mất đầu, minh tranh ám đấu lan tràn trên mảnh đất sáng lạng ánh mặt trời gió nam ấm sắc hạ phóng khoáng lướt qua đôi môi men hương rượu vần mây thông dong in bóng lên tủ kiến thủy tinh tra một chút thủ lĩnh gia tộc trẻ tuổi ngồi sau bàn vuông quân sư của heo tô kính cẩn ngẩng đầu lên lắng nghe bất kỳ vật hay người nào có liên quan đến phát âm quay kiêu đều báo cho tôi quay kiêu phát âm của vệ tiểu dù mệnh lệnh này hơi kỳ quái nhưng quân sư vẫn không chút do dự chấp hành nhưng thưa tiên sinh gã đánh bạo nhìn trong mắt lạnh như băng của tang lại vì sự lạnh lẽo bên trong mà hải hùng khiếp vía phát âm này rất xa lạ có lẽ ngài viết ra sẽ dễ tìm hơn tôi không biết cách ghép ngữ pháp của nó ngay cả nó có phải là một ngôn ngữ thật hay không tôi cũng không biết khi quân sư vừa định rời đi bỗng nhiên pheromone hung bạo tàn khốc của alpha chèn ép gã đến từng dây thần kinh tan gọi gã lại nói bổ sung điều tra triêu đăng thêm một lần nữa từ nhỏ đến lớn đã gặp những ai đi qua những nơi nào từng có những thứ gì thanh niên gằn từng chữ từng chữ điều tra rõ ràng, khi thời kỳ động dục kết thúc, triêu đăng không biết mình bị tan đè lại làm thêm bao nhiêu lần, y có chút mệt, trong mơ hồ phát hiện có người tắm rửa cơ thể dùng mình, thay y phục và thỉnh thoảng trong lúc mặc quần áo còn sợ sợ bóp bóp, giống như muốn cào xé cả cơ thể y ra vậy. Triêu đăng được tan ôm đến phòng khách, vì bác sĩ tư nhân chờ đợi đã lâu liền đứng dậy đi qua, y nghe được một tiếng thở dài, alpha ôm y mỉm cười đối diện với bác sĩ, sao vậy? Cha xeo, Omega của anh đúng là đại mỹ nhân, bạch điểu, vị bác sĩ tư nhân tên cha xeo nâng lên cánh tay của Triêu Đăng lên, dùng ánh mắt nghiên cứu nói, xương cốt của cậu ấy rất đẹp, tỷ lệ cân đối, cơ bắp xinh đẹp, khó trách anh lại động lòng. Nếu chỉ có cơ thể đẹp thì cũng không đến mức tôi bị hấp dẫn, ý cười của Tang không thay đổi, ngón tay xẹt qua hai má Triêu Đăng, thời điểm đôi ô mặt ẩm ướt nhìn sang đổi lấy một nụ hôn lên chóp mũi tinh xảo, nhị thiếu gia rất đáng yêu bác sĩ thấy trong lúc vô tình cơ thể triêu đăng khẽ run trong mắt sinh ra một loại cuồng nhiệt anh không cân nhắc đến việc cải tạo cơ thể omega của anh sao bác sĩ buông tay triêu đăng ra cậu ấy rất mẫn cảm hơn nữa lại còn trẻ tuổi anh có thể làm cho cậu ấy càng thêm mẫn cảm làm cho cậu ấy thành con chó ngoan ngoãn chỉ phục tùng mình anh hơn nữa còn vô cùng kiều mị anh không muốn cho cậu ấy mang thai và ra đầu nhũ à á á á có yêu quái bớ người ta có biến thái nhị thiếu gia ngài muốn không ta nhìn như cung kính dò hỏi triêu đăng ý cười dịu dàng khiến lòng người phát lạnh sẽ rất thoải mái đó rất nhiều tình nhân của thủ lĩnh gia tộc đều được huấn luyện cuối cùng bọn họ đều rất hài lòng với sự thay đổi của cơ thể ông đây biết tổng bọn mi muốn nhìn ông sợ hãi rồi nhá được sợ thì sợ không muốn tự hồ triêu đăng cực kỳ sợ hãi cuộc nói chuyện của bọn họ dãy dụ muốn chạy khỏi lòng ngực tan vừa khéo bác sĩ bên cạnh thấy vậy liền thêm mắm dặm muối bạch điểu omega của anh không ngoan gì hết anh nên cho cậu ấy sinh vài đứa, cha xe mặt không biến sắc nói, nếu không thì bạn o nhỏ nhắn này sẽ không biết ai là chủ nhân đâu, tan, không muốn, triêu đăng vùi mặt vào lòng ngực hắn, sợ hãi thật sự, hoang mang hoảng loạn thuận tiện mẹ nheo lãm nũng nơi cổ tan, em không muốn cải tạo, em sẽ ngoan ngoãn, xin anh mà. Nếu ngài chịu cải tạo, tan dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn phản ứng của triêu đăng, nụ cười rực rỡ tôn lên vẻ đẹp của chàng trai tuấn Mỹ, ngài sẽ càng ngoan, sắc mặt triêu đăng tái nhợt, lúng cuốn đến cực điểm trở thành cứng nhắc, không nhúc nhích ngồi trên đùi tan, thấy người nọ bị dọa đến sắp khóc, rốt cuộc tan cũng mở lòng từ bi tha cho một lần, hắn nhìn vị bác sĩ một cái, người sau biết mình không nên nói tiếp, đoán thầm kế tiếp là tiết mục bố già tương lai ngọt ngào dụ dỗ Omega của hắn, và đúng như dự đoán, thanh niên tóc nâu có chút đau lòng vỗ vỗ lưng Omega, thấp giọng nỉ non. Nếu ngài hôn môi mu bàn tay của tôi, tan dừng một chút, đại đa số tình huống, tôi sẽ tha thứ ngài đây đúng là một màn cực kỳ phiến tình mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn buông xuống rèm mi đôi môi vì được thương yêu quá độ trở nên ửng hồng rơi lên mu bàn tay phải của tên sát thủ tang thấy vậy yêu thương xoa xoa lưng triêu đăng thấp cười ra tiếng ngài là bé thỏ ngoan của tôi hiện tại tôi yêu ngài đến mức một giây cũng không xa nổi sao lại nhẫn tâm đưa ngài vào hiểm cảnh đàn ông italia thích tự do lãng mạn thích biện hộ cho lời nói của mình đương nhiên bạch điểu cũng không ngoại lệ Cha Seo mở hộp bác sĩ ra, cho tôi kiểm tra một chút xem cậu ấy có mang thai không được không, thấy tan gật đầu, gã lấy ống nghe và mấy thứ dụng cụ khác ra, sau khi kiểm tra đơn giản, cha Seo nói, nếu tôi nói cậu ấy có em bé, xóa sạch, tan không chút do dự, bây giờ còn rất sớm, chết rồi sẽ không ảnh hưởng tới triêu đăng, anh nghiêm túc, không có, cậu ấy không mang thai, đây chỉ là giả thiết, cha Seo nói xong, nhíu mày, anh có cần thuốc tránh thai không? Dù sao chuyện này cũng khó lòng phòng bị đương nhiên omega của anh nhị thiếu da tan cúi đầu vĩnh viễn cũng không muốn em bé hả nhìn trêu đăng gật đầu cha xeo hơi nhíu mày nuốt đống suy tư vào đáy lòng lấy ra lọ thuốc đã chuẩn bị sẵn để lên bàn sau khi hành lễ liền tao nhã rời đi đi tới hành lang thần sắc lúc nãy của omega không tự chủ ám ảnh đầu óc gã khả năng mà gã cố hết sức xem nhẹ khiến bước chân cha xeo hơi ngừng lại từ chối thẳng thừng như vậy có lẽ là căn bản y không nguyện ý mang thai đứa con của tan theo sự mở rộng liên tiếp của gia tộc Heo Tô, các thủ lĩnh của Sicilia dần dần bắt đầu kiên kỵ cổ thế lực mới này, tan càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày trở về trên người luôn có mùi rượu hoặc mùi máu tanh nồng đậm, nhưng dù có bận đến đâu đi chăng nữa thì hắn luôn nhín nhút chút thời gian bầu bạn với Triêu Đăng. Trong lúc vô tình Triêu Đăng dò hỏi, nụ cười đầy dịu dàng của thanh niên khiến y có hơi run. Ngài là ánh sáng của tôi, Tan ông nhu nói lời nhỏ nhẹ, nhìn thấy ngài tôi mới cảm thấy cuộc sống này có hy vọng. Omega tóc đen mắt đen dường như có chút thẹn thùng quay đầu, chiếc môi nhỏ khẽ giật giật, anh nói chuyện thật là khoa trương, là chân tình, nhị thiếu gia của tôi, tan lật người đè lên, vòng eo mảnh khảnh và đôi chân dài cọ vào trong ngực, đầy mê luyến mút lấy lớp hồng nhàn nhạt trên đôi má xinh. Phòng làm việc ban đêm đầy mùi căng thẳng khói súng, thuộc hạ đến đây báo cáo cung kính chờ ngoài cửa, khi nhận được mệnh lệnh người bên trong mới dám bước vào, chúng tôi đã thăm hỏi rất nhiều người, từ học cứu, chuyên gia ngôn ngữ, thậm chí là vô gia cư, trong đó điều tra được một vị bác học gia, cô ấy nói phát âm này giống tên của một người hơn, học cứu, chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho. sắc mặt của Tang không cảm xúc, tên, vâng à, quay hoàn toàn ăn khớp với một dòng họ cổ xưa của phương Đông, trong truyền thuyết dòng họ này đến từ danh môn vọng tộc của phương Đông, kêu là tên theo sau người phương Đông, vị thủ lĩnh gia tộc ngồi sau bàn nằm điếu thuốc gương mặt tú lệ trong đám khói mông lung đầy âm u tàn bạo, lại đi nhờ vị nữ sĩ kia một chuyến, nhờ cô ta cho biết hàm nghĩa của nào, ngài nói từ nào sao, ngón tay đang lấy thuốc lá của tan khựng lại, đây là từ trái nghĩa với kiêu, theo giải thích của người phương Đông, đây là hai từ có nghĩa hoàn toàn trái ngược, thuộc hạ cúi người xuống, gã gắn nén dục vọng muốn chạy trốn khi đối diện với ác ý mà Alpha mơ hồ mất khống chế, cô ấy thuận tiện nói cho tôi biết, viết ra. Cố ý dùng từ trái nghĩa để gọi một người, tám chín phần mười là biểu đạt thân mật nếu như mỗi lần đánh mất lý trí triêu đăng đều nói ra vậy thì không còn là ngẫu nhiên nữa như vậy thuộc hạ nhanh chóng cầm bút viết lên giấy gọn lẹ viết ra danh tự nọ gã thấy vị thủ lĩnh trẻ tuổi khác máu dùng một cây bút khác viết thêm một cái tên khác sát hai chữ kia chợt dập tắt điếu thuốc đây là em ấy nói cho ta tên của em ấy thanh niên với màu mắt hổ phách đang lầm bà lầm bầm ký tự của đông phương rất đẹp viết ra như một đóa hoa thanh niên đưa tờ giấy lại trước mặt thuộc hạ, bên trên là hai danh tự viết bằng hán ngữ như tùng hoa, tan thấy thuộc hạ nhìn chầm chầm xăm soi, lạnh nhạt nói, thoạt nhìn chúng nó rất xứng đôi ư. Omega của ta, cùng với một người phương đông, tiên sinh, tôi, đi ra ngoài, tan vào nhau tờ giấy, lại một lần nữa chăm điếu thuốc, không còn tâm tình nhìn ra bóng cây ảm đạm ngoài cửa sổ, sau khi đã qua thời kỳ mẫn cảm. Số lần cha xeo đến khám bệnh đẩy tới một tháng hai lần. Dục vọng chiếm hữu và ý thức lãnh địa của Alpha khiến Tang muốn đem triêu đăng nhốt lại theo bản năng, nhưng chuyện cha seo đến tái khám vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì có quen biết. Mặc dù là vậy, nhưng cha seo cũng biết rõ Tang vô cùng không thích gã đụng vào Omega của hắn, dù cho xuất phát từ thiết yếu. Khoan sinh sản của cậu ấy không bị tổn thương, rất yếu ớt, hơn nữa rất tuyệt vời. Gã buông dụng cụ kiểm tra xuống, cha seo nói, thứ nối liền với tử cung đã mất cậu ấy sẽ không thể mang thai được nữa nhưng độ mẫn cảm vẫn không thay đổi, nói cách khác, cơ thể sẽ không ảnh hưởng đến chuyện tình thú, tang nói cảm ơn rồi phân một ít công việc cần làm, nhận lấy thuốc được điều chế, bỗng nhiên đôi mắt triêu đăng lia qua nơi cha xeo đang ngồi, từ đây về sau tang sẽ nuôi y như nuôi một loài chim quý hiếm, muốn nhìn thấy bác sĩ này cũng không dễ. Triêu đăng suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt đối phương, đợi đến khi người sau bị tầm mắt của y hấp dẫn, môi triêu đăng hơi mím, đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, giá trị yêu thương, 3,5 sao. Trải qua tiếp xúc mấy ngày nay, hảo cảm với đối phương cũng không thấp, triêu đăng làm một khẩu hình, trùng hợp sao có người tiến vào báo cáo tin tức, tan nghe xong gật gật. Nửa giờ trôi qua sau khi tan tiễn bác sĩ đi, một lần nữa cha xeo cầm theo học dụng cụ y tế một mình xuất hiện trước mặt triêu đăng, vì gặp cậu, mà tôi liều mạng dù có bị bạch điệu bắn thành tổ ông. Nhưng anh vẫn đến mà, triêu đăng khịt khịt mũi, anh là beta đúng không? sao cậu biết, cha xeo nhìn dáng dấp của y, tâm trạng có chút buồn cười, đại đa số đều cho rằng tôi là An Pha. Mùi vị, triêu đăng cười rộ lên, mùi của An Pha luôn khiến tôi không thoải mái, còn anh thì không, giá trị yêu thương, bốn sao, tôi bị bắn thành tổ ông là chắc rồi, cha xeo thở dài, cậu kêu tôi tới, có chuyện gì không, tôi muốn thuốc, mỹ nhân đối diện sắc mặt đoan chính, lệ chí nơi mắt trái như ẩn như hiện. Gương mặt đoan lệ vô song phản phất có thể câu hồn đoạt phách, loại thuốc có thể xóa bỏ ký hiệu của Alpha, loại thuốc có thể cho tôi hoàn toàn thoát khỏi tan, anh làm được mà. Môi người nọ nhẹ nhàng khép mở, hàm răng trắng bóc tôn lên đầu lưỡi đỏ hồng, triều đăng mỉm cười nói, hơn nữa anh sẽ đưa nó cho tôi, đúng không? Ánh dương yên tĩnh, nước chảy mây trôi, gió nhẹ xuyên qua hành lang cuốn lên giọt sương mai động lại trên cánh hoa đêm. Thủ lĩnh trẻ tuổi bận rộn một đêm vội vã và đi vào gian phòng của mình, nơi ấy đang phun trào pheromone xinh đẹp nồng nặc như mặt trời ban trưa làm khóe môi hắn không tự chủ sinh hoa bàn tay cẩn thận từng ly từng tí ve vuốt đôi má người trong lòng rồi dừng lại ở khoảng không omega nửa mê nửa tỉnh tự hồ cảm nhận được điều gì thuận theo nguồn nhiệt và khí tức vùi mặt vào bàn tay nhỏ của tang thấp giọng nỉ non nháo nháo giá trị thù hận một phẩy năm sao thật là sản khoái sản khoái muốn bay so với thời kỳ động dục còn muốn hơn tang không nói gì yên lặng nhìn Triều đăng nằm trên giường, rút tay mình về, nha hiểu luôn, sảng khoái chấm dứt, cách một khoảng thời gian rất dài, khi triêu đăng mở mắt thấy rõ tất cả xung quanh, sắc mặt hơi thay đổi, kim xăm lít nha lít nhít bé nhỏ, các loại thuốc màu đầy đủ, cùng với thanh niên đang trầm mặt chuẩn bị lấy dây xích trói y lại, từ sau lần bị ký hiệu kia, đã rất lâu rồi tan không dùng dây xích trói y, thấy đối phương như vậy, triêu đăng có chút kinh hoảng kêu tên tan. Đổi lấy cái xoa đầu của người kia như an ủi sủng vật đến khi tay chân xinh đẹp đều bị thanh niên khóa chặt trên giường, tàn lấy dao găm nhẹ nhàng cắt xé quần áo triêu đăng. Nhị thiếu gia, ngài biết không, thủ lĩnh gia tộc trẻ tuổi đến gần hỏi nhỏ, bên trong âm thanh vô cùng nhu nhuyễn gợi nhớ đến chàng trai hiện lành trong quá khứ. Trên vũ khí của bọn sát thủ Sicilia đều được khắc tên của mình, bởi vì vũ khí tốt nhất, là đồng bọn quan trọng nhất, ngài là trân bảo của ta, vĩnh viễn trên người ngài sẽ có dấu ấn của ta, cái gì, triêu đăng ngẩn người, xăm trên cổ nhé làm cho rõ ràng, làm cho tất cả mọi người khi nhìn vào đều biết ngài là đồ của ta. Tan nói, ngón tay ưu nhã chạm vào sau cổ triêu đăng, thể chất nhị thiếu gia rất tốt, không để lại dấu vết, xem ra cần phải làm sâu một chút rồi. Tại sao hắn, đã điều tra cái tên mỗi lần cậu kêu âm thanh như nhung tơ trong đầu rất nhanh đưa ra kết luận, dường như hệ thống rất thông minh, hơn nữa từ trước đến nay đều rất tự tin vào suy luận của mình, tuy không tra được sự tồn tại của người này nhưng đã biết được đây là tên của một người cũng đủ làm cho rộng rãi phẫn nộ. Vậy tôi cần làm, dùng sức diễn, đừng ngượng ngùng. Ok mang nà, bán manh hả? Mang nà, chờ đã, triêu đăng trơ mắt cảm thụ đối phương phát họa từng đường nét cơ bản trên cổ mình, âm thanh bất giác run rẩy, kỳ quái lắm, tan, em không muốn được không? Em, em không muốn, kim xăm đâm vào da thịt. Không hề đau nhưng lúc thanh niên chạm vào triêu đăng vẫn phát ra âm thanh nức nở vì khoái cảm tang rất có tính ám chỉ ma sát lấy tuyến thể người nọ, nhu tình mật ý uy hiếp nói, ngài không nghe lời ư, hắn liếm lên cổ triêu đăng, tuy ta không muốn ngài mang thai, nhưng ta rất muốn nhìn dáng vẽ ra nước của ngài, nghe đâu phải dùng điện đó, sẽ rất đáng yêu nha, nhìn xem, xem cái L. Triêu đăng nghẹn ngào một tiếng rồi không thèm phản kháng nữa tùy ý thanh niên vẽ loạn trên cổ, hành động dãy dụ bé nhỏ vô tình làm xích bạc đinh đang vang vọng mỹ nhân trên giường với tóc đen mềm mại tôn lên làn da trắng nõn, nơi tuyến thể từ từ hiện lên da huy màu bạc của heo tô, dây leo duyên dáng và bạch điểu cuốn quanh theo kim xăm và màu nhuộm, triêu đăng nằm trên giường nhìn không được co lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Phê -rô -môn ngọt ngào sao động bốn phía khiến An Pha phải dùng toàn bộ lực áp chế dục vọng phá hủy trong lòng. Và rồi, nơi trung tâm gia huy, tàn khắc lên tên của chính mình, hắn giúp triêu đăng lau đi thuốc màu, dùng nước rửa sạch phần cổ, da huy màu sắc tao nhã và da thịt hòa lẫn theo động tác hô hấp nhẹ nhàng của omega nơi ấy cơ hồ không nhúc nhích nhị thiếu da ngón tay tan vuốt ve bên cạnh hình xăm ấn lên tuyến thể triêu đăng cảm nhận cơ thể xinh đẹp không ngừng rung khẽ nhàn nhạt nói rằng ngài ngoan ngoãn nói cho tôi biết vệ tiểu là ai vệ nháo nháo nà đại ca của tôi nà vua đám zombie nà là anh họ của em triêu đăng giật giật ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thanh niên là họ hàng bên ngoại sao anh lại biết được anh ấy anh họ à tan cúi đầu xuống khẽ cười nói ai sẽ kêu tên anh họ trong lúc chất lỏng giàn dụa đây không chờ Triêu đăng trả lời hắn nhét ngón tay vào miệng y cắm xuống không ngừng khuấy đảo một tay khác dùng sức bấm một cái vào cái mông tròn trịa trơn mềm của omega lúc Triêu đăng kêu đau hắn liền mạnh mẽ thọt sâu ngón tay vào cổ họng y dẫn đến khoan miệng mềm mại của người sau liên tục co rút anh họ sẽ làm thế này với em sao a à, a à nói khí tức hung bạo của alpha tràn ngập khắp phòng hắn lẩm bẩm bên tai Triêu đăng hắn là ai anh trai là anh trai của em à à, buông em ra ngón tay ông lấy đầu lưỡi đỏ tươi âu yếm khoan miệng yếu ớt khi Triêu đăng đã hơi hơi thả lỏng alpha dùng sức đâm một cái nữa đâm đến mức đôi môi mỹ nhân không khống chế được chảy xuống nước bọt thật mà không lừa anh thỏ tàn thu tay lại cảm giác khủng bố ngột ngạt biến mất hầu như không còn hắn lau khô ngón tay dịu dàng ông lấy triêu đăng bị dây xích trói buộc cho tôi một lời giải thích vì trước đây có ở cùng nhau một thời gian lúc mẹ em còn sống triêu đăng khép hờ đôi mắt em rất ý lại anh ấy sau đó chia tay nhau nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn em sẽ không gặp lại nhau nữa tại sao cảm nhận được tâm tình của đối phương tàn ông chặt người nọ một chút vì hắn không cho bố quay đầu lại xem a à, là một tên thuộc hạ hợp lệ đương nhiên phải tuân theo mệnh lệnh của đại ca cạn bã anh ấy đi, triêu đăng nói xong, đột nhiên ông lấy cổ tang, phê rô môn ngọt ngào dẫn dụ thần trí an phà, y thả nhẹ giọng nói, xin lỗi, tang, em đã quen ý lại anh ấy, sau này sẽ chú ý, chỉ cần ngủ một giấc còn vấn đề nào không giải quyết được sao, ngài đang quyến rũ tôi sao? Nhị thiếu gia, hắn dùng hai tay nâng mông Omega, âm thanh mật đường trở nên khàn đặc, triêu đăng cười cười, ngón tay thon dài trắng nõn cọ nhẹ ở tuyến thể đối phương một cái, lông mi dài nhuyễn phủ xuống một tầng bóng tối, ngủ một giấc không được, thì quất luôn hai giấc ha, ô hi 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 hi, cảm nhận được pheromone vững vàng bao trùm cả người, triêu đăng không phản kháng lại mà mặc cho người kia tùy ý làm bậy. Tăng sẽ không tin y, hắn sẽ tự mình điều tra, và khi hắn nhận ra dù có điều tra đến mấy cũng không tìm được thì triêu đăng đã xóa sạch ký hiệu, hiện tại chỉ cần một lý do có thể tạm thời kiềm chế Tan. thứ cậu muốn khi đến kiểm tra xong, cha xeo đưa một bình thuốc màu xanh nhạt đến trước mặt triêu đăng hôm nay tang không ở nhà gia tộc heo tô gặp phải áp lực khiến vị thủ lĩnh trẻ tuổi xoay không kịp thở khoảng chừng ba tiếng là có thể xóa sạch ký hiệu thời điểm sử dụng phải cẩn thận nhóm alpha đối với hơi thở của mình rất mẫn cảm nếu mùi trên người cậu phai nhạt hắn sẽ phát hiện đến lúc đó omega phải đối mặt với điều gì không cần nói cũng biết cảm ơn triêu đăng nhận lấy bình thuốc nhấc tay phải cha xeo lên hôn mu bàn tay tỏ lòng biết ơn Cậu muốn làm sao thì làm, cha Seo không nhịn được phải nhắc thêm lần nữa, bạch điểu rất mạnh, sớm muộn gì hắn cũng chinh phục được toàn bộ châu Âu, hơn nửa nửa các Sicilia đã bị hắn khống chế, cậu không thể chạy thoát, chờ khi tôi đi rồi, phiền anh nói với Tang, triêu đăng đánh gãy vấn đề của cha Seo, khóe môi mềm mại khẽ công, dáng dấp ngoan ngoãn lưu nhân ngày nào biến mất không còn một móng, chính xác là anh họ đã làm thế với tôi, hơn nữa làm còn tốt hơn anh, ý cười càng lúc càng đậm gương mặt diễm lệ xinh đẹp như ma quỷ, kêu tan cúc về với mẹ đi. Khí trời âm u mưa rào nặng hạt vẫn không ảnh hưởng đến tòa biệt thự cổ xưa đứng lặng nơi sườn núi, đầu tháng 11, ánh lửa bập bùng trong lò sưởi ánh lên sắc vàng trên tấm thảm lông cừu. Đám đàn ông châm lửa mồi thuốc kéo ra hương vị xa hoa lãng phí, khi đàm phán đi vào kết thúc, người lãnh đạo của bốn gia tộc lớn buộc phải nhượng bộ dưới sự kiên trì của Heo Tô, ký xuống họ tên vào tờ cam kết không tham dự vào giao dịch ma túy. Đây không chỉ đại biểu khối u ác tính này tạm thời rời khỏi lãnh địa Italia mà còn mang ý nghĩa thế giới ngầm đã yên lặng thừa nhận Tân Vương lên ngôi. Bạch Điểu xuất thân, tính cách quyết đoán mãnh liệt, từ thực lực bản thân đến khả năng giao thiệp đều đủ để đánh vỡ thế cân bằng mà các gia tộc miễn cưỡng duy trì. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích từ bốn phương tám hướng đến không ngừng đã chứng minh hắn đủ khả năng trở thành vị thủ lĩnh mới đầy xuất sắc trác Việt. Không lâu sau khi hội nghị kết thúc, mùi hương ngọt ngào lan tràn vào phòng, căn phòng bàn tròn đã đóng kín bỗng xuất hiện một thêm một omega chỉ mặc váy đen mỏng dính là nam tóc vàng mắt xanh gương mặt xinh đẹp như tinh linh mùa xuân đôi chân dài miên man eo cũng rất nhỏ da dẻ bóng loáng trắng mịn dưới làng váy như ẩn như hiện trên cổ mang một vòng cổ màu đỏ như sủng vật nhu thuận nằm nhoại bên dậy da của tang ngài nên nếm thử cái này tiên sinh vị thủ lĩnh gia tộc kế bên tang ưu nhã cắt xì gà người kia thấy đôi hổ phách của tang nhìn về phía mình cười nói kỹ xảo lấy lòng alpha hắn đã được học toàn bộ, cơ thể được huấn luyện rất tốt, mềm mại như oán phụ khuê phòng đa tình, tôi đảm bảo không ai chạm qua hắn, chúng ta đều biết ngài là thân sĩ giữ mình trong sạch, đây là gì, tàn đang cười, đại đa số thời điểm, bất kỳ người nào đối mặt với hắn đều thấy nụ cười nhàn nhạt ấy. Một món quà nhỏ chúc mừng bố già tân nhậm, chính sự luôn rườm rà khô khan ngài nên thả lỏng một chút, người kia nhìn thần sắc tan không khỏi hưng phấn nhiệt tình giới thiệu, hắn được huấn luyện rất tốt, hắn sẽ cậu tên gì tan hơi cúi đầu nhìn về omega kia bên trong đôi ngươi xanh thẳm tựa một hồ xuân thủy dễ dàng khơi dậy dục vọng tàn bạo của alpha omega bị tan nhịn nhát gan nói tôi không có tên tiên sinh hắn đang chờ ngài ban tên bố già của tôi thủ lĩnh gia tộc lớn bổ sung bố già trẻ tuổi thu hồi ánh mắt sau cuộc đàm phán căng thẳng hắn có chút mỏi mệt xoa xoa đường mày xinh đẹp tan bình thản nói tôi không cần cái này bây giờ và sau này cũng vậy có phải ngài cảm thấy hắn không hợp ý không? Thủ lĩnh gia tộc lớn đè thấp tiếng nói, Italia có rất nhiều mỹ nhân, không, với cá nhân tôi mà nói, chỉ cần sủng ái một vị Omega thôi là đủ rồi. Hắn nói xong rồi đứng lên, vì thủ lĩnh nhận ra mình phạm sai lầm vội vàng hôn môi mu bàn tay tan thỉnh cầu khoan dung, tan cười vỗ vai đối phương, cảm ơn ý tốt của anh, không cần xin lỗi, anh em của tôi, đương nhiên đương nhiên, thấy tan thoải mái cho bậc thang, trong mắt người kia nhảy lên tia cảm kích tôi vĩnh viễn là tay chân trung thành của ngài xe ô tô khắc gia huy heo tô vượt màn mưa về đến chủ trạch biệt thự cổ xưa dần hiện ra đứa bé giữ cửa chờ đợi trong tiết trời mưa bão mở cánh cổng sắt bự chạm trổ hoa văn ra có người mở dù lớn che hộ tan dòng nước chảy mãi nơi đỉnh đầu phu nhân đâu hắn hỏi ở phòng ngủ vẫn đang ngủ tiên sinh tan gật đầu đi vào bên trong hắn bỏ áo khoác dày nặng ra thân hình thon dài như một tú vu lâm hắn đứng lặng trước cửa phòng ngủ một hồi lâu Ngũ giác của sát thủ giúp hắn có thể nghe được từng tiếng vang bé nhỏ xung quanh, mãi đến tận khi hô hấp bên trong bắt đầu thay đổi, hắn mới đẩy cửa ra. Một tú vu lâm phong tất rồi chi, điểu thái xuất đầu thương tất đã, cây cao vượt trường gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn, nghĩa bóng, chỉ người xuất sắc, nhị thiếu gia, Omega vừa mới tỉnh dậy có chút mê mang nhìn về phía âm thanh, tầm mắt triêu đăng dần dần tụ lại, chợt thấp giọng nói, tan, y liếc sắc trời, mấy giờ, cỡ ba giờ sáng anh xong việc rồi à. Triêu đăng ngồi dậy từ trên giường, theo động tác của y, một số vết đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy hiện ra đó là vết tích lưu lại đêm trước. Tan vòng đến bên giường, dáng vẻ mỹ nhân nhìn sang khiến lòng hắn ngứa ngáy, chỉ có người nọ mới dễ dàng khơi dậy dục vọng của hắn, chẳng cần làm gì hắn cũng cam tâm tình nguyện dâng lên tất cả. Hắn không hiểu tình yêu, vài năm trước tận mắt nhìn gia tộc bị tàn sát, cuộc sống mũi đau liếm máu tàn khốc đã tước đi năng lực trao đổi tình cảm của hắn hắn chỉ biết dùng hết khả năng giữ thứ mình muốn trong lòng bàn tay Từ, tôi vừa về hắn hời hợt bỏ qua hai giờ đứng lặng bên cửa bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má động nhân của triêu đăng vui vẻ nói nhị thiếu gia ngài còn nhớ omega nhảy thoát y trong quán ba hôm ấy không triêu đăng nhíu mày tôi muốn nhìn ngài mặt váy tan nói ông triêu đăng lẫn cả tấm chăn có chút ngây thơ mong đợi bảo bối của mình mặt váy màu trắng hoặc màu đỏ ngắn ngắn chút để hở ra một chút tôi muốn liếm hôn chân và hông ngài Gương mặt mỹ nhân đối diện xẹt qua thần sắc do dự, sau đó, triêu đăng ngoan ngoãn đáp một tiếng, tùy ý bàn tay an pha tiến vào trong chăn, em sẽ mặc, tan. Không muốn, tự mình chơi đi nha, đồ ngốc, cánh rừng như được bôi lên màu mật ong vàng ống, tà dương kéo dài đến tận chân trời, hàng rào hai bên đường lớn miễn cưỡng ngăn lại đám hoa dại bừng bừng sức sống. Nam thanh niên đầu đội mũ dinh ngoắc ngoắt tay với ông chủ trang trại đang nghỉ ngơi, chú ơi, còn hái mấy đóa hoa này được không? đương nhiên ông chú giảng dị lấy bật lửa đốt thuốc nhìn quần áo trên người thanh niên mới cống xì tài đường phố không ra ngô ra khoai ông chủ trang trại nằm điếu thuốc cười yếu ớt tụi nhỏ đều thích nước mỹ như vậy à hừ hừ con cảm thấy mấy chàng cao bội miền tây rất đẹp trai tuy trong phim bọn họ luôn là nhân vật hài kịch nam thanh niên hái một bụi hoa dại dùng cọng dây xanh buộc lại thành một bó chủ trang trại nhìn động tác của y lắc đầu một cái con muốn tặng cho đứa nào à cái này không được con gái Italia không thích hoa dại đâu. Không sao, lòng bàn tay đang vào nhau đặt lên đầu, người nọ thật sự rất cao, từ góc độ ông chủ trang trại chỉ có thể nhìn thấy chiếc cầm xinh đẹp và đường nét diễm lệ, thoáng nhếch môi, con là chàng cao bồi nước Mỹ mà, hồng, trắng, vàng, ba màu hoa sặc sỡ làm nền cho gương mặt diễm sắc, đôi ô mặt như ngậm thanh tuyền. Nam thanh niên trẻ tuổi cầm đóa hoa dại bừng bừng sức sống đưa cho cô thiếu nữ bán bánh mì, không đợi đối phương cầm lấy, y tùy ý bỏ vào lọ hoa rỗng. Isabella, cảm ơn chị về bữa tối hôm qua, người nọ dắt mũ dinh bên lưng quần, mỉm cười với thiếu nữ đã đỏ bừng hai má, bánh mì ăn rất ngon. À, vậy hôm nay anh có muốn ăn nữa không? Thấy y nghi hoặc nhìn sang, sắc mặt Isabella đỏ hồng một mảnh, tôi có làm một ít bánh bích quy mới, vẫn chưa ai dùng thử, anh có muốn giúp tôi nếm thử không? Lancer, dù người trước mặt không nói gì nhưng chỉ cần y vẫn ở nơi này, chỉ cần cô vẫn nhìn thấy y trong tiểu trấn này Y sẽ luôn đi với cô, vì mọi người đều nói Isabella là cô gái hiền lành nhất, xinh đẹp nhất mà. Người nọ tự tiếu phi tiếu liếc qua dung nhan tiếu lệ của thiếu nữ, cuối cùng khẽ nói, vô cùng tình nguyện, đồ kiếm cơm bằng mặt. Ý kiến gì hôn? Gút đốt, Lancer, hệ thống vân đạm phong khinh, hoàn toàn không biết là đang khích lệ hay trào phúng. Tom, giờ, Asino, Lancer, đúng là càng ngày càng lên level. Lần sau tôi muốn đổi tên thành Putin và Obama triều đăng cắn bánh bích quy mới nướng xong vừa giòn vừa nóng, đi khỏi thị trấn, cái này gọi là bắn một phát đổi một chỗ, mi hiểu hôn, Vladimir Vladimir Putin, tổng thống thứ hai của Nga, Barack Hussein Obama, tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, bắn một phát đổi một chỗ, lối đánh du kích, lấy từ bộ điện ảnh, địa đạo chiến, là phương thức tác chiến phi chính quy, lấy tập kích là chủ yếu, có thể lan rộng động viên quần chúng gia nhập chiến đấu. Tập kích kẻ địch ở những nơi khác nhau, nhiễu loạn phán đoán kẻ địch, không biết vị trí bên ta, bảo hộ chính mình. Dù mà không đánh là chủ nghĩa chạy trốn, đánh mà không du là chủ nghĩa liều mạng, tinh túy của du kích là địch trú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch tiếng ta lui, địch lui ta truy. Kể từ lần chạy trốn khỏi gia tộc Heo Tô đến nay đã qua một tháng, Triêu Đăng chạy trong buổi hội nghị Sicilia đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hôm đó bắt buộc Tang phải có mặt từ đầu đến cuối chủ trì đại cục, đúng như cha Seo nói, ngoại trừ thuốc xóa ký hiệu có tác dụng 3 giờ, cộng thêm hệ thống đã giúp giảm bớt một phần đau đớn thì cảm giác đó có cho vàng triêu đăng cũng không muốn thử lại lần thứ hai. Đến khi xác nhận trên người mình không còn pheromone của Alpha, triêu đăng kéo cửa lớn heo tô ra. Vì phòng ngừa mang đến phiền phức nên Triều đăng không dám liên hệ với ba Costa, đơn độc một người mai danh ẩn tích tại vùng nông thôn Italia, vòng tới vòng lui ăn chùa uống chùa, thư dịp độ thiện cảm chưa tăng cao liền rời khỏi nơi ấy trong ngôn ngữ Italia không có hai tên này. Lại nói, triêu đăng thảy bánh bích quy lên trời rồi há miệng ra hứng, hệ thống không thèm nhìn trò trẻ con ấy, tổng thống, mi có tên đúng không? Hay y, boy, chắc chắn mi có tên có tuổi. Quá đáng lắm rồi đó. Mau nói cho tôi biết, không có, lừa heo à, triêu đăng là heo, đừng moi quá khứ, giọng nói ẩn ẩn xa lạ, quỷ thần xui khiến sao làm tim triêu đăng đập nhanh mấy nhịp, y công đôi mắt, này này này, nói ra chuyện xưa của mi đi chớ đậu phộng dỗi rồi nhá bố già trẻ tuổi đứng giữa phòng không ngừng có người tiến lên hôn môi tay phải biểu đạt kính ý một lúc sau tan gọi lão costa sau lưng mình đến xin chờ một chút costa tiên sinh tấm lưng cao ngất của vị thủ lĩnh quay đầu lại khác hẳn với triêu đăng lão có đường nét cứng cỏi mạnh mẽ của người châu âu gậy chống ngừng lại trên đất khẽ không người chờ tan nói em ấy đang ở chỗ ngài ư tan hỏi hắn tỉ mỉ quan sát đến mỗi một biến hóa thần sắc của triêu đăng từ đó đoán ra người trước mặt có giữ người hay không từ việc cẩn thận này với bản lĩnh đàm phán đã giúp tan được thu hoạch lớn trên sàn giao dịch không có bố già của tôi ngài có tin tức gì của em ấy không bất cứ tin tức gì lão costa lắc đầu tự hồ lão có hơi mệt mỏi nhưng dáng đứng vẫn trang trọng như cũ đã rất lâu rồi a à đang không liên lạc với tôi lão nhếch khóe miệng dường như muốn nói điều gì đó Cuối cùng chỉ ngã mũ lễ với Tang, nếu anh có thể tìm được đứa bé đó, nhắn dùng nó đến thăm lão già này. Đương nhiên ạ, à, Tang đáp ứng, thu lại tia do thám trong mắt, hắn không thể trắng trận tìm kiếm triêu đăng, dù các gia tộc lớn ở Sicilia đã tạm thời cùng hắn tề khu đồng tiếng nhưng các gia tộc nhỏ dưới đáy và loạn đảng vẫn như cũ mỗi người. Một ý, vị trí này hắn ngồi lên quá nhanh, lợi ích và cường quyền có thể tạm thời buộc chặt các gia tộc và heo tô lại với nhau nhưng nếu chỉ cần xảy ra bất trắc thì sẽ có vô số con mắt sau lưng mong đợi hắn ngã vào vực sâu. Triêu Đăng là điểm chết của hắn, chỉ cần người có chút để ý đều biết bố già tân nhầm cực độ sủng ái Omega của hắn, nếu có người lợi dụng điểm chết ấy, dù chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền thôi cũng có thể đẩy tan vào tuyệt cảnh. Tiên sinh thì giả đến bẩm báo gõ cửa gỗ bên ngoài, bác sĩ cha xeo muốn gặp ngài, cha xeo, ta nhìn đồng hồ, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hắn muốn biết ta có bị tim không à? Cho vào nương theo từng bước chân đều đặn, hiếm thấy sao trưa này bác sĩ không đem theo hộp dụng cụ chữa bệnh. Cha xeo khoác một cái áo gió, khẽ mỉm cười với bố già ngồi sau bàn làm việc, đi thẳng vào vấn đề, là tôi đưa cho triêu đăng thuốc xóa ký hiệu, sắc mặt tan vẫn không thay đổi nhưng pheromone tàn ác lại bạo động khắp cả không gian, độ cong bên môi càng kéo càng sâu, bên trong đôi hổ phách tự như cũng đang cười. Cậu ấy đã dùng, trước khi rời khỏi, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho anh, chính xác là anh họ đã làm thế với tôi, hơn nữa làm còn tốt hơn anh, cha Seo nói, nhìn tan mạnh mẽ bóp nát cây bút máy, mực đỏ văng tung tóe cả bàn tay, nhỏ xuống âu phục đắt tiền. Cha Seo dừng một chút, tiếp tục như không thèm để ý, cậu ấy nói anh cút về với mẹ đi, trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên tan phát ra tiếng cười hời hợt, ti nắng rực rỡ mùa đông tô vẽ lên gương mặt xuất sắc, bạch điểu trầm tĩnh không hề che giấu sát khí, cha Seo đối diện cách đó không xa, tan chậm chậm nói, anh đoán tôi có giết anh không? tôi không biết, cha Seo vô cùng thành thục, giết anh cũng vô dụng, dù sao em ấy vẫn tìm cách chạy trốn, dù sao em ấy vẫn luôn biết cách lấy lòng người khác, biết rõ cách đeo lên tấm mặt nạ ngoan ngoãn vô hại, tan nói, nhận lấy khăn lụa từ người bên cạnh lau đi mực đỏ, tuy vết nhơ đã giảm bớt nhưng lại càng nhem ra xung quanh, khi anh đánh mất tất cả cảnh giác, dù sủng vật có bộ lông xinh đẹp đến cỡ nào, thỏ cũng cắn người. Cha Seo không nói lời nào nhìn thanh niên cả người tỏa ra ý vị bạo ngược. Tang lầm bà lầm bầm, những người thân quen đều biết rõ, khi tan lầm vào cực đoan, hắn sẽ biểu hiện như hiện tại. Sát thủ ngồi sau bàn khép hờ đôi mắt, giữa hai hàng lông mày từ từ nổi lên lệ khí. Từ khi sinh ra Alpha đã mang theo lực phá hoại và dục vọng chinh phục khiến người trong gian phòng cảm thấy lạnh sóng lưng như gió bão ập tới. Nhị thiếu gia, ngài đúng là không ngoan, hoặc là ngay từ lúc đầu ngài đã giả vờ ngoan ngoãn lừa dối ta. Tuy như vậy cũng rất đáng yêu đã như thế đôi người hộ phách khép lại thành mảnh trăng non âm thanh của tang ôn nhu đến cực điểm tự như tình nhân tốt nhất trên thế gian tôi cũng có lý do bóc ra vỏ bọc ngụy trang của em hay lắm yêu em a à. giá trị thù hận ba sao xí tiếng nhắc nhở quen thuộc lọt vào tai trêu đăng phun cọng cỏ trong miệng ra hắn nghe cái đoạn anh họ kia rồi hả mới ba sao hà biết tiếp theo sẽ làm gì chưa tôi vốn cho rằng trực tiếp tăng lên năm sao luôn đã cố ý sửa lời rất nặng rồi tang thực sự rất dọa người a. À. Triêu đăng nắm tóc, không sao không sao, thuyền đến cầu ác sẽ thẳng ha 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 ha. Heo. Mi là đồng bọn của heo, triêu đăng suy tư chốc lát, thức ăn cho heo. Tuyết trắng phủ cả thị trấn nhỏ nằm bên vịnh, giọt nước tuyết chảy đến rìa mái danh đông lại thành cột băng lấp lánh long lanh. Bác nông dân đẩy xe một xe lông cừu bự, bánh xe lớn đi ngang qua băng tuyết làm nước văng tung tóe. Vù, tiếng kèn vang lên, mọi người tự giác né tránh thị trấn nhỏ này thường rất ít xe ô tô, huống hồ hôm nay đến tận ba chiếc màu đen xuất hiện, dây leo và bạch điểu đang dệt vào nhau thành hoa văn tinh mỹ được khéo léo khắc trên thân xe, tuyết động trên nóc xe chứng minh nó đã chạy trên con đường dài bất tận, xung quanh có mảnh vỡ. Mỹ nó, triêu đăng vừa tỉnh lại trong mộng vội vội vàng vàng xuống giường tìm áo khoác, gấp gáp xỏ chân vào giày, hơi nhanh rồi đó, hổng lẽ tan rảnh rỗi đến vậy à. Phóng chừng bị cậu làm giận, hệ thống cười trên sự đau khổ của người khác thuyền đến cầu ắt sẽ thẳng, thuyền đến cầu không thẳng thì cầu công, mà công thì xác định làm gây cả đời đi nhé, mẹ. Đột nhiên động tác lấy áo khoác của Triêu Đăng khựng lại, sau một thoáng cân nhắc y nhanh chóng cởi đôi giày vừa mới mang xong ra, tính toán trả hết tiền phòng xong tiền thừa lại cũng không còn nhiều, Triêu Đăng bỏ hết tiền lại trong phòng, còn mình thì mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần đen nhảy xuống, y không sợ lạnh, chỉ cần một chiếc sơ mi và một cái áo khoác giày là có thể sống qua mùa đông thật lâu trước đây có người luôn không thích cách chăm sóc bản thân qua loa như vậy của y, nhưng mà, đó đã là thật lâu trước đây. Triêu đăng quan thuốc ức chế bên người mà cha Seo đưa cho, pheromone không bị kìm nén bắt đầu phun trào điên cuồng. Vì vậy, theo cơn gió tuyết lạnh lẽo, khí tức ngọt ngào như có như không tan vào không trung, động tác của An Pha ngồi trong quán rượu khựng lại, không tự chủ bị hương vị quyến rũ mê hoặc lòng người hấp dẫn, cảm giác ấy như mặt trời ban trưa giữa tiết trời giá lạnh, câu dẫn lòng người đến đòi mạng gã dám cam đoan đây nhất định là hương vị tuyệt vời nhất mà cả đời gã ngửi qua tầm mắt alpha mất khống chế dời ra phía cửa sổ omega trẻ tuổi cao gầy đang lung tung đi trên đường không có mục đích mơ hồ có thể thấy được một đoạn da dẻ trắng nõn từ cổ áo sơ mi đôi thủy mặt yên tĩnh câu người trong màn tuyết dày nặng càng có vẻ hư nhuyễn tầm mắt người nọ vọng vào bên trong cửa sổ alpha không kịp dời mắt đối diện với đôi đồng mâu được đang dệt từ ma lực giá trị yêu thương bốn sao Omega quay đầu qua chỗ khác, không chút do dự rời đi, phản phất như ôn nhu ban nãy chỉ là ảo giác, giá trị thù hận, 2,5 sao, tôi, 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 gã ném rượu, kéo cửa một cái lão đảo chạy ra ngoài, tàn ở đâu, số người đuổi theo phía sau càng lúc càng nhiều, đôi chân chạy trốn trong tiết trời rét đậm sắp mất đi tri giác, hàng mi đen dày phủ một tầng tuyết mịn. Triêu đăng miễn cưỡng né tránh cánh tay duỗi đến từ phía sau, thuận tay lấy thùng gỗ trên đường đập lên người An Pha dữ tợn ở gần đây là cái gần đây cách một nghìn mét đó đó hả người từ phía trước và người từ phía sau ập đến chặn đầu trêu đăng lui vào bức tường bên cạnh đồng thời cũng không quên cười nhạo lời hệ thống thấy thần sắc bình thản trên mặt y đám người đuổi theo vốn đã điên cuồng càng thêm sinh lòng ác niệm đoàn người đông đúc chằng chịt vây kín mỹ nhân nơi trung tâm không còn kẻ hở từ lão già thanh niên thiếu phụ đến cả bé trai bé gái toàn bộ đều dùng ánh mắt si mê oán hận nhìn chầm chầm mỹ nhân đông phương. Không cần nhắc nhở của hệ thống cũng biết giá trị thù hận và giá trị yêu thương của những người này sắp lên tới đỉnh. Pheromone hỗn loạn quy mô lớn khiến cho thị trấn nhỏ yên tĩnh thành long trời lở đất. "Cậu ấy là của tôi." "Không." "Của tôi." Tiếng phụ nữ rít gào chửi bới, pheromone của alpha và mùi máu tanh liên tục phun trào không dứt, còn chưa đụng vào người trước mặt thì đám người đã tự quần ẩu lấy nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Và bên trong mảnh hỗn loạn ấy, bỗng nhiên một âm thanh thanh thúy vang lên đầu anh đó là của con, vậy tao muốn cánh tay của cậu ta, chân là của tao, tim. Tim nhất định là của tôi, gần đây 2 mét, hệ thống thuật lại. Mỹ nhân bị đám người vây bắt dồn sát vách tường, nương theo tiếng đám người tranh cãi, trương dung nhan tuyệt diễm dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi, cánh tay tái nhật ôm trước ngực, vì giá lạnh mà tơ máu mỏng manh càng rõ ràng hơn dưới làn da trắng nõn, người nọ run rẩy vì đám người từng bước áp sát, và rồi, có người chạm vào da thịt mịn màng như tơ lụa, triều đăng hoảng sợ một cước đạp tới. Làm gì vậy, tiểu suy thét, người đàn ông bị y đạp phải không những không tức giận mà ngược lại còn thuận thế nắm lấy cẳng chân triều đăng kéo người vào lòng mình. Sự chênh lệch giữa Alpha và Omega vốn đã không thể bù đắp, mà bàn tay của người đàn ông giữ chặt cẳng chân y càng như kiềm sắt. mặt em và cái miệng nhỏ này không đủ ngọt, phải để tôi, lời còn chưa nói xong, đồng tử người đàn ông co rút rồi ngã lên mặt đất máu tươi tràn ra từ lỗ thủng sau gáy. Sát thủ trẻ tuổi thân mặc áo đen xoay xoay súng lục, dùng nòng súng hãy còn vương khói nâng lên chiếc cầm người nọ. Nhị thiếu gia của ta, đây là điều ngài mong muốn sao, đôi mắt tan công công, cười đến không buồn không lo lại khiến người sợn tóc gáy, rời khỏi tôi, dù ăn đói mặt rét, dù là cuộc sống không giữ được tính mạng, ngài cũng cam lòng, cái gì? Omega đối diện gương mặt mê mang, vì cảm giác ngột ngạt đầy trời trên người tan mà đám người phía sau thấy động tác thân mật của bọn họ từ e ngại biến thành đố kỵ, nhận ra có phiền phức phía sau, tan huyết sáo, chúng ta đi nơi khác ôn chuyện, có vẻ người ái mộ ngài cũng không có kết cục tốt nhỉ, hắn dừng một chút, giọng điệu thoải mái, ngài nguyện ý đi theo tôi, hay chọn ở nơi này chờ người phân thay, triêu đăng chần chờ chốc lát rồi đặt tay mình lên tay hắn, tan cười khẽ, ông chặt người mượn lực nhảy lên tường. Thân thủ xuất quỷ nhập thần khiến đám người đuổi theo phía sau ngẩn ra, khi bọn họ vẫn còn cố sức bò lên tường thì Bạch Điểu đã mang người vào xe ô tô chờ ở ngoài từ lâu, bị tan ôm vào ngực, cảm giác tê dại từ trong thân thể lại xuất hiện khiến Triều Đăng hoa mắt mê mẩn, không còn sức lực dựa vào lòng đối phương. Tài xế của gia tộc Heo Tô phía trước trầm giọng nói, có người đuổi theo, bắn chết, vâng, bố già của tôi, tan hời hợt, tiếng kêu thảm thiết phía sau bị cửa xe đóng chặt ngăn lại bên ngoài với gió và tuyết hắn nhìn Omega đang ôm mình, hô hấp đối phương có chút gấp gáp, màu hồng khả ái dần lan tràn khắp cơ thể, hiển nhiên là bị đông lạnh, trên bàn chân hãy còn tuyết động, chất lỏng ấm áp ẩm ướt thấm cả quần dài tan, hắn dẻo dẻo nói, vừa gặp lại ngài đã nhiệt tình thế ư, cái gì, triêu đăng cắn cắn môi dưới, muốn rời khỏi tan một chút mà không biết sự dãy dùa ấy chỉ khiến cho dục vọng ngược đãi của Alpha tăng cao, anh, anh đang nói gì vậy? Ngài muốn giả ngốc sao, tan đến gần y, bàn tay không nặng không nhẹ bóp chặt cánh môi bị đông đến trắng bệt, đừng đùa tôi thỏ ngoan không chơi những trò này tôi sẽ đối xử tốt với ngài tôi tôi không biết anh là ai dưới khí thế dọa người của an pha triêu đăng không dám nhúc nhích hàng mày tan hơi nhíu lên hắn đã gặp qua người mất trí nhớ thần sắc triêu đăng vô cùng tự nhiên khẩn trương rất đúng bất ngờ sao giống những người đó đến mấy phần huống hồ dựa theo trình độ không muốn rời xa anh họ của y chắc chắn triêu đăng phải rất chán ghét đụng chạm với hắn, mà hiện tại, hắn không tin. Mẹ, tôi làm bậy thôi, anh ta kêu anh là ba, triêu đăng nhìn gương mặt tú lệ của tang tầm mắt nhanh chóng xẹt qua tài xế ngồi trước, trong tiếng Italia bố già và ba có cùng phát âm. Triêu đăng thử dò hỏi, tôi cũng nên kêu anh giống vậy ư, hệ thống chật lưỡi. Mi làm gì, không làm gì, mịa nó, tổng thống đùa dẫn lưu manh nha 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 nha, cách nửa ngày, triêu đăng cũng chật lưỡi mi cho rằng ông nguyện ý a à. thời khắc máu chốt biết cúi đầu mới là hảo hán cũng không có gì giả vờ thanh cao hứ ừ tan nở nụ cười quyến rũ không rõ ý vị ý trêu ngươi trong mắt càng lúc càng dày con nên gọi ta là ba ba thân mật hơn triêu đăng không chút nghĩ ngợi ba ba lần này đổi thành tan trầm mặt bố già trẻ tuổi cân nhắc trong thời gian ngắn vừa vặn lúc này bọn họ đã ra khỏi thị trấn Tang hạ lệnh tài xế tấp xe vào lề rồi đặt triêu đăng lên ghế ngồi mềm mại lóc ra phía sau. Trong quan niệm người Sicilia, bố là người rất thần thánh mà cũng tràn ngập tính khơi gợi. Trong thế giới ngầm đại đa số hài tử đều muốn trở thành như cha mình, nhân vật nắm quyền sinh sát, rất ít người lấy xưng hô này ra đùa giỡn, mà không thể phủ nhận. Khi triêu đăng kêu hắn như vậy, vô cùng, vô cùng làm người mê muội. Ba ba, đôi người Omega đối diện đã ướt át và vặn vẹo bất an, tan cúi xuống, cánh tay thon dài đặt lên vành tai triêu đăng. Tại sao lại đồng ý nói như vậy, không sợ tôi lừa em sao? Mùi vị trên người anh, triêu đăng trừng mắt nhìn, sau khi suy nghĩ liền đơn giản nói, rất quen thuộc, tan sững sờ, chợt liếm lấy vành tai tinh xảo trắng nõn, gương mặt đẹp để tuổi tác sắp xỉ triêu đăng tràn đầy hứng thú, tan trầm thấp cười nhẹ. Ba ba muốn làm con, tiểu đăng bảo bối nhi, đến đây đi, tiểu đăng đã chuẩn bị xong, giá. Trị. Thu. Hận ba sao nằm ngoài dự liệu của tang từ đầu tới cuối đối phương không hề chống cự hắn vô cùng thuận lợi hưởng thụ cơ thể xinh đẹp căng mịn này mãi khi đến chủ trạch heo tô triêu đăng cũng mặc hắn muốn làm gì thì làm điều khiến tang chần chờ nhất là đôi ô mặt của mỹ nhân toát lên sự ỷ lại khi trở lại heo tô sắc trời đã muộn triêu đăng lại nên đón thêm một thời kỳ động dục đừng sợ tang mềm giọng nói với triêu đăng đang hức hức bi thương bi thương hắn vừa nói vừa hôn môi tuyến thể đối phương Vị ngọc phiêu Đảng trong không khí khiến lý trí hắn chạm vào ranh giới tan vuốt ve sợi tóc châu báu để ba ba ký hiệu phía dưới của con tiểu đăng sẽ thích ký hiệu của ba ba triệt để ký hiệu là ranh giới của triêu đăng cho dù yên ngụy trang có tốt đến mức nào cũng không thể cam tâm tình nguyện bị ký hiệu lần hai chỉ cần triêu đăng hơi lộ ra một chút do dự a à, không thoải mái âm thanh ngọt ngào buộc hắn hồi thần tan tự tiếu phi tiếu nhìn chăm chú gương mặt nhỏ gương mặt mỹ lệ đỏ bừng khả ái người nọ dùng đôi mắt mông lung ngập nước nhìn hắn không hề có ý đồ trốn chạy cuối cùng tia hy vọng muốn cứu vãn tất cả chiếm thượng phong tang không tự chủ thả mềm động tác có lẽ đây là thật triều đăng đã thật sự quên đi cái tên y vẫn luôn mong mỏi từ sâu trong đáy lòng triều đăng không hề lừa hắn có lẽ y thật sự yêu hắn dù chỉ là một chút và khi thượng đế nhìn đến tang heo tô bàn phát cho hắn một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới vì tội nghiệp của hắn và cũng vì tình yêu mênh mông hắn dành cho người nọ giá trị thù hận, 2,5 sao, tình thánh, vậy mà rớt sao a? À? Trong đôi người triêu đang chật lóe ti phức tạp, cuối cùng đành thuận theo động tác của thanh niên, ông chặt đôi vai khi đối phương đã triệt để ký hiệu, tơ lụa trên giường lớn tạo ra tiếng vang nhẹ nhàng, đôi chân tuyết trắng ló khỏi chăn ấm, mỹ nhân vừa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa chậm rãi xoay người, y mặc trên người quần lụa trắng mỏng, xương quai xanh tinh xảo cùng bờ vai xinh đẹp tạo thành độ công quyến rũ, tơ lụa thoáng bay lên, miễn cưỡng có thể che lấp nửa người và cấm kỵ nhất không gì bằng phải kể đến dây xích màu bạc tinh tế nơi chân, vật kia hoàn toàn giam y lại bên giường, hai sợi dây nhỏ trói lấy mắt cá chân và khóa kín bên tường. Triêu đăng nghe thấy động tỉnh liền ngẩng đầu, đi một hai bước lên phía trước nhưng chỉ đi tới chân giường liền bị dây xích làm cho khựng lại, không thể đi tiếp nữa. Y vùi đầu vào bàn tay thanh niên đang duỗi tới, như thú nhỏ liếm lấy ngón tay đối phương. Ba ba, mỹ nhân quốc sắc thiên hương nhìn hắn, đồng thời gặm cắn ngón tay hắn, bên trên là mùi vị ký hiệu của chính mình khiến hắn mê luyến không thôi. Đây là Omega trung thành nhất, hành vi phóng đảng nhất, âm thanh của triêu đăng đã hàm hồ, còn rất nhớ người, ta cũng muốn tiểu đăng, tang nói, một tay khác chậm rãi xoa xoa gương mặt y. Triêu đăng bỏ ngón tay hắn ra, cơ thể dựa vào lòng ngực tan, quần lụa mỏng theo động tác của y vang lên soạt soạt, thiết kế lộ lưng khiến cột sống hệt như từng đóa hoa trắng nhỏ bung xuề từ cổ, hai tay tạm thời vẫn còn tự do ôm chặt tan, khi màu sắc thanh niên từ từ thâm trầm, Triều Đăng ngẩng mặt lên hôn vào dưới cầm hắn một cái, động tác này làm alpha đột nhiên đem y lật lại, dây xích cuộn tròn nơi bắp chân, cảm nhận được đôi chân bị siết đau, Triều Đăng có chút bất an nói, ba ba, ở đây, tang có chút thô lỗ xoay mặt y qua, cùng người môi lưỡi cuốn quyết, ngoan ngoãn để ba ba yêu thương con, đau rồi xin cho ba ba đứa nhỏ, con trai ngoan. Sau khi kết thúc, tang mở dây xích ra, ông lấy mỹ nhân ý thức không rõ đi vào buồng tắm. Dòng nước ấm áp chảy tràn trong bồn, theo động tác của thanh niên Triêu Đăng kêu tên hắn, "Ba ba, tàn đã không còn hoài nghi y. Nếu như vậy, đã đến lúc nên làm chuyện xấu mà người lớn thường làm, ví như một lời nói dối." "Ừ, ba ba tháo dây xích ra được không?" Triêu Đăng một bên nói, một bên dùng ánh mắt vô cùng đáng thương đi vào đôi ngươi sáng ngời màu hổ phách, "Mỗi ngày bị khóa lại rất khó chịu, tiểu đăng sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi mãi hầu bên người ba ba, ba ba muốn con mặc cái gì con cũng mặc." con sinh em bé cho ba ba có được không? càng ngày càng sâu, quá khen. triêu đăng, triêu đăng quả thực cực kỳ vui vẻ. đâm vào manh điểm, dẫm vào chân đau của tang. ông đây không mang thai không sinh để ha 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 y nói, diễm lệ trên gương mặt nhỏ hiện lên thần sắc say đắm trong tình yêu, khóe môi công hờ hững, lệ trí hoàn toàn hiển lộ theo làng mi khép hờ. thích ba ba nhất nha. giá trị thù hận, hay sao? tháng 12 giá lạnh lặng yên trường đến, thân tùng xanh biết động từng lớp tuyết nặng, con đường lớn nơi trung tâm thường ngày rộn ràng nay lại vắng lặng đến lạ thường, chỉ có một số cửa hàng Sicilia là còn náo nhiệt. Đêm trước Tết, tàn cho các thành viên gia tộc Heo Tô một ngày nghỉ, dù quân sư cố gắng nại nỉ ở lại cạnh bên bảo vệ, tàn cũng quả quyết đuổi về, không ai dết được bạch điểu, tàn có chút lơ đã ngắm nhìn bút máy. dáng dấp tự tin đến tự phụ như một nhóc con chưa va chạm xã hội, hắn ra hiệu quân sư rời đi năm mới bắt đầu về với người nhà đi sau khi đuổi xong tên thuộc hạ trung thành tan ngừng động tác xoay bút máy lặng lặng ngồi trong phòng làm việc trên gương mặt trẻ trung hiếm thấy hiện lên chút mệt mỏi vì có được một ngày nghỉ trong vòng nửa ngày hắn đã làm xong công việc của hai ngày tàn chống đầu chập mắt một lát ngay lúc này có ai đó kéo ra cánh cửa một giây sau cơ thể ấm áp trẻ tuổi ông lấy hắn từ phía sau ba ba đằng tan mở mắt ra câu được câu không vuốt về cánh tay đang ông lấy mình, da thịt như tơ lụa làm người chìm đắm, tan cúi đầu, thuận thế hôn lên mu bàn tay người nọ, đôi hổ phách nhiễm mệt mỏi bỗng trở nên ấm áp, chỉ có hai chúng ta sao? Triêu đăng cười hì hì ông lấy hắn, tuần trước, tan không xích y lại nữa, mặc dù bây giờ phạm vi hoạt động có hạn nhưng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Triêu đăng chôn đầu nơi hỏng cổ alpha, vị trí tuyến thể kề cận khiến mùi vị pheromone càng thêm rõ ràng, pheromone như tuấn mã cấp tốc lao vụt đi mờ ảo bất định, tự do ngạo mạn, lại như mang theo từng tia điện xẹt. Từ tan quay người lại, đặt triêu đăng lên bàn làm việc, Omega mặt hắn điều khiển, tan nâng đầu triêu đăng lên, tư thế này giúp nụ hôn sâu thêm, triêu đăng rất mẫn cảm, dù chỉ là nụ hôn đơn giản cũng có thể khiến chất lỏng ngọt ngào chảy ra từ môi. Khi gương mặt mỹ nhân đã như hoa đào, đôi mắt liễm thủy, tan như đang đùa sủng vật điểm nhẹ tuyến thể, nơi này chỉ có hai chúng ta, nên ta chỉ có con. Omega của hắn cười cười, một lát sau chợt nói, còn muốn xem pháo hoa, pháo hoa, ngẫu nhiên nghe nữ quản gia nói pháo hoa ngàn hy năm rất đẹp, triêu đăng bổ sung, ba ba, ngàn hy năm là cái gì, ngàn hy năm, bàn tay tan di chuyển theo vòng eo thon gọn, đôi hổ phách thoáng nheo lại, một ngàn năm sẽ gọi là ngàn hy năm, năm nay là năm 1999, sắp đến năm 2000, đây là giao thời giữa thế kỷ cũ và thế kỷ mới, hoàng hôn đậm màu nhẹ nhàng chìm xuống ô cửa sổ tà dương cuối cùng của thế kỷ 20 sắp kết thúc, Tàng hôn triêu đăng một cái. Được, chúng ta đi xem pháo hoa, nhiệt độ đêm đông rất thấp, tuyết trắng không ngừng phiêu linh cả bầu trời, vì ấm người và cũng vì triêu đăng một mất một còn trước khi đi dụ dỗ hắn cùng nhau uống rất nhiều rượu. Trong ấn tượng của tang tử lượng của con trai thứ hai Costa luôn không tốt, đúng như dự đoán, sau mấy bình rượu mạnh, bước chân của triêu đăng đã có chút phiêu, trực tiếp nằm nhoài trên sofa không nhúc nhích khi tan bước lên kéo người ngồi dậy triêu đăng mặc dậy ông chặt tay vịn sofa chết sống không chịu rời ổ rõ ràng là em đòi uống cũng là em đòi đi xem pháo hoa trên gương mặt của bố già xẹt qua tia bất đắc dĩ và nhiều hơn chính là sủng nịch từ tận nội tâm cẩn thận từng ly từng tí gỡ tay triêu đăng khỏi tay vịn sofa mất nửa ngày mới dụ được đối phương buông tay bên trong đôi hổ phách tràn ra ý cười dễ dàng bế người nọ lên giá trị thù hận 1,5 sao dòng người trên quảng trường nối liền không dứt y và tang đứng chung một chỗ cả người đều dựa vào người sau theo động tác của thanh niên triêu đăng lười biếng ngẩng đầu lên bị nuôi nhốt thời gian dài khiến y trở nên thèm ngủ y biết tang đang im lặng làm cơ thể mình thay đổi đối phương muốn y ỷ lại hắn bất kể là trên cơ thể hay là trên tinh thần đúng mười hai giờ nương theo tiếng đếm ngược của đám người khi âm một qua đi pháo hoa hình sen khổng lồ nở rộ khắp cả bầu trời màu sắc chói lòa chiếu rọi không trung tối tăm mờ mịt ngay cả những vị tinh tú trên kia cũng phải làm nền dưới sự huy hoàng rực rỡ ấy khi pháo hoa nổ tung thành từng chấm nhỏ phản chiếu lên những đôi mắt thời khắc ấy thế giới nhỏ bé lại trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết đùng 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 lại thêm vài tiếng nổ đầy rực rỡ Tang thu tầm mắt lại thấy triêu đăng rùng mình một cái bàn tay ấm áp của an pha ôm lấy người nọ bọc người vào lòng ngực chạm phải da thịt lạnh lẽo khiến Tang có chút đau lòng hắn kề sát nơi cổ Omega, nhỏ giọng nói, người phương đông tin rằng pháo hoa thật sự có thể đuổi đi ma quỷ, thật sự rất đúng, đúng không? Không chờ triêu đăng đáp lại, tan nhẹ nhàng nói tiếp, hẳn là đúng nhỉ, có một chốc anh nghĩ như vậy, anh nghĩ sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em, tan dùng ngữ khí như đang kể chuyện cười, vậy thì cứ nói đi, em bây giờ cũng say rồi. Anh nhớ sau khi say em sẽ không nhớ được chuyện gì. Triêu Đăng không chớp mắt nhìn hắn, đột nhiên bật cười anh là ma quỷ, sợi tóc ngắn của hắn vì gió đêm mà có chút ngổn ngang, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ ấy, tan chậm chạp cất lên âm thanh nhẹ nhàng, là anh cưỡng đoạt em, dùng đủ loại thủ đoạn đe dọa em, khi biết em ham chơi, anh còn nhốt em lại một góc nhỏ, uy hiếp gia tộc em, anh giết rất nhiều người, vì anh rất ích kỷ, ba, ba ba, đăng, hắn lắc đầu một cái, cuối cùng, không thể thốt nên lời đến gần tuyến thể người nọ mùi hương nơi đó như sắc đẹp ác độc khiến lòng hắn rung lên. Mùi hương đồi mỹ thơm ngọc tràn ngập cảm quan, tan ông chặt hắn, em biết không, lần ấy tại nhà hát lớn, lần đầu tiên nhìn thấy em, tại sao em lại nhìn anh như vậy, tại sao lại dùng ánh mắt ấy, tự như em đang ban cho anh nguồn hy vọng, tan dừng một chút, tự dễu cười cười, anh chỉ biết có mẹ mới dùng ánh mắt ấy nhìn cha, lúc đó anh còn nghĩ em nhất kiến chung tình với anh, ngu xuẩn nhỉ, bởi vì giống bọn họ, có một chút, chu Đăng do dự chốc lát, ấp a à ấp úng nói, tôi cũng không biết tại sao, tướng mạo hoàn toàn khác nhau, nhưng bố già Mori thu dưỡng anh, lão kêu anh giết người, dạy anh đối nhân xử thế và xử lý công việc, nhưng anh chỉ muốn lão ấy nợ máu trả máu, âm thanh tan mềm mại theo gió, trời sinh anh là kẻ ác, có mấy người nói với anh, khi bọn họ kết thúc một sinh mệnh, hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm giác tội ác, nhưng anh thì không bao giờ, năm ấy heo tô bị tàn sát toàn gia không hề có dấu hiệu vì anh trai của anh là nội gián, lần nhiệm vụ đầu tiên, anh cắt đứt ngón út của hắn, móc trồng mắt vứt vào nhà hắn, có lẽ anh yêu em, tan rủ đôi ngươi, hàng mi cùng màu với mái tóc hư ảo. Anh chỉ biết cưỡng ép, cho là triệt để ký hiệu em sẽ nắm giữ được em cả đời, anh còn thích nhìn em khóc, nhìn em đau đến chảy nước mắt anh lại muốn cười, anh con mẹ nó thật bại hoại, nhưng anh không thay đổi được, tan ông triêu đăng chặt thêm một chút, sức lực này khiến y có chút không khỏe tang tiếp tục lầm bà lầm bầm coi như em xui xẻo nhị thiếu gia của anh em vốn nên được tự do em gặp anh giá trị thù hận không phải năm sau âm thanh quen thuộc vang lên bên tai hệ thống nhàn nhạt nói triêu đăng không được do dự tôi không được do dự tính ổn định của thế giới này càng lúc càng kém hệ thống thấy y trầm mặt, bỗng nhiên nói sẽ tốt thôi ha kỳ thực anh cũng rất xui xẻo a à? cũng rất dễ lừa không ngờ rằng bố Sicilia lại dễ dàng tin vào một lời nói dối như thế. Triêu đang đưa lưng về phía thanh niên, ý cười trong mắt dần dần sâu đậm, nói cái gì cũng tin, ba ba, ha 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 ba ba, anh không tin em sẽ lấy cái này ra đùa giỡn, và nếu không phải như vậy, anh sẽ xử lý em ra sao đây, em không mất trí nhớ, hàng mày tan hơi nhíu, bất quá em thật sự rất thích mùi vị trên người anh, rất quen thuộc, chính xác là y say rồi, không trả lời câu hỏi của tang, từng chữ từng chữ đều có chút mơ hồ, theo tiếng nói phát ra, bên trong hơi thở còn vương theo mùi rượu, rất giống hắn nha, em nói cái gì, em nói, pheromone của anh và anh họ giống nhau như đúc, từ đầu tới cuối đều là vì hắn, em mới có thể miễn cưỡng chịu đựng anh, đối diện với thần sắc không thể tin của thanh niên, bỗng nhiên triêu đăng không nhịn được cười to, hiếm khi tan trực tiếp để lộ cảm xúc trên mặt. Triêu đăng xoay đầu tiến thẳng vào đôi mắt thanh niên, mặt mày tràn đầy khiêu khích, nếu không thì anh cho rằng tại sao em lại để ý một bảo tiêu ba 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 rất thích bị con lừa đúng không tiểu đăng cũng rất thích pheromon của ba có thể xuyên thấu qua ba xem hắn bất cứ lúc nào luôn nha hơn nữa ba và hắn lớn lên giống a à, miệng bị thanh niên chặn lại môi lưỡi dây dư kịch liệt thời điểm tách ra triêu đăng nhổ ra bọt máu từ miệng có chút mê man nhìn về phía hắn tan không ba ba làm sao vậy giá trị thù hận ba sao triêu đăng tan nói từng chữ từng chữ âm trầm theo dõi y, mỗi ngày em lên giường với ai, với tan, Omega của hắn nở nụ cười, trên gương mặt xuân sắc như anh đào vì men say mà đỏ ửng. bất quá, nói cho anh, mỗi lần lên giường nếu như nhắm mắt lại, liền cảm thấy như đang cùng anh họ, giá trị thù hận, năm sao, cùng anh họ, đúng không, sau thời gian dài yên tĩnh, đột nhiên tan cười lên, hắn không chút hoang mang gặm cắn tuyến thể nơi cổ, triều đăng bị lực đạo của hắn làm cho kêu đau. Anh sẽ cho em biết, người làm em đến mọc đuôi là ai, tiểu bảo bối, nhị thiếu gia, thỏ ngoan của anh, ánh nắng mỏng manh len lỏi từ khe hở của rèm cửa, mây bay lướt qua, trong căn phòng lớn không ngừng truyền đến tiếng nức nở, âm thanh ấy quá mức yếu ớt, tự hồ chủ nhân của nó bị cái gì chặn lại cuốn họng, tai thỏ trên đầu của mỹ nhân diễm lệ lên xuống. Chiếc cổ xinh đẹp bị vòng cổ màu bạc tôn lên da thịt mềm mại, như sủng vật bị in lên ký hiệu, da huy heo tô ngân làm đang dẹp sau gáy lan tràn, người nọ bị vòng cổ và dây xích hạn chế động tác tóc đen châu báu rơi xuống cái cổ thon dài đuôi thỏ rơi xuống cách đó không xa lông xù trắng trắng nho nhỏ chính là cái thứ đó vừa mới hành hạ y đến phát điên trong miệng bị nhét bóng cao su nước bọt chảy xuống thuận theo đôi môi đỏ tươi mềm mại chảy đến tới cằm da dẻ toàn thân đẹp tự tuyết trắng ngay cả mười móng tay cũng như nụ hoa e ấp nghe thấy bước chân truyền tới từ ngoài cửa khi cánh cửa ấy đẩy ra hơn nửa ngón tay thon dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt, trong đôi mắt đen của mỹ nhân xẹt qua sợ hãi không cách nào che giấu, viền mắt ửng hồng, thân thể nhìn không được trung rẩy, kẹp ti, que niệu đạo, váy, dây thừng, bịt mắt, còn có những thứ trừng phạt mà y không thể tưởng, lần này lại là cái gì, anh lấy cái đó ra, tầm mắt an pha xẹt qua đuôi thỏ rớt trên thảm trải sàn, thấy tan nhìn nó, mỹ nhân bị trói không kìm được bắt đầu lắc đầu, tai thỏ lông xù lay động theo động tác ấy da thịt được ánh nắng phủ lên một tầng trắng sáng, một tay ông lấy vòng cổ người nọ, bố già trẻ tuổi cúi đầu nỉ non với y gì đó, chỉ thấy triêu đăng vạn phần sợ hãi mở to hai mắt, y không dám nói không, chỉ có thể quỳ xuống không ngừng hôn môi tay người kia, nhìn đối phương tùy ý y làm ra tư thái thần phục, vẫn như cũng mỉm cười không nói tiếng nào, chỉ chốc lát sau, y nghe được tiếng gõ cửa lễ độ, tàn đi về phía cửa lấy đồ được đưa tới. Trên hộp đựng dụng cụ có ba ống tim nhọn hoắt lòe lòe tỏa sáng, chất lỏng ngọt ngào màu phấn hồng trót đầy xi lanh ống tim kế bên là một bình cồn nhỏ bông gòn và khăn vải được niêm phong trong hai túi vô khuẩn tan gỡ bóng cao su trong miệng triêu đăng xuống đúng như dự đoán nghe được lời van xin từ người nọ không muốn xin anh mà nhìn tan trói chặt hai tay hai chân mình nước mắt triêu đăng trượt xuống theo đôi gò má không a à a à, không được tim thật sự không muốn xin anh đó tan em không chịu được không chịu được cái gì bố già dùng ngón cái xoa đi dọc lệ trong suốt của mỹ nhân, đầy ác ý liếm liếm hầu kết người nọ, không chịu được ra nước sao, tiểu đăng bảo bối nhi, sắc mặt Omega trở nên lúng cuốn vô cùng, tàn thấy thế yêu thương cười cười, cúi đầu dùng đầu lưỡi cướp lấy chất lỏng ẩm ướt trong miệng y. Triêu đăng không dám phản kháng, đầu lưỡi nhuyễn nhu trắng mịn đầy ngơ ngác tùy ý bị an pha mút vào, lần hôn môi trước, triêu đăng cắn tan, hậu quả là bị ép mang bóng cao su đến một ngày một đêm, sẽ rất ngọt, pha câu được câu không xoa xoa cổ y, ngón tay thon dài cọ lên vòng cổ, hơn nữa trên người sẽ có mùi sữa thơm, cơ thể cũng mềm hơn. Tan cười cười nói, tiểu đăng vừa thơm vừa mềm, tim vào càng quyến rũ câu người, ông vào chắc chắn rất thoải mái, mỗi ngày anh đều ông em có được không? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Omega bị trói tay trói chân khóc lóc khẩn cầu, tha cho em đi được không? Tan, xin anh, không phải anh muốn bắt đầu lại từ đầu sao, anh tha em lần này, em sẽ thích anh, em chỉ thích anh, đuôi thỏ lại về vị trí ban đầu, triêu đăng hét thảm một tiếng, ngã hoặc vào lòng ngực, vòng eo tinh tế không ngừng vặn vẹo, tiểu đăng, em biết nhân côn không, theo ánh mắt sợ hãi của Omega, tàn vén lên sợi tóc lòa xòa trước trán người nọ, lộ ra cái vần trán bóng loáng động nhân, một ít thủ lĩnh gia tộc chặt đứt tay chân tình nhân của mình, buộc bọn họ phải trường bò trên đất bằng thân người của mình, em có muốn không, không được. Cúc này gây, a a a a a a a nói lại lần nữa, a ha, gương mặt trù diễm của mỹ nhân vì khóc mà ửng hồng, triêu đăng co rúng cả người, bi thương bi thương khóc nức nở, xin lỗi, xin anh đừng biến em thành nhân côn, anh cũng không nở a, à, tay chân tiểu đăng xinh đẹp như vậy, tan cười đến mặt mày công công, ngoan ngoãn tim, được không, thấy triêu đăng không tình nguyện gật đầu, hắn cầm lấy ống tim trong hộp, như khen thưởng ngậm lấy đôi môi y, trước tiên khử trùng đi. Gió đêm Sicilia len vào chủ trạch heo tô, đèn đuốc sáng choang chiếu rọi cả phòng nghị sự, buổi đàm phán súng đạn cùng thương nhân dần đi đến bước cuối cùng, vào lúc này thì giả đi đến gõ cửa phòng nghị sự, gã bước nhanh đến bên người tang, cùng kính nói nhỏ gì đó, bố già trẻ tuổi hơi nhướng mày, thật không tiện, tôi có việc riêng phải đi xử lý, thương nhân gật đầu đồng ý, nhưng khi bước chân tang sắp ra khỏi cửa, bỗng nhiên gã lên tiếng. Nghe nói phu nhân của ngài là mỹ nhân đông phương quốc sắc thiên hương, gã cười nói, không biết tôi có vinh hạnh được diện kiến phương dung tan giơ tay lên, ra hiệu thương nhân im lặng, nhưng đối phương lại tiếp tục ồn ào, xin lỗi ngài, nhưng người nọ chinh phục được ngài. Tương đương với việc nắm giữ toàn bộ mạch máu của châu Âu, nghe đồn ngài sủng ái y so với công chúa còn muốn hơn, ngủ trên lông vũ tơ lụa, chân không chạm đất, tôi thật hiếu kỳ không thôi, nếu có thể được diện kiến phương dung, tôi tình nguyện nâng giá vũ khí lần đàm phán này lên để biểu đạt lời cảm tạ, không có người đàn ông nào lấy người mình yêu ra làm giao dịch, tàn kéo cửa ra, không quay đầu lại ra lệnh với thuộc hạ đang chờ một bên, bắn chết, đồ miễn phí thuộc về chúng ta. Quyết tinh trong phòng nghị sự bị bỏ lại phía sau, thi thể của thương nhân mơ hồ dựa lên ghế mềm, tan đi dọc theo hành lang rộng rãi đến phòng ngủ, nhóm nữ hầu chờ đợi ngoài cửa bất an ngẩng đầu nhìn hắn. Chủ nhân của các cô có bề ngoài tú lệ, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn khiến người không rét mà run, trong mắt người ngoài, phu nhân nhận được muôn vàng sủng ái, nhưng thực tế mỗi ngày đều bị dằn vặt đến liên tục khóc xin lại như đêm nay các cô kéo cửa ra hộ tan không dám nhìn vào bên trong chút nào nghe thấy mệnh lệnh của tan mới cẩn thận rời khỏi cửa tan nhìn về mỹ nhân bị trói chặt hai tay trên giường y mặc một bộ đồng phục nghi thức kiểu nữ hai chân trắng mịn xinh đẹp tuyệt trần được bọc bởi vớ cao màu đen chuông vàng nhỏ trên vòng cổ len keng vang vọng thiết kế lộ eo khiến vòng eo trắng nõn căng mịn càng thêm gây họa lòng người ánh mắt tan hơi dời qua đống vải trắng chồng chất dưới đất hắn coi chân triêu đăng lại ông cả người vào ngực không muốn mặc, thấy triêu đăng không nói lời nào, tan dịu dàng dụ dỗ, ngoan, mấy ngày nay chỗ ấy rất mềm, không mặc sẽ bị thương, biến thái, mắng rồi vẫn phải mặc, tan cúi đầu nhìn nhìn, đột nhiên cười ra tiếng, tiểu đăng, môi hắn nằm vành tai y, sao em vẫn không thay đổi vậy, có phải bọn họ đưa thuốc giả cho em không, chích một mũi là biết, omega của hắn trào phúng, rõ ràng là thần sắc không hề kiên nhẫn. Nhưng kết hợp với dung nhan kiều diễm ước ác chỉ khiến người sinh lòng yêu thích chỉ muốn đem người yêu thành một bãi xuân thủy, màu sắc tan dần âm trầm tối tăm. có thương nhân vừa nói, hắn đồng ý dùng một tỷ đô la Mỹ để nhìn em. Quay, đưa một tỷ đao cho bố, SSS, anh giết hắn, tan hôn lên cơ thể y, sẽ không cho ai nhìn em. Đúng là tính tình như chó, chút mi nổ tung, thật là rất mềm, hắn xoa mặt và môi triêu đăng, cảm thụ pheromone thơm ngát ngọt ngạo của Omega trong lòng, thật lòng cảm thán, nhị thiếu gia, nếu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều tẻ nhạt vô vị. Đê ma ma, tôi mới là người cảm thấy tất cả mọi thứ đều tẻ nhạt vô vị có được chưa? Triêu đăng thấy hắn ưu nhã lấy một đống đồ từ đầu giường chuẩn bị dùng trên người mình, đủ tất cả những thứ làm người phát rồ, không nhìn được dò hỏi, còn bao lâu mới có thể đi? 17 ngày. Nước mắt cảm động chảy xuống. Mùa xuân đầu tiên của thế kỷ 21 chậm rãi đến trong sự hoang hô của người dân Italia, tàu phá băng từ Nga xa xôi đi đến địa Trung Hải. Mùa xuân báo hiệu năm mới đồng thời còn mang đến hoa cỏ ngào ngạt, ngày y phải đi đúng lúc là lập xuân, bị giam hơn nửa mùa đông, quỷ thần xui khiến sau ngày đó tan lại dẫn y ra ngoài giải sầu, làn gió nhẹ vần khóm hoa hai bên đường, ngọn cỏ xanh biếc xen kẽ giữa chốn sắc màu, tan vô cùng quen thuộc điều khiển vô lăng, xương trọng to lớn trải dài khắp sườn núi, mây trắng phiêu du giữa trời xanh bát ngát bao la, vẻ đẹp đặc trưng của địa trung hải, xe thể thao màu đen khắc gia huy heo tô một đường uống lượng, mãi đến tận khi tiếng súng vang lên. Nằm xuống, trong tiếng súng loạn lạc, âm thanh bình tĩnh của tan lọc vào tai. Triêu đăng rút vào trong xe, tan lên nòng súng lục vẫn luôn để bên người, động tác của hắn rất nhanh, thời điểm vỏ đạn rơi xuống phát ra âm trầm, ngón tay đổi băng đạn linh hoạt như đang khiêu vũ, hơn nữa kẻ địch nằm trong bụi bị hắn một súng đánh gục, thấy trong mắt triêu đăng toát ra sự sợ hãi, bỗng nhiên tan ông lấy bờ vai kéo vào một nụ hôn, đừng sợ, bà bà ở đây, ai là con anh chứ? triêu đăng nhỏ giọng thầm thì, không nhìn được nhìn về phía thanh niên thoáng nhếch môi, hắn không hề sợ hãi dù chỉ một chút, cho dù chỉ cần một viên đạn cũng có thể làm hắn mất mạng nhưng động tác vẫn như cũ đâu vào đấy, người vây quét càng lúc càng nhiều. Triêu đăng nghe thấy trong âm thanh luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ với mình lộ ra sức mạnh khi tình thế bắt buộc, chuẩn bị kỹ, chúng ta lao ra, vừa dứt lời, chân đạp mạnh chân ga, một tay đánh vô lăng, còn tay kia thì đưa về phía ngoài cửa xe, tiếng kêu thảm thiết nổ tung trong màn mưa máu xe thể thao gần như áp sát mặt đất chạy băng băng dọc theo con đường gồ ghề, rừng cây hai bên không ngừng mơ hồ, tại một khúc quanh, đột nhiên tan giảm tốc độ, xe thể thao tính năng ưu việt thắng gấp tré tiếng chói tai, không chờ triêu đăng thở một hơi, vượt thẳm phía trước làm chiếc xe xoay một vòng, nhưng chưa từng nghĩ xe thể thao sẽ lệch đường rơi xuống sườn núi. Triêu đăng và tan đều không thắt dây an toàn vì đợt tập kích vừa nãy, lúc túi khí bắn ra, triêu đăng vì vậy mà suýt chút nữa ngạt thở thật ra lúc đó chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng người bên cạnh lại phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đem người gắt gao ấn vào lòng ngực mình, âm thanh va chạm kịch liệt không dứt, cành cây và bùn đất rớt vào trong xe, chờ đến khi có thể nhúc nhích, triều đăng lập tức ngẩng đầu lên, tan, y gọi người đàn ông đang che chở mình, mùi máu tanh gần trong gan tất khiến y càng thêm bất an, anh có sao không, không sao, tan duy trì tư thế quan sát một lượt, từ chỗ chứa đồ bên hông ghế tìm được đồ báo tín hiệu sau khi ấn xuống công tắc nho nhỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm, dưới sự truy hỏi của triêu đăng, rốt cuộc xoay người qua, chỉ bị rách mặt, xe thể thao giá trị trăm vạn dù bị va đập nhưng đại khái vẫn duy trì hình dáng nguyên trạng, dựa vào ánh mặt trời sáng sủng ngoài cửa xe. Triêu đăng có thể nhìn thấy một đường máu rạch trên mặt Tang, vết thương kéo dài từ lông mày tú lệ cắt xuống mặt trái, cơ hồ có thể nhìn thấy xương thịt trên trán, nhưng Tang vẫn hời hợt, không phải tại em, trước khi ông em đã bị lừa quỷ chắc với thân thủ của tang vốn dĩ có thể nhảy ra ngoài lúc xe lật càng không cần nói lúc rơi xuống né tránh vật sắc nhọn tại sao dù cho giá trị yêu thương đã năm sao nhưng rõ ràng giá trị thù hận cũng năm sao vậy tại sao trong nháy mắt đó người này lại không chút do dự mà từ bỏ sinh mệnh tiểu đăng không sao đôi hổ phách của tang nổi lên ý cười nhìn anh như vậy anh sẽ nghĩ rằng đột nhiên em yêu anh nếu gạt anh thêm lần nữa anh sẽ tan nát cõi lòng đến chết, đại khái là sắc mặt triêu đăng thật sự rất khó coi, đột nhiên tan nói. Trước đây anh trải qua những điều còn khủng bố hơn, em biết tại sao anh lại gọi là bạch điểu không, tại sao? Triêu đăng vẫn còn hờn dỗi, vì xưa nay anh không hề trúng đạn, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, hắn nói, tự hồ muốn công khóe môi, nhưng vết thương trên mặt lại yên lặng khiến tan nhíu mày, có người làm một thống kế. Tốc độ nhanh nhất trên đảo Sicilia là một loài chim nhỏ màu trắng, nó không có tên, nhưng có thể tránh được mỗi đợt xạ kích của thợ săn. Từ trong mưa bom bão đạn mở một đường máu, vậy thì gọi là chim tan, không cần cám ơn. Nếu em muốn, anh sẽ mua cục tự nhiên quốc gia, kêu bọn họ lấy tên này cho nó. Tan có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt lại sáng lên, dù chỉ là câu chuyện cười vẫn vơi nhảm nhí, nhưng đã rất lâu rồi Triêu Đăng không thân cận với hắn như vừa nãy. Tan còn muốn nói điều gì? bỗng tiếng tích tích bên trong xe khiến hắn biến sắc, và dây qua đi, lần thứ hai tan bình tĩnh lại, tiểu đăng, cửa bên kia của em không đóng, đúng không, thấy y đáp lời, tan nói tiếp, có thể đi ra ngoài được không, triêu đăng liếc mắt nhìn cơ thể của mình và cửa xe vặn vẹo, có thể, vậy em xuống trước đi, nhất định không được làm thân xe nhúc nhích, sau khi xuống cố gắng hết sức chạy xa một chút, không chờ triêu đăng dò hỏi, tan nói, trong xe bị người cài buông nếu anh đoán không sai, hẳn là buông thủy ngân. Quy lực rất mạnh, hơn nữa rất yếu ớt, hơi nhúc nhích sẽ nổ tung, vậy còn anh, bỗng nhiên tan đổi chủ đề, trong gia tộc có nội gián, có người biết hôm nay anh sẽ ra ngoài, có khả năng hắn đã cài bung vào tất cả xe, đồng thời phái người phục kích, mấy sát thủ kia là cờ hiệu, sau khi xe lật, hắn biết anh sẽ ấn nút báo tín hiệu, công tác cầu cứu cũng chính là công tác kích hoạt bung, triêu đăng nhíu mày, ai sẽ làm như vậy, ai cũng sẽ làm như thế. Hắn là bố già trẻ tuổi nhất, từ tội nhân thành đế vương, hắn ngồi lên vị trí này quá nhanh cũng quá dễ dàng, dù là ai cũng sẽ đố kỵ tài năng, địa vị và danh vọng toàn bộ châu Âu. Lòng người cứng rắn, đồng thời cũng là nơi người ngoài dễ dàng lay động nhất. Nhiều lắm, ít nhất trong đầu anh có hơn 10 cái tên chờ đã. Không quan tâm cái này, em đi thì anh làm sao bây giờ? Từ khi quen biết đến nay đây là lần đầu tiên Triều Đăng đánh gãy lời hắn, cửa bên kia đã bị phá hỏng, động vào sẽ nổ tung. Em đi thì anh làm sao bây giờ? em đi rồi anh có thể bò ra bên trong âm thanh của tang lộ ra sự trầm ổn đáng tin rất đơn giản em ở đây sẽ ảnh hưởng tới anh nhưng mà tiểu đăng anh không vĩ đại như vậy nếu muốn chết anh vĩnh viễn sẽ kéo em cùng chết hắn cười rộ lên không thèm để ý vết thương còn đang chảy máu dáng vẻ vừa bá đạo lại vừa bốc đồng như chàng trai rộng rãi năm nào dù trên mặt có vết sẹo nhưng cũng là vì em sống sót mới có thể giữ lấy em anh không nỡ chết tổng thống tôi đi ra ngoài đi, hệ thống sống lặng không gợn, hắn không lừa cậu, nhìn triêu đăng cẩn thận từng ly từng tí leo ra ngoài, vòng qua cửa xe bên mình, bỗng nhiên tan rũ mắt, mỉm cười nói, nhị thiếu gia, lão bố già đã từng nhắc nhở anh. Một ngày nào đó, khi con hồi tưởng lại con đường đã đi qua, con sẽ phát hiện phía bên kia không hề có thứ gì, tan dừng một chút, lúc đó anh không hiểu, sau khi gặp em mới hiểu được dụng ý của lão, đối với loại người thân nơi bóng tối như anh mà nói dù muốn chân chính ông ấp thứ mà mình khát vọng, nhưng duỗi ra cũng chỉ có móng vuốt, tan. Người bên trong xe lắc đầu, mặt trái tràn đầy máu tươi và mặt phải trắng nõn tuấn mỹ hình thành tương phản xuất một kinh tâm, âm thanh mềm mại rơi vào thung lũng trải rộng cỏ xanh thơm ngát. Đi đến chỗ cha xeo xin thuốc rửa trôi ký hiệu, hắn sẽ đưa cho em, anh rất xin lỗi, được rồi, anh sống tới bây giờ chưa từng nói tiếng xin lỗi, bất quá, anh rất xin lỗi, tha thứ cho anh được không, thấy triều đăng không nói lời nào, tan cười đến khóe môi sinh hoa, tha thứ cho anh, thân ái, anh không có cơ hội, nếu cơ kiếp sau, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, dù cho anh làm một Omega, thôi, chắc chắn anh không làm nổi Omega, anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, đi nhanh đi, đừng quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời Sicilia, dường như bên trong đôi hổ phách có án mây trắng lướt qua, em tự do, giá trị thù hận, không sao, thấy y không nhúc nhích, hệ thống nhẹ giọng nói, triêu đăng, chạy, tôi không. Triêu đăng, hắn muốn cậu đi, cậu hiểu chưa, ngữ khí hệ thống nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn hy vọng cậu sống tiếp, dù cho đối với cậu mà nói đây chỉ là một lần nhiệm vụ, nhưng đối với hắn là toàn bộ nhân sinh, hắn muốn nhìn cậu rời khỏi sinh mệnh mình, thanh niên tóc đen mắt đen trẻ tuổi cắn răng, em sẽ không tha thứ cho anh, cho nên, em chờ anh đến xin lỗi, đời sau cũng không được, không ai trả lời, y không dám quay đầu lại, cố hết sức mà chạy, cho dù trên đường vô số bụi cây và đá vụn cho dù lão đảo sắp té y vẫn không ngừng lại, gió mạnh gào thét cuộc vào mặt, phản phất như chạy đua với ngàn vạn thời gian, âm thanh cự đại bạo liệt phía sau vang vọng cả một thung lũng, ánh lửa sông tận chân trời, triều đăng dừng chân lại, vì thoát lực mà quỳ gối trên đất đá nát tan, bọn họ, đến cùng là vì cái gì? Lần đầu tiên y không nhẫn nữa mà quát lên với âm thanh trong đầu, bọn họ là mảnh vỡ, là mảnh vỡ không trọn vẹn, hệ thống bất giác thả nhẹ âm điệu, cậu hoàn thành nhiệm vụ tương đương với cứu hắn, cho dù tử vong cũng không thay đổi điều đó, cho nên đừng ấy nấy. Bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có vấn đề, ngay cả bá đạo thoạt nhìn đầy đủ nhất, cũng là một loại không trọn vẹn. Vậy còn mi triêu đăng cũng không nhìn được nửa thốt lên nghi vấn đã lâu, mi là cái gì? Hệ thống trầm mặt không nói, ngay khi triêu đăng cho rằng không ai trả lời, chuẩn bị đứng lên thì đối phương mở miệng, tôi là thứ không trọn vẹn nhất. Bạo liệt mang theo thang cho vào cơn gió lốc trong không khí hỗn loạn, theo con gió đi vào Sicilia tràn ngập ánh thiên quang mãi không ngừng lại, loại chim nhỏ bạch vũ không tên tụ lại rồi tán ra, cuối cùng dừng lại trên đỉnh thập tự giá của giáo đình, hoảng hốt có tiếng cười cười nói nói xẹt qua vì tinh tú, pháo hoa ngàn hy năm bung xuề rồi về với hư vô, này báo thù rửa hận, này gối đầu lên đau thương, này chân đạp ái tình tiền bạc, này đeo lên danh dự gia tộc trên vai, này vinh nhục một đời, cuối cùng đều hòa vào tiếng súng nổ giữa rượu ngon, trở thành một huyền thoại của riêng ai. Đi vào hắc ám, xa vào bình minh, Italia đã xa lắm rồi. Công ty giải trí Im Chi nhánh Trung Quốc, tiếng giày cao gót nện vào mặt đất kéo dài không dứt, làn sóng nhiệt vừa đi vẫn không thể ảnh hưởng đến tòa nhà, nội thất một mảnh dạt vào ý xuân, hoa tươi cắm trong bình thủy tinh thở ra thoải mái. Những gương mặt mỹ lệ chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình lại có mặt đầy đủ tại nơi đây, tuấn nam mỹ nữ quần áo hợp thời không nhanh không chậm cùng quản lý, bên cạnh là tiểu trợ lý hoảng loạn sách giỏ bưng nước đuổi theo im tên đầy đủ là Imagine Dragon, hàm ý là Mộng Long, là công ty giải trí đệ nhất toàn cầu. Năm năm trước vào Trung Quốc thông qua việc bồi dưỡng ngôi sao nước nhà mở ra thị trường của nơi đây, trải qua 5 năm thăm dò, Im đã thành công bước lên hàng ngũ tam đại công ty giải trí quốc nội, hơn nữa chính là, Im phát triển toàn diện, dưới cờ có đầy đủ ngôi sao điện ảnh, MC, ca sĩ, người mẫu và các loại nghệ nhân khác, bên trong tòa nhà tràn ngập cảm giác hiện đại người phụ nữ quần áo già dặn mặt không cảm xúc F5 trang web, mỗi lần F5 là con số yêu sách trên trang web lại tăng thêm không dưới 100. Triêu đăng cút khỏi Trung Quốc, đã có 25.000 người yêu cầu cậu giao chứng minh thư ra, khi con số yêu sách trên diễn đàn đến 500.000 người, đại diện chính phủ sẽ đứng ra. Tầm mắt người phụ nữ dời về phía nam thanh niên cách đó không xa đang cúi đầu, mái tóc ngắn đỏ lửa, hai cánh tay lộ ra bên ngoài tràn đầy các loại hình xăm, chơi ma túy, đua xe say rượu ẩu đá, cậu tính thử, sau hai năm bùng nổ, đã làm những gì? Nổi tiếng lúc trẻ không phải chuyện đùa, nếu như thật sự chọc giận công chúng, dù cơ sở phan có tốt đến đâu cũng vô dụng. Nam thanh niên bị giáo huấn ngẩng đầu nhìn con số trên màn hình một chút, âm thanh nhàn nhạt, chính phủ sẽ bắt tôi giao ra chứng minh thư ư, hẳn là sẽ không, nữ quản lý liếc nhìn y một cái, tầm mắt va chạm đôi ô mặt, không hiểu sao trong nháy mắt cô lại thất thần, bọn họ sẽ không đứng ra. Cho dù hiện tại đứa nhỏ này bị ngàn người phỉ nhổ, nhưng nữ quản lý đã lặn lộn trong giới giải trí này mấy chục năm cũng không nhìn được phải thừa nhận vẻ đẹp của y. Trên thế giới có rất nhiều người đẹp, nếu muốn kiếm cơm nhờ mặt thì bạn phải đẹp theo cách đặc biệt mới có cơ may, và không thể nghi ngờ, người trước mắt chỉ cần dựa vào gương mặt của mình, cũng có thể nhận được muôn vàng sủng ái. Vấn đề là, dù cho trời cao cho bát cơm, triêu đăng cũng một tay hất đổ, a à đăng, cậu có muốn cân nhắc hay không nữ quản lý do dự không quyết định mà ám chỉ cô hiểu rất rõ tính cách đứa nhỏ này bên ngoài cười đùa vui vẻ nhưng thực tế lại rất cố chấp chưa bao giờ muốn dựa vào quy tắc ngầm để leo lên nhưng chuyện đã đến nước này cũng không thể để y tiếp tục càng quấy nữa cậu cũng biết chỉ cần cậu mở miệng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện giúp cậu người thân cảnh khốn khó tứ cố vô thân như chúng ta mà nói đối với những người kia bất quá chỉ là một câu nói sau đó sẽ đẩy tôi lên giường của một đại nhân vật nào đó, tóc dài màu đỏ hơi che khuất đôi ngươi, y lười biến ngồi đằng kia cười cười, tay chân thon dài thật sự rất dễ nhìn, quên đi, chị kỹ, cũng đâu phải lần đầu tiên chị biết tính em, y nói xong liền đứng lên, đi về phía cửa phòng, cậu đi đâu vậy, cắt tóc, y nhìn cánh tay mình một chút, thuận tiện xóa hình xăm luôn, đừng chơi nữa, à đăng, y nghe thấy âm thanh than thở của người phía sau, lúc mới bắt đầu, cậu còn vì một bài hát thuộc sở hữu của mình mà vui vẻ không thôi, cậu là một ca sĩ. Nếu như còn muốn hát tiếp, thì đừng tự đại nữa, bước chân y hơi dừng lại một chút, cuối cùng lại không nói gì nhìn cửa tự động mở ra, thống ca ca, nói, cái này, y chỉ chỉ cánh tay của mình, anh có thể giúp tôi không? Không thể, hệ thống bổ sung, đi bệnh viện dùng laser, rất tuyệt, tuyệt, bày đặt bán manh đồ, manh như đóng xiết. ở thế giới lần này, thân phận hệ thống cho y là một ca sĩ mới đờ 3 năm đã từng huy hoàng, rồi lại vì ăn chơi mà trở thành ca sĩ trẻ hư hỏng. Lúc Triêu Đăng vừa mới mở mắt liền phát hiện mình được nữ quản lý bảo lãnh từ trại giam đi ra, không ngờ hơn một giờ sau liền có người tung tin y say rượu đua xe bị bắt lại. Sau đó không lâu, trên diễn đàn Internet bùng nổ trăm ngàn yêu sách, chị kỹ thân là quản lý nên bận rộn đến đầu óc choáng váng. trợ lý dưới tay y đã sớm chạy mất sạch sẽ, vì phòng ngừa bị người phát hiện, Triêu Đăng tìm kính râm, mũ và khẩu trang sau khi đã trùng kín mít mới dám lén lén lúc lúc đi bệnh viện xóa hình xăm tiểu y tá giúp y trải giường thấy được hình xăm trên cánh tay triêu đăng từ câu cầu xin câu khen tặng đến tên viết tắt con cú mèo tiểu y tá che miệng học dụng cụ trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà anh anh triêu đăng làm thủ thế im lặng với cô vừa vặn bác sĩ phẫu thuật la je vào tới cửa toàn bộ quá trình tiểu y tá đều dùng ánh mắt kích động không minh bạch nhìn y Chờ đến khi hình xăm trên hai cánh tay đều được la dè rửa trôi, trong mắt cô gái đã tràn đầy nước mắt. Triêu đăng, trước khi y rời đi, cô gái chạy tới, có chút hoang mang nói, em thích anh đã ba năm, em, em tin anh, em thật sự rất thích nghe anh hát. Anh là tuyệt nhất, triêu đăng ngốc ngốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô bé, vâng, cảm ơn. Khi nữ quản lý lần thứ hai nhìn thấy nghệ sĩ của mình, đối phương làm đúng như lời y nói, xóa hết hình xăm, tóc đỏ lộ liễu một lần nữa về màu đen huyền, hơn nữa còn ngắn hơn rất nhiều, vần trán thủy mặt như ẩn như hiện, tự hồ vì mấy ngày nay rất nhiều chuyện xảy ra nên gương mặt lộ ra một loại tái nhật khiến lòng người rung động, Kỷ Lan vẫn luôn biết rõ đứa bé của mình vô cùng xinh đẹp, sau khi nhận ra tầm mắt kỳ quái của những người xung quanh, trong chớp mắt Kỷ Lan tình nguyện y để nguyên bộ dáng như ma quỷ kia, thiếu niên đẹp đẽ như vậy, thật sự là một chuyện rất khủng bố. Đặc biệt là chuyện đã đến nước này, ngay cả năng lực tự vệ y cũng không có. A à Đăng, qua đây. Thấy quản lý gọi mình, Triêu Đăng bước nhanh đi theo. Sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại, đối diện với ánh mắt Kỷ Lan khiến Triêu Đăng phải sờ sờ mũi. Chị Kỷ, sao vậy? Cậu, Kỷ Lan muốn nói lại thôi. Cuối cùng lắc đầu một cái, rút lấy một sấp văn kiện kế hoạch. Hình tượng của cậu với công chúng không tốt, công ty muốn cậu tạm thời nghỉ ngơi. Qua một thời gian ngắn có thể post một ít ảnh về sinh hoạt cá nhân, theo xu hướng tích cực mấy tháng sau thì hợp tác cùng ca sĩ khác, chủ yếu là dùng hình thức viết, còn về sau thì từ từ rồi tính tiếp, viết là viết tắt của viết tung, nói dễ hiểu, là hát một đoạn ngắn trong ca khúc của người khác, rất nhiều ca sĩ giúp đỡ lẫn nhau, tiền bối thì dùng hình thức này giới thiệu hậu bối với công chúng, trước đây Triều Đăng chưa bao giờ viết dùng ai, Kỷ Lan chỉ lo Triều Đăng nóng nảy từ chối nên khi thấy y gật đầu mới thở vào nhẹ nhõm, không sao, chỉ là một lần mà thôi. Triêu đăng nhìn nữ quản lý lộ ra thần sắc thân thiết, gật đầu nở nụ cười, ừ, không sao, bất quá nếu cậu còn săn bậy một lần nữa tôi thật sự không cứu, đột nhiên chuông điện thoại reo vang đánh gãy đối thoại của bọn họ, Kỷ Lan nhìn tên người gọi đến, mặt hơi đổi một chút rồi ấn nút nghe, chào ngài, quách tổng, vâng, Triều đăng không có ở đây, vâng, gần đây cậu ấy không thoải mái, vừa nói chuyện với tôi xong đã về nhà, vâng, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy, A à, đăng, cúp điện thoại, Kỷ Lan nhíu mày, cậu còn nhớ cô tờ không? Người đứng thứ hai công ty giải trí Luster Up Game, ông ta nói muốn gặp cậu, buổi tối tại phong đang bạch lộ có một bữa tiệc, ổng hỏi cậu có đi hay không, không đi, nhưng mà, Kỷ Lan có chút khó nói, không phải ổng mời cậu, là tịch đại mời, thấy Triêu Đăng một mặt mờ mịt, nữ quản lý có chút bất đắc dĩ, im chi nhánh Trung Quốc, có 18% cổ phần thuộc về tịch gia, tịch thành là người nắm quyền đương nhiệm của tịch gia, đồng thời hắn cũng đầu tư Luster Up Game và công ty khác, lần trước tại buổi họp mặt hàng năm im cậu và hắn đã gặp một lần. Nếu đắc tội tịch thành tương đương với đắc tội hơn một nửa giới giải trí, được rồi, triêu đăng cật nhã, đắc tội hắn, a à đăng, tôi không tiếp rượu, cũng không lên giường, quan trọng nhất là, ông đây không muốn làm với cao phú suất, ông đây là muốn làm với mảnh vỡ tâm tình nha 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 nha, nha. cho dù tới một cọng lông chân của mảnh vỡ tâm tình còn chưa thấy cũng không muốn làm đâu nha 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 nha, thật vất vả ra khỏi văn phòng đột nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, xung quanh có mảnh vỡ. Triêu đăng đã vào thang máy đi đến đại sảnh tầng một im, nơi này người đến người đi, pha tạp không ít người nước ngoài, dù đây chỉ là chi nhánh chủ yếu bồi dưỡng nghệ sĩ Trung Quốc nhưng tầng quản lý đều là người Mỹ, thuận theo nhắc nhở của hệ thống, triêu đăng đi đến một gian phòng làm việc, y dừng chân lại, nương theo cánh cửa màu trắng rộng mở, nhìn thấy hai, chị gái còn cao hơn mình còn đẹp hơn mình, hai người mẫu cao khều được chuyên viên trang điểm mết úp, nữ mẫu châu Á đối diện y tóc dài đến eo, ngũ quan nho nhỏ, nhưng khí chất lại vô cùng tốt, cao trên 180cm. Một người khác quay lưng với y thì còn cao hơn, khẳng định hơn 190cm, tóc dài bạch kim mềm mại rối tung sau lưng, da dẻ tái nhật loại bệnh trạng, con, gái, đối, tượng, công, lược, trời ơi. Đăng đăng là gay, hai người đều mặc hôn phục thủ công vô cùng phiền phức, tay áo rộng lớn che lại cánh tay, triều đăng không thể tin nổi la lên với đồng bọn. Rốt cuộc ai là đối tượng công lược? Không, so với cái này, tôi lại muốn công lược con gái, chờ một chút, hoàn toàn không phân biệt được, con. Gái, sao vậy? Hơi vui rồi đó, tiên nữ tỷ tỷ, triều đăng vô cùng không biết xấu hổ, vui mới lạ. Người mẫu tóc bạch kim vẫn đang quay lưng bỗng nhiên nghiêng mặt sang bên, chân mày hơi nhíu, người mẫu kia nói với chuyên viên trang điểm gì đó thoáng không kiên nhẫn muốn nắm lấy tóc của mình. Lâm, nương theo tiếng hô, nhiếp ảnh gia vội và chạy tới, đó là một người có khuôn mặt anh Tuấn, triều đăng mơ hồ cảm thấy bộ dạng của nhiếp ảnh gia có chút quen mắt, chỉ thấy hắn vội vàng nói tiếng Anh, hai tay không ngừng múa máy, khuyên can đủ đường, mới miễn cưỡng khiến người mẫu ngừng động tác kia lại. Rốt cuộc đã gặp qua ở đâu nhỉ? Triều đăng nhìn chầm chầm nhiếp ảnh gia, nửa ngày sau mới nhớ ra từng thấy gương mặt này trên quyển tạp chí trong phòng quản lý trang nhất chính là vị nhiếp ảnh gia trẻ tuổi gần đây đang được giới thời trang hết lời ca tụng người như vậy cương nhiên lại cẩn thận giải thích từng ly từng tí với một người mẫu ai đang ở đó có nhân viên phát hiện có người đứng cạnh cửa nghe thấy tiếng la triêu đăng do dự một chút rồi bước ra người mẫu tóc bạch kim vẫn luôn quay lưng bỗng dưng xoay người trong tầm mắt hiện lên gương mặt tuyệt luân sống mũi cao thẳng tắp hốc mắt sâu đậm lông mi cùng màu với mái tóc che đi đôi ngươi nhạt màu lễ phục vừa vặn tôn lên đường nét thân thể thon dài, bên trong tầng tầng lớp lớp là áo đơn màu sắc cổ điển, tơ lụa bên ngoài được thêu lên hoa văn chìm nhỏ li ti như ẩn như hiện, làm cho cả người người mẫu toát ra sự quỷ quyệt và bí ẩn, là người này, hệ thống khẳng định, ngạo mạn. Nữ mẫu tướng mạo châu Á đứng bên cạnh đột nhiên kinh hô một tiếng, sau khi quan sát y tỉ mỉ, hưng phấn không thôi nói, anh là triêu đăng đúng không? Vâng, y có chút mất tự nhiên sờ sờ mũi, Tầm mắt đối diện với màu mắt kỳ dị của Ngạo Mạn, y phát hiện hắn nhíu mày trong lúc cô người mẫu châu Á nói chuyện, hiển nhiên là nghe hiểu tiếng Trung, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, đáy mắt Triều Đăng chậm chậm nổi lên hưng phấn và mong đợi, "Xin chào, Lâm, tôi là super fan của chị." Lúc nãy nhìn thấy có người đang quay chụp, chị ngoài đời còn đẹp hơn trong hình, nhìn rất kỹ nha, giá trị thù hận, hai sao, tại sao? Tại sao? Tại sao vậy tỷ tỷ? hắn là nam, hệ thống cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn không nhịn được lộ ra một âm cười, nguyên chủ các mảnh vỡ cảm xúc là nam, từ lúc bắt đầu đã nói với cậu. trêu đăng quả thực sống không bằng chết, nhưng lúc nãy anh không có nói, tôi nghĩ cậu đang đùa, âm thanh mang theo ý cười suýt chút nữa phun ra câu chữ bậy bị y cứng rắn nuốt xuống, hệ thống thấy y không nói lời nào, bỗng nhiên bổ sung, đồ ngốc, tới địa ngục đi, không chửi không được, ba ngày một trận tới văn mái ngói, căn phòng chìm vào trầm mặt, nữ mẫu châu Á dùng tiếng cười đánh vỡ sự im lặng. Ha 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 ha, cô gái tóc hy vọng ngăn cơn sóng dữ, thì ra triêu đăng lại thích đùa như vậy a ha, ha 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 ha, cho tôi xin chữ ký nhé. Cô gái dùng khuỷa tay đụng đụng người mẫu kế bên, tạ lâm, anh cũng ký tên cho tôi nha, hiếm khi thấy có soái ca thích anh đó. Người mẫu được gọi là tạ lâm không hề phản ứng, nữ mẫu thấy hắn như vậy, chỉ thu lại tay nhún vai một cái nhiếp ảnh gia người nước ngoài trẻ tuổi anh tuấn đứng phía sau thấy vậy cũng rất cho mặt mũi cười trừ vài tiếng đôi ngươi xanh làm như biển nhìn tiểu mỹ nhân đông phương tây chân lúng cuốn sau khi phát hiện tầng ứng đỏ nhàn nhạt trên mặt y càng không nhìn được cười khẽ mở miệng ra là tiếng trung tiêu chuẩn em muốn xem bọn tôi chụp ảnh à phan lâm giá trị yêu thương hai sao triêu đăng quả thực ở lại xem xem từ đầu tới cuối tạ lâm đều không nhìn về phía y nữ mẫu lúc đầu khi nhìn thấy y kích động vạn phần hẹn y đợi xong rồi cùng nhau đi, thấy triêu đăng đồng ý, sau khi tháo trang sức thu dọn đồ đạc xong xuôi liền chạy tới, cho xin chữ ký nha, cô đưa bút và một cái áo tê sớt trắng cho triêu đăng, nhìn y ký tên lên chiếc áo, nữ mẫu hưng phấn hôn tê sớt một cái, dấu môi phấn hồng vừa vặn nằm dưới chữ ký, tôi là trì Tây Diêu, trước đây vẫn luôn làm việc ở tổng bộ bên Mỹ, tôi thích anh ba năm rồi, được gặp người thật rất hạnh phúc. Triêu đăng công công mắt, hạnh phúc, thân ảnh cao gầy mặt nguyên cây đen đi qua bọn họ, tóc ngắn bạch kim che đi vần trán, đôi mắt nhạt màu biến ảo ra màu sắc mỹ lệ, trị tây diêu phất phất tay, bi bi nha, lâm, tạ lâm không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, cúi đầu nhìn vào điện thoại đi về phía trước, tay dài chân dài, làn da trắng xanh khác hẳn với người thường, thoạt nhìn cứ tưởng tạ lâm là vam sống dựa vào máu người, thấy triêu đăng vẫn nhìn hắn, trị tây diêu cười ha ha, đó là người mà lúc nãy anh kêu mỹ nữ tỷ tỷ đó có đẹp trai không sao lại gọi tạ lâm triêu đăng hỏi câu hỏi mà mình thắc mắc đã lâu anh ấy là người da trắng ông ngoại tạ lâm là hoa kiều là ông đặt tên cho anh ấy trì tây diêu liếc nhìn biểu cảm của triêu đăng tiếp tục cười cười nói anh ấy có chứng bạch tạng có phải màu tóc và màu mắt có chút khủng bố không lần đầu tôi gặp anh ấy cũng sợ hết hồn bất quá người trong nghề đều thấy anh ấy rất đẹp thường ngày anh ấy đều mặc như vậy không phải trì tây diêu lắc đầu anh có biết jasper không là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho chúng tôi lúc nãy, đó là anh của tạ Lâm, không biết anh ta dùng thủ đoạn nào ép được tạ Lâm mặc đồ nữ, phóng chừng hiện tại Lâm ca đang muốn giết anh ta đây. Thật là đúng dịp, đăng đăng cũng muốn giết, không đúng, kỳ thật cũng có thể soát giá trị thù hận trước rồi soát giá trị yêu thương sau cũng được mà. Ngược lại giá trị thù hận đã hai sao, nói như vậy không chừng còn có thể, lần sau đừng đùa kiểu này nữa, may mà tạ Lâm không thù dai. Trì Tây Diêu thấy y trầm mặt, vén vén sợi tóc lên tai, suy tư chốc lát rồi an ủi, cái kia, tôi biết đại khái tình cảnh bây giờ của anh, hả? Nữ mẫu tóc đen cười nói, có cần tôi giúp anh giới thiệu công tác không? Cảm giác rất thích hợp với anh, bởi vì gần đây không có thông cáo nên triêu đăng không hề áp lực tắt đồng hồ báo thức ngủ thẳng đến lúc đồng hồ sinh lý reo vang, đại khái hơn 8 giờ y mới xuống giường uống nước, đồng thời cũng phát hiện trên di động có hơn 20 cuộc gọi nhở, tất cả đều của Kỷ Lan. Chào, chị a à, đăng cậu tới công ty nhanh lên người bên kia ngữ khí vô cùng lo lắng có công tác rất quan trọng triêu đăng nhanh chóng gặm mấy cái bánh mì sau khi chấm sữa xong liền uống hết rồi trồng áo khoác ra cửa nhà trọ y thuê chỉ cách tòa nhà văn phòng im có một con đường chờ đến khi triêu đăng thật vất vả mò tới phòng làm việc kỹ lan liền nghe thấy tiếng thốt đầy kinh ngạc diêu không hề nói với tôi cô ấy lại thích ca sĩ như thế trong phòng làm việc của kỹ lan có thêm một người nước ngoài y chưa bao giờ gặp đôi mắt xanh biếc của người kia chứa đầy sự không thể tin, nửa ngày mới thốt lên được một câu, khó mà tin nổi, đây chính là công tác mà trì Tây Diêu giới thiệu đó hả? Nhớ tới thần sắc đối phương lúc trao đổi số điện thoại, triêu đăng công môi, xin chào, hoa quá, xin chào, người nước ngoài lộ ra nụ cười sáng lạng, tôi là Levin, là tổng giám sáng lập Malomet, chúng tôi rất thích âm thanh của cậu, vừa nãy Kỷ Lan có cho tôi nghe album mới cậu chuẩn bị phát hành trong đó có một ca khúc vô cùng phù hợp với chủ đề quay chụp mùa này của Malomet. Tôi muốn chuyển vơ đàn guitar Unplug, nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể bàn bạc chi tiết. Acoustic Unplug, một loại hình âm nhạc dùng thùng và tay, người hát phải có chất giọng cực kỳ rung động, có yêu cầu về âm sắc vô cùng cao. Triêu Đăng nhìn kỹ lan một chút, lại nhớ đến giọng nói đầy hưng phấn của quản lý trong điện thoại, sau một thoáng do dự liền gật đầu, tổng thống, thế giới này có skill gì không? Bình thường khi triêu đăng đến một thế giới mới, hệ thống thường cho y năng lực tương ứng với nhân vật đặt ra, tại thế giới này y là ca sĩ, trên lý thuyết phải có tố chất âm nhạc, có, thật ra không có cũng không sao, triêu đăng được tiện nghi vẫn không quên ra vẻ, chút tự tin ấy tôi vẫn có, bài chúng tôi chọn là bài chủ đề album A Lost Day, cậu có thể hát hai câu được không? Nam thanh niên đối diện Levin suy tư chốc lát, bỗng nhiên nói, tôi muốn đi trường quay, hình như ở đó đang quay chụp nhỉ tôi hát ở đó. Triêu đăng tiến vào đôi xanh biếc của người nước ngoài, thoáng câu lên môi, cũng thuận tiện cho anh xem hiệu quả luôn, được không? Giá trị yêu thương, 1,5 sao. Đương nhiên, Levin nở nụ cười sáng sủa, đây là ý kiến rất tuyệt. Levin đi đến trường quay trước, Triêu đăng và Kỷ Lan đến phòng nhạc lấy đàn guitar, chờ khi xung quanh chỉ còn hai người bọn họ, Kỷ Lan mở lời, cậu quen trì Tây du hồi nào vậy? Cô ấy là người phát ngôn của Malomet đó, Trì Tây Diêu đề cử cậu với bọn họ làm bài hát chủ đề quảng cáo mùa này. Nhìn bộ dáng của Triêu Đăng là biết y không biết gì về địa vị siêu phàm của Malomet trong giới thời trang, nữ quản lý đè vai y lại, cổ vũ đơn giản mà thô bạo. Malomet là thương hiệu Italia cực kỳ xa xỉ, rất rất trâu bò, nếu như lần này có thể lấy được bài hát quảng cáo, tuyệt đối là cơ hội tốt, cố lên, được 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 cố lên cố lên, dù sao cũng là cơ hội tốt để soát sao. Nghe được Triêu Đăng đồng ý, nữ quản lý mở cửa trường quay ra, bên trong đã tiến hành quay chụp một phần, ánh đèn và màn trập kéo dài không dứt, khi nhận ra đám người đang làm việc bên cạnh đều bị nam thanh niên hấp dẫn chú ý, kỹ lan hơi kinh ngạc, có rất ít người chuyên nghiệp đang làm việc bị người ngoài ảnh hưởng, lúc trước cô và Triêu Đăng cùng nhau đối mặt với tình huống tương tự, lúc ấy tất cả mọi người đều biểu hiện vô cùng bình thường, mà hiện tại, tựa hồ sau khi bị trăm ngàn yêu sách gửi lên, đứa trẻ mà cô nâng đỡ cũng có sự thay đổi. Ha, bên này tiếng hô hưng phấn của Levin làm siêu mẫu đang ngồi uống nước đằng kia phải ngẩng đầu lên, dường như tạ lâm đã chụp xong, chỉ mặc quần dài và tê sớt ngắn, khi cùng tạ lâm hai mắt nhìn nhau, triêu đăng nở nụ cười với hắn, cho dù phải soát giá trị thù hận trước nhưng cũng không thể làm hắn ghét mình thật được, không chỉ bởi vì nhiệm vụ, mà còn vì bối cảnh. Thông tin trên Internet chứng minh Tạ Lâm là siêu mẫu mắc chứng bạch tạng được săn đuổi nhất trong vòng một năm này, liên tiếp trở thành mốt của các nhãn hàng xa xỉ ngay cả các tạp chí lớn cũng săn lùng không nương tay, một người mẫu danh tiếng ở hàng siêu cấp như vậy, ngoại trừ tướng mạo xinh đẹp quỷ dị và cái tên đậm sắc Thái Phương Đông, thì cơ hồ ngoại giới đều không biết một chút gì về thông tin cá nhân của hắn, ngay cả nhiếp ảnh gia ngày ấy chụp hình cho tạ lâm không không tra được tin tức đối phương. Nói cách khác, hậu đài của hắn mạnh đến mức khiến ký giả các quốc gia nhìn thôi cũng khiếp, huống hồ dựa theo quán tính các lần trước, đối tượng công lược thường là những nhân vật đứng đầu thế giới nhan sắc lẫn năng lực và bối cảnh đều thuộc hàng trâu bò, tình cảnh hiện tại của y vẫn có chút gây go, nên cẩn thận một chút, tạ lâm không phản ứng, trầm mặt dời tầm mắt, Levin chú ý đến động tác của hai người, bỗng nhiên mở miệng, lâm, anh quen triêu đăng à, cậu ấy sẽ hát quảng cáo mùa này của chúng ta, không quen, âm thanh tạ lâm rất nhẹ, rõ ràng là gương mặt người châu Âu nhưng tiếng Trung lại cực kỳ chuẩn. Âm sắc hoàn toàn tương phản với Levin liếu lưỡi bên cạnh, là diêu đề cử. Levin không hề chú ý tia kinh dị xẹt qua trong mắt tạ lâm, tràn đầy phấn khởi nói, Diêu nói thích cậu ấy ba năm, chính là từ lúc đờ bút, tạ lâm qua loa đáp một tiếng, phát ngôn mùa này có hai người, sử dụng chủ đề mê cung mê huyễn, đặt phân biệt tạ lâm và trị tây diêu vào trong mê cung rừng rậm cỡ lớn. Trì Tây Diêu vừa chụp xong thấy Triêu Đăng đến có chút vui vẻ gửi một nụ hôn gió qua, trùng hợp lúc này âm thanh của Levin truyền đến, hiện tại hát chứ, hắn dò hỏi đồng thời đôi mắt sáng lên lấp lánh, dưới một mảnh rừng xanh biên biếc, thiếu niên và cây, nhất định hiệu quả sẽ tốt vô cùng, chính xác là cực kỳ, cực kỳ đẹp đẽ. Nam thanh niên ông ghi ta da trắng tóc đen, gương mặt sáng lạng như hoa đào lộ ra diễm sắc bức người, khác hẳn với hai người mẫu ở đây, vẻ đẹp của y như một loại sức mạnh mang theo tính xâm lược đủ để phá hủy tất cả. Triêu đăng ngồi trên ghế chân cao, ngón tay thử hai dây đàn, âm thanh động nhân chảy ra từ môi. Xin chào, cặp mắt triêu đăng đảo qua nhân viên đang làm việc xung quanh, lúc này vừa vặn là nghỉ trưa. Một đám người nước ngoài làm nghệ thuật giạc giàu hứng thú nhìn mỹ nhân đông phương diện mạo xuất chúng, trong đó không ít người thân thiện chào hỏi lại y, tôi là Triêu Đăng, y nói, ánh mắt thẳng tắp tiến vào đôi ngươi nhạc màu, lại như đang chuyện trò với mình tạ lâm, vì một câu không quen kia mà giới thiệu tên với tất cả mọi người. Lost Jay, bàn tay trên guitar nhẹ nhàng gãy khúc nhạc dạo, bên trong dư quan, y nhìn thấy tạ lâm có chút không tự nhiên xoay đầu. Mau mau nhanh nhanh, mở skill, là chính cậu nói, hệ thống vẫn còn tâm trạng đùa giỡn trong thời khắc mấu chốt, chút tự tin ấy tôi vẫn có, bố hát quốc ca thôi người ta đã muốn chạy rồi. Lừa mi là heo. Thống ca ca tổng thống 3333, hệ thống chịu không được nữa, hát hát hát, người nở nụ cười vô nghĩa giữa hừng đông, người đang cười ta, người xem ta như thanh niên đuổi theo thần tiên xinh đẹp, cùng ta nắm tay, cùng ta hôn biệt. Người không sợ hồi ức Mỹ lệ bị năm tháng bào mòn ta nắm giữ tất cả, ta không còn gì cả. Người lặng thinh khóc giữa ngày hè, người khóc vì ta, đôi ta lén cha mẹ trộm rượu, đôi ta cuốn quýt bên nhau tán gẫu dưới ánh lửa thị trấn, dường như tương lai hoàn toàn tươi sáng, thái dương hạ xuống, tinh quần lên cao, ta chí khí ngút trời, ta hồn bay phách lạc. Cả người lẫn âm thanh đều như mang theo ma lực, đôi người khép hờ khi biểu diễn, như thiếu niên chưa va chạm với sự đời, khi triêu đăng hát xong, âm tiết cuối cùng dừng lại trên đầu ngón tay, trì tây diêu lại gần cho y cái ông ấm áp theo bản năng nhìn về phía tạ lâm phát hiện người sau cũng đang nhìn mình trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau đối phương rất nhanh dời đi tầm mắt y giớt swana tết him in nghe được câu xúc động từ nhiếp ảnh gia lúc nãy chụp ảnh cho trì tây diêu levin không rõ ý kiến nhún vai một cái lúc trước hắn cũng nghe qua một vài tin tức trên diễn đàn xã hội có ngàn người đang yêu sách sôi sùng sục nhưng giới thời trang lại không để ý lắm những scandal như thế không ít người mẫu vì giữ gìn vóc dáng mà lúc đói bụng điên cuồng hút thuốc, trộn thuốc an thần vào rượu trà là chuyện bình thường như cơm bữa. Triêu Đăng cũng không phải người phát ngôn, nếu chỉ dùng bài hát thì cũng có thể tăng thêm đề tài. Huống hồ, đôi mắt Levin xẹt qua Triêu Đăng và Trì Tây Diêu đang nói chuyện với nhau, tâm trạng có chút kỳ quái. Thoạt nhìn Triêu Đăng không phải người có cuộc sống hỗn loạn, đừng nói đến ma túy rượu chè, ngay cả dấu hiệu nghiện thuốc lá cũng không thể tìm ra. Sau khi đôi bên quen biết lẫn nhang, Kỷ Lan ở lại ký kết với MaloMet vừa vặn quay chụp kết thúc, trì tay diu lôi kéo Triêu Đăng và Tạ Lâm cùng nhau xuống lầu. Thời điểm ở cầu thang nghe được Triêu Đăng nói mình không hề biết đến thương hiệu MaloMet, nữ mẫu tóc đen châu Á có chút buồn cười giới thiệu dùm. MaloMet được sáng lập năm 1934, ban đầu chỉ có hai sinh viên người dân vì khát khao nghệ thuật mà lên ý tưởng. Bọn họ vừa học lấy bằng tốt nghiệp vừa lén lút nhận đơn đặt hàng. Malomet từ hồi thành lập đến nay vẫn luôn kiên quyết theo đuổi trang phục cổ phong hoa lệ, ý niệm ban đầu của hai vị sáng lập là vì muốn trở thành nơi duy nhất cung cấp trang phục loại nhất cho nhân sĩ, dù cho sau này có trẻ đường sang thiết kế lọ nước hoa, giày, trang sức và thậm chí là hộp trang điểm, nhưng chưa bao giờ thay đổi ước nguyện ban đầu. Malomet là nhãn hàng xa xỉ nhất toàn cầu, được giới thời trang xưng là lam huyết, thời đại trước chỉ có quý tộc mới có thể uống được nước suối bên trong suối nằm. Bọn họ tin rằng dòng suối màu xanh lam kỳ dị có thể trường thọ, cho nên người làm việc bên trong Malomet đều có địa vị siêu phạm và hậu đài vững chắc, Triêu Đăng. Triêu Đăng đứng đối diện tạ lâm và trì Tây Diêu, quay lưng với cửa thang máy, Triêu Đăng không hề nhìn thấy cô gái đứng sau lưng trùm kín mặt mũi hai tay dơ lên bình axit. Mùi vị đặc sệt gây mũi nồng nặc của axit xuân phu phả vào mặt, y không kịp quay đầu lại, nhưng cảm giác được tạ lâm kéo cả người vào bên trong một vòng đồng thời rất dứt khoát giơ chân đạp vào bụng cô gái kia một cước cô gái bị hắn đá văng xa ra mấy mét cơ thể đập vào lớp đá hoa cương của thang máy phát ra tiếng ma sát nặng nề chợt không khống chế kịch liệt ho khan axit sunfuric bị đổ tràn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ăn mòn sàn nhà Triêu đăng vậy mới biết tạ lâm thoạt nhìn ống yếu lại có sức lực khủng bố đến thế hơn nửa người đều kề sát vào đối phương nhiệt độ cơ thể tạ lâm khá thấp da dẻ tái nhợt chạm nhau lạnh lẽo Triêu đăng không kịp nói lời cảm ơn liền nghe được tiếng cười điên cuồng của cô gái kia, đi chết đi. Ha 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 ha. Anh chết đi à, tôi thích anh nha, tôi rất thích, rất thích, rất rất thích anh nha, triêu đăng, xin anh ha 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 ha. Tôi đây yêu anh, yêu anh như thế như thế, anh chết dùng tôi, có được hay không, giá trị yêu thương, năm sao, giá trị thù hận, năm sao, dáng vẻ cô bé kia thật sự rất khủng bố, kính trầm rơi xuống lộ ra đôi mắt đỏ lòng gắt gao nhìn chầm chầm người trong ngực tạ lâm. Trì Tây Diêu vừa hồi phục tinh thần lập tức gọi điện báo cảnh sát, không biết là ai tung tin triêu đăng bị phan cuồng tấn công. Trước khi cảnh sát tới thì một đám ký giả phóng viên đã nhanh chóng ùa đến, nhân viên im lập tức kêu bảo vệ đến đuổi bọn họ đi, chờ đến khi rốt cuộc có thể an toàn ra khỏi im. Bỗng nhiên y nói với tạ lâm nãy giờ vẫn luôn yên lặng, cảm ơn anh cứu tôi, à đăng, anh không sợ hả? Tì Tây Diêu vẫn còn sợ khi nhớ lại lúc nãy, sắc mặt cô bé dữ tợn hiện lên trước mắt, dục vọng chiếm hữu muốn hủy diệt tất cả khiến cô hải hùng khiếp vía, nhưng người trước mặt lại còn tâm trạng nói chuyện với Tạ Lâm, nữ mẫu tóc đen do dự nói, "Tôi cảm giác anh không bị ảnh hưởng gì hết, người như vậy rất nhiều nha." Triêu Đăng cười hì hì, dáng vẻ mạn bất kinh tâm hiện ra vừa đa tình lại vừa vô tình, phản phất dù yêu thương khắc cốt cũng không thể lay động y mảy may, "Tôi quen rồi." Tạ Lâm nghe vậy nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, Triều Đăng nở nụ cười, y sờ sờ mũi, cái kia, tôi là Triêu Đăng, anh có nhớ tôi không, như là có chút bất an, rồi lại tràn ngập mong đợi nhìn về phía tạ lâm, thấy đối phương gật đầu, độ công bên môi Triêu Đăng ngày càng sâu, ngày đó thật không phải, lúc đó tôi không biết nên nói cái gì, nên, tự hồ cảm thấy như vậy quá tùy tiện, Triều Đăng thoáng cắn môi, vừa vặn có thể thấy được lợi chí nhạc sắc nho nhỏ, thật sự là tôi chỉ muốn trò chuyện với anh, lại một lần nữa hắn nghe người nọ nói cám ơn, tạ lâm hơi rũ mắt âm thanh lạnh nhạt không có gì nếu như không phải không cẩn thận nhìn thấy mạc ứng hồng nhàn nhạt trên vành tai tạ lâm cơ hồ triêu đăng cũng tin rằng đối phương thật sự lạnh nhạt giá trị yêu thương không phải năm sao nghe được thông báo giá trị yêu thương tăng lên triêu đăng ngơ ngác bỗng nhiên cảm thấy hắn có chút đáng yêu hơn nữa thật sự rất tuyệt đó hì, hì 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 muốn ngủ ghê việc hợp tác với malomet đã chiếm đa số toàn bộ lịch trình trong ngày ngày Lost Day được chuyển vơ ung um, thư xong xuôi, điện thoại có người gọi đến, khi nhìn thấy tên người gọi, Triều đăng nhíu mày, tịch trừng. Nếu như nhớ không lầm, lúc trước vị cao phú xuất muốn tán tỉnh đăng đăng hình như là tên này nhỉ. Triều đăng ấn nút nghe, từ bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp từ tính, tiểu đăng, vâng, tịch tổng, lần trước Kỷ Lan nói thân thể cậu không thoải mái, hiện tại đã khá hơn chút nào chưa, y rũ mắt, khá hơn rồi. Tôi có nghe một số tin đồn về cậu, đầu bên kia điện thoại dừng một chút, cách một hồi, Tịch Trừng thấp giọng nói, "Cậu có khỏe không? Nếu cần giúp đỡ cứ nói với tôi, đừng cố gắng chịu đựng." Tôi không sao, Triêu Đăng cầm lên khúc phổ trên bàn trà, vừa nhìn vừa nói chuyện điện thoại, không dám làm phiền Tịch tổng. Khúc phổ, sách tập hợp các làn điệu để người soạn nhạc tham khảo, cậu thật là, ngữ khí buồn cười khiến bàn tay Triêu Đăng đang lật dừng lại một chút, rồi y nghe đối phương nói tiếp, "Đêm nay ở Sky, gặp nhau." Hà, cách một hồi, Triêu Đăng đồng ý. Sky là một nhà hàng cơm tàu xa hoa, tọa lạc ở nội thành cạnh bờ sông, nơi tất đất tất vàng. Bốn phương tám hướng đều là mấy tên nhà báo phóng viên ngồi chồm hổm săn tin. Triêu Đăng không thể lái xe đành phải làm như cướp trùng kín mít từ đầu tới chân. Tài xế nhìn y nào mũ lưỡi trai nào kính trăm nào khẩu trang, không nhìn được trêu chọc vài câu. Triêu Đăng cũng có hứng thú cãi lại, mãi khi đến Sky, y nói tên tịch trừng nữ phục vụ mặt sườn xám thanh lịch liền dẫn lên đến phòng riêng lầu hai cửa được đẩy ra hai người đang ngồi nói chuyện bên trong ngẩng đầu nhìn về phía triêu đăng người đàn ông nói trước mày kiếm mắt sao một thân âu phục các mây tinh xảo tôn lên vóc người mạnh mẽ thấy triêu đăng đứng ở cửa không nhúc nhích gã ta thoáng câu môi tiểu đăng lại đây âm sắc của gã giống y như đúc tịch trừng trong điện thoại triêu đăng do dự một chút ngồi xuống chỗ cách xa tịch trừng một chút người kia tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn y một cái thái độ tự nhiên giới thiệu với người bên cạnh cậu biết quan đạo mà đúng không mặc dù tịch trừng đang cười nhưng đáy mắt lại không có một tiên nhiệt độ chỉ dùng ánh mắt đầy thâm ý đánh giá triêu đăng đã một quãng thời gian không gặp ngôi sao nhỏ tính khí quật cường này ngày càng trổ mã đến câu người từ đôi ô mặt đến mái tóc rồi đến cả gương mặt thiếu niên mới lớn tựa như cây cối xanh ung khiến ai cũng muốn trèo lên hưởng thụ biết đạo diễn trẻ tuổi ưu tú nhất quốc nội ai mà không biết tầm mắt triêu đăng lóe lóe nụ cười xin chào quan đạo khi y và thanh niên chào hỏi lẫn nhau xong tịch trừng cho nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên mấy người nói khách sáo vài câu không quan trọng chờ khi rượu đã ngắm vào tịch trừng chăm thuốc hơi mỉm cười với triêu đăng lần này gọi cậu tới là bởi vì bộ phim của tiểu quan còn thiếu một nam phụ mặc dù cậu không có kinh nghiệm diễn xuất nhưng hình tượng và khí chất rất phù hợp với nhân vật tính cách cũng rất giống nhau kinh nghiệm diễn thì không thành vấn đề tôi và tiểu quan đều thấy cậu có thể đảm nhiệm được tính cách gì Giống như mèo con, Tịch Trừng theo dõi y, từng chữ từng chữ, vừa kiêu căng khó hầu hạ, thế nhưng ai nhìn vào cũng không nhìn được muốn yêu. Tôi cảm thấy mèo rất phiền a, à, dường như Triêu đang nhớ ra cái gì đó, đôi mắt cong lên tự trăng non, thỏ có vẻ khá manh. Hi 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 hi, thỏ so với cậu còn ngoan hơn, Tịch Trừng cách y càng lúc càng gần, cơ hồ là dán vào lỗ tai mà nói chuyện, hẹn cưng nhiều lần như vậy, lúc này mới chịu nể mặt, có phải chỉ cần cưng không xảy ra chuyện thì mãi mãi cũng không thèm để ý tôi? nha hiểu luôn, thì ra, ông đây, cần phải, lơ đẹp, không có, sao lại thế, triêu đăng vừa nói xong, cảm giác được bàn tay lớn dán lên mông mình, gã ta tràn ngập ám chỉ nhào nặng đám thịt mềm, tầm mắt triêu đăng tối sầm, vừa định đánh người thì cơ thể lại truyền đến một trận nóng bỏng, tay chân bủng rủng, gần như tịch trừng đem người ông vào trong lòng, đầu lưỡi liếm lên sợi tóc mềm mại, nhận ra cơ thể mình xảy ra chuyện gì, triêu đăng hơi biến sắc, cút ngay, vẫn còn bướng bỉnh gã vừa sợ mó vừa đè triêu đăng xuống, tầm mắt mơ hồ dâng lên sương trắng, không nhịn được cười ra tiếng, đây là thuốc nhập khẩu, liệt nữ ăn vào cũng biến thành dâm phụ, huống hồ là cưng, cưng vẫn còn là trai tơ đúng không, tiểu đăng, thấy y không nói lời nào liều mạng giãy dụa, tịch trừng vỗ một cái lên hai đám thịt mềm, gã dùng sức rất mạnh khiến mỹ nhân rên lên một tiếng, tịch trừng đè thấp cổ họng uy hiếp. Nếu cưng đã tới gặp tôi thì phải chuẩn bị loại này cho thật tốt, vật đổi vật, yên tâm, tôi sẽ yêu cưng đảm bảo em sảng khoái đến mức không quên được tư vị đàn ông, đổi cái L. Mỹ nhân bị thuốc làm cho tay chân vô lực, đột nhiên hé môi về phía gã, khi phát hiện trên mặt mình có một ngụm nước bọt, tịch trừng tác triêu đăng một cái vang dội, quan đạo bên cạnh đã sớm lùi về làm bình phong, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, nhìn triêu đăng bị mình dùng hai chân đạp túi bụi, hiển nhiên là đau muốn chết, tịch trừng cười cười, làm ngôi cái gì sao chứ, con mẹ nó cưng chính là thiếu làm âm thanh dễ nghe như vậy thì ngoan ngoãn gọi giường đi, cưng gọi một đêm, anh cho cưng một căn biệt thực, được không? Xung quanh có mảnh vỡ, hệ thống vừa dứt lời, cửa phòng bị người mở ra từ bên ngoài, tóc ngắn bạch kim, đôi ngươi nhạt màu, người mẫu với mỹ màu tái nhợt như vam thi thu hết những gì xảy ra trong phòng vào đáy mắt, bước chân vốn còn có chút nóng nảy bỗng dừng lại, tạ lâm trầm mặt, hàng mày hơi nhíu. Thân phận tạ lâm đối với người bình thường vô cùng thần bí dị thường, người có thâm niên trong nghề như tịch trừng đối với hắn cũng có ít nhiều hiểu biết, và gã rất rõ ràng, thông tin liên quan đến vị siêu mẫu đang ho này chỉ là một điểm nhỏ trên tảng băng trôi, nhưng dù là như vậy cũng khiến tịch trừng phải kiên kỵ, gã dừng động tác lại, ánh mắt lướt qua tạ lâm, hời hợt nói, có phải tạ thiếu đi nhầm? Khiến anh phải nhìn những thứ này, thất lễ, gã vừa dứt lời liền xoay mặt triêu đăng qua đối diện với tạ lâm, trầm giọng bóp chặt cầm của người nọ, ngôi sao nhỏ này không hiểu chuyện chiếm lợi còn không chịu trả thù lao. Tôi muốn dạy dỗ một chút. A, à, cút ngay a. À. Triêu Đăng không ngừng dạy dỗ lại không biết đối với Tịch Trừng mà nói. Ông lấy cơ thể thanh xuân tuyệt diễm trong lòng là cảm thụ mỹ diệu đến thế nào. Gã đánh mỹ nhân thêm một cái thật mạnh khiến Y chỉ biết nức nở. Tịch Trừng nghiến răng nghiến lợi nói. ngoan ngoãn một chút cho tôi. Còn chưa tới lúc cưng giận dỗi đâu. Tạ Lâm, đôi mắt chứa đầy sương mù bỗng nhiên nhìn vào người đứng lặng ngoài cửa, trong thanh âm mang theo sự run rẩy. Giúp em với, cứu em cưng kêu ai đó. Tiểu đăng, tịch trừng nắm lấy tóc triêu đăng buộc yên ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm lên gương mặt trắng nõn của mỹ nhân, nhìn cho rõ, tạ thiếu là người cưng trèo nổi a à. Cũng chỉ có tôi chiều cưng, triêu đăng nghiêng đầu qua chỗ khác, bỗng nhiên bật cười với tịch trừng, nụ cười bung xuề như anh đào nở rộ, thật sự là dễ nhìn vô cùng, không đợi tịch trừng phản ứng lại đã nghe thấy âm thanh của đối phương, bố không cần mày, đồ ngu, gương mặt vốn tuấn lãng của tịch trừng dần dần vặn vẹo, gã không nổi điên mà ngược lại còn cười đè chết triêu đăng xuống ghế mềm xoay mặt y đối diện tạ lâm ngón tay mạnh mẽ thọt vào bên trong khoang miệng làm cho y liên tục chảy nước bọt tạ thiếu đứa nhỏ này còn dám mơ tưởng ngài hai ngón tay của tịch trừng không ngừng thâm nhập vào khoang miệng triêu đăng người sau cơ hồ bị sặc nặng nhận ra cơ thể triêu đăng biến hóa dưới ảnh hưởng của thuốc màu mắt tịch trừng càng lúc càng trầm gã biết tạ lâm không thích những thứ này mặc dù dáng dấp đối phương vô cùng khủng bố nhưng lại chưa từng thấy ai đi với hắn. Tịch Trừng làm ra cảnh tượng hàm xúc đầy ý tình sắc thế này đương nhiên là muốn Tạ Lâm không chịu nổi rời khỏi. Ngài xem, tôi không có thói quen mang người theo. Tạ Lâm nhắc lời gã, hai ba bước đi đến trước mặt Tịch Trừng, màu mắt kỳ lạ nhìn ở gần càng lộ vẻ yêu dị. Hắn ra hiệu Tịch Trừng bỏ tay ra, tự mình ôm người vào lòng. Tại thời khắc tay hắn và tay y chạm nhau, Triêu Đăng giật mình nấc lên một cái phát hiện tạ lâm muốn đưa tay vào miệng mình triều đăng ngoan ngoãn hé môi chỉ chốc lát sau y bị ngón tay tái nhật chơi đùa đành phải nép vào lòng hắn a à, âm thanh ngọt ngào vô thức trên nhẹ khiến trái tim của tất cả mọi người ở đây rung lên cảm giác được cơ thể nhạy cảm của người nọ hiếm thấy khóe môi tạ lâm khẽ nhất hắn cũng rất nhạy cảm tôi muốn mang người đi anh có ngại không đối diện với đôi sông mâu nhạt màu tịch trừng đành phải cắn răng gật đầu khi đã ra khỏi căn phòng tạ lâm dựa vào cửa hơi nghiêng đầu lại hắn ông triêu đăng nhưng lại không hề tốn sức chút nào âm thanh bình thản sau này đừng tìm cậu ấy nữa triêu đăng bị ông xuống bãi đậu xe dưới hầm trong cơn mông lung hình như tạ lâm gọi điện cho ai đó hắn dùng tiếng anh bằng trình độ của triêu đăng miễn cưỡng có thể nghe được không đi có việc đi trước và phút off trước khi cúp điện thoại dường như nhận ra ánh mắt của triêu đăng tạ lâm nghiêng đầu qua nhà cậu ở đâu đưa về thì sao mà làm nha cơ hội trời ban ai nói người đó ngu ồ rất có vần thấy triêu đang ngơ ngác nhìn mình hiếm thấy khi nào tạ lâm có kiên nhẫn hỏi lại lần nữa hắn không thích quản việc không đâu huống hồ lần đầu tiên gặp mặt người này đã chọc ghẹo hắn nhưng trong đầu lại không tự chủ hiện lên hình ảnh nam thanh niên trẻ tuổi ông guitar biểu diễn nhìn qua vô cùng tự do vui sướng hoàn toàn khác hẳn với người màu tóc kỳ lạ xăm hình loạn xạ đua xe say rượu tạ lâm mỹ nhân ngồi bên ghế phó lái nhỏ giọng kêu tên hắn âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu mang theo giọng mũi đầy ý dụ người triều đăng lung tung cởi dây an toàn ra cơ thể muốn dựa vào hắn thật khó chịu cậu muốn xảy ra tai nạn à ánh mắt hắn dời qua đôi ngươi ô mặt dù màu mắt nhợt nhạt nhưng trong mắt lại xẹt qua tia u mang khó có thể phát giác biển sao vô bờ sáng lạng ngoài ô cửa xa xa có thể nhìn thấy viền bạc vận trăng trên gò núi vị trí của bọn họ vô cùng hẻo lánh khúc co trên đường cao tốc nội thành vào đêm khuya vốn rất ít người Dường như người bên cạnh an tĩnh lại vì nghe được câu uy hiếp kia, không đợi Tạ Lâm thả lỏng, thanh âm ấy lại một lần nữa đánh vỡ sự vắng lặng. Bị tai nạn với anh cũng không tính là thiệt, dường như y đang cười, ngược lại là anh, cùng với loại người như em, chết rồi sẽ bị bọn họ viết thành thứ gì? Triêu Đăng dừng một chút, chợt phát ra tiếng thở dốc ngắn mũi, vệt ửng đỏ trên mặt càng lúc càng rõ ràng, y cắn chặt môi, thấp giọng nói, anh bỏ em xuống trước đi, tại sao, anh đẹp trai như vậy nhìn thấy anh người ta không nhìn được a à. câu nói như đùa giỡn rốt cuộc chọc cho tạ lâm đạp phanh hắn nhanh chóng bật đèn mấy điều hòa trong xe lặng yên hoạt động dưới sự yên tĩnh tuyệt đối triêu đăng cảm giác tạ lâm đang nâng mặt mình lên ai đẹp trai triêu đăng ngẩn người anh anh đẹp trai giá trị yêu thương một sao siêu mẫu tuấn mỹ yêu dị như vam đối diện hơi nhếch môi đây là lần đầu tiên triêu đăng thấy tạ lâm cười lúc đối phương cười rộ lên loại tái nhật ấy khác hẳn với người thường nên càng kinh tâm động phách tạ lâm lại gần cắn cắn hầu kết y ngón tay một đường đi xuống phía dưới có người ông em ư chỉ có mình anh ta muốn làm ồ vậy rốt cuộc là có làm hay không được người kia dứt khoát cởi y phục ra dưới ánh đèn vàng ấm áp của xe mỹ nhân một thân da thịt trắng nõn có thể bấm ra nước rõ rõ ràng ràng ngón tay tạ lâm xoa xoa bờ vai xinh đẹp xúc cảm căng mịn trơn mềm có thể sánh ngang tơ lụa tựa hồ sở hữu ma lực hút người, hắn dẫn dắt tay triêu đăng xuống nơi đang hưng phấn của mình, liếm liếm hàng mi người nọ, anh cũng là lần đầu, làm đau em, đừng khóc, rất lớn, tại sao lại lớn như vậy, hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo nha, thấy triêu đăng bị dọa đến mặt nhỏ trắng bệt, dáng vẻ trêu chọc lòng người đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, tạ lâm tách đôi môi người nọ ra, thoáng hút một cái, đầu lưỡi mềm mại liền bị ngậm vào trong, nước bọt ẩm ướt thuận theo viền mặt chảy xuống khoang miệng nhỏ hẹp của mỹ nhân so với trong tưởng tượng càng ấm áp hơn, đầu lưỡi tạ lâm liếm láp hàm trên, mỗi lần dùng sức là có thể nghe được tiếng nứt nở động nhân của người nọ. Khi Jasper nhận được cuộc gọi từ tạ lâm vừa vặn cũng mới xong tiệc rượu, nhớ tới thằng em quý hóa một giờ trước đã không đến còn dám khóa máy, Jasper cố ý cho đối phương chờ một chút, đúng như dự đoán, khi gã ấn nút nghe liền nghe được âm thanh cáu kỉnh của tạ lâm, say rồi, chưa, gọi xe, đến đường cao tốc đón tôi tạ lâm lười cãi với gã dứt khoát nói ra mục đích không phải chú mới vừa chạy xe đi à đừng nói mới mua đã hư rồi nha không đợi tạ lâm nói chuyện jasper nhíu nhíu mày chú bên đó âm thanh gì vậy tiếng khóc bi thương bi thương mềm mại mềm mại tiếng khóc không dám phản kháng khi đã bị bắt nạt đến mức tận cùng âm thanh này jasper không thể quen hơn gã luôn cố gắng tận sức cho mỗi siêu mẫu lên giường với mình đều phát ra âm thanh này không muốn tạ lâm không muốn Jasper cả kinh suýt nữa la lên, Phúc, chú, chú chơi xe, không ai rõ tính chó của thằng em trai đáng mến hơn gã, lớn như vậy, nam nữ thầm mến nhiều vô số nhưng tạ lâm lại không ông lấy một ai, vậy mà không ngờ, quất một phát liền, Jasper vui vẻ, thật không hổ là em trai của cô anh, chờ đi, anh trai đến ngay đây, Jasper uống rượu, đành phải tìm tài xế lái dùm. Sau khi vất vả tìm được vị trí của tạ lâm đã thấy xe thể thao màu tối sáng đèn báo hiệu khẩn cấp. Jasper cười cười tên này vẫn còn lý trí, cửa xe mở ra, tạ lâm lấy áo trắng gió ôm người ra ngoài, vừa nhìn thấy mặt của người kia, Jasper chỉ cảm thấy đầu mình muốn banh rồi, chú dám chơi phan, tạ lâm không nói lời nào, nhanh chóng ôm người vào ghế sau, sau khi đi lên liền lập tức kéo vách ngăn xuống, nhận ra băng sau rung lắc, Jasper bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quát the heo, phong cảnh đường cao tốc mờ nhòa với tốc độ chạy như bay, sau khi trở về, tạ lâm cũng không tiết chế mà làm thêm mấy lần mãi đến tận khi người nọ ngất đi. Trời tờ mờ sáng hắn mới ông Triêu đang đi tắm, tắm xong chập mắt một hồi, đồng hồ sinh học treo vang đúng 8 giờ bật dậy, tạ lâm nhìn đồng hồ, khoác cái áo mỏng lên ra ngoài mua bữa sáng. Trước khi ra cửa, hắn liếc mắt nhìn mỹ nhân đang mê mang trên giường, tóc đen châu báu xỏa tung ra gối, hô hấp đều đều, tạ lâm cúi đầu đi ra, giá trị yêu thương, hai sao, hắn ở nơi trung tâm thành phố, khu phố ẩm thực buổi sáng người đến người đi, không hề ngoài dự đoán tạ lâm xuất hiện liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, mà hắn đã tập mãi thành quen, quét mắt qua từng cửa hàng đồ ăn, sau khi suy tính mua một phần cháo thanh đạm và một ít thức ăn nhẹ, lại suy nghĩ một chút, hắn móc điện thoại ra lên mạng xếp tư liệu của triêu đăng thích ăn cánh gà cây, ăn sẽ không thoải mái đi, hắn gọi điện hỏi Jasper, nhíp ảnh gia vẫn còn trong giấc mộng bị đánh thức tức giận muốn chửi má nó, đặc biệt là sau khi nghe thấy mục đích tạ lâm gọi điện càng hận không thể đuổi thằng em trai quý hóa ra khỏi nhà, ăn cái rắm. Chú làm người ta đau chết rồi cho ăn cây, đáp xong Jasper vẫn thấy chưa hả giận, liền nhịn không được hừ hừ và tiếng, chúc chú nở hoa a, à, lão sử nam vạn năm, trả lời gã là âm thanh khó khăn cúp điện thoại của tạ lâm. Tuy anh trai này làm người tùy tiện, nhưng những chuyện này vẫn rất đáng tin, nhớ lúc nãy Jasper nói tốt nhất là đi mua thuốc, hắn liền đi tìm thuốc cô gái nhỏ thu ngân thấy soái ca nước ngoài yêu dị đến suýt chút nữa ngất đi đặc biệt là sau khi nhìn thấy thứ hắn cầm cố gắng nuốt máu mũi xuống cười cười lấy thuốc mỡ đưa ra màn ảnh lớn trên phố mua sắm đang chiếu tin tức sự kiện triêu đăng bị phan cuồng tấn công mấy ngày trước lại một lần nữa đẩy y lên đầu sóng ngọn gió hắn nghe mấy cô trẻ tuổi đi qua xì xào bàn tán lúc nhìn thấy con số yêu sách trên diễn đàn xã hội sắp đến năm trăm nghìn tạ lâm buông xuống con ngươi nhạt màu mặt trời dần lên khiến làn da hắn hơi đau người mắc chứng bạch tạng không thể phơi nắng, tình huống của hắn tuy không nghiêm trọng, nhưng chỉ khoác cái áo mỏng đi dưới mặt trời cũng khiến hắn rất không khỏe, tạ lâm bước nhanh hơn, nhớ lại thanh niên vẫn còn ngủ say chưa muốn rời giường, khóe môi không tự chủ công lên, không sao, hắn có thể bảo vệ y, đối với triêu đăng là tuyệt cảnh, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là một chuyện cỏn con. Mãi đến tận khi tạ lâm mở cửa, hắn không nhìn thấy giày triêu đăng, gian phòng trống rỗng, phòng ngủ hãy còn vương hơi ấm đối phương hắn thả tay bỏ bữa sáng và thuốc xuống nhỏ giọng kêu tên triêu đăng đến khi hắn tìm hết tất cả các phòng tạ lâm mới tin rằng mỹ nhân ngoan ngoãn liêu nhân dưới thân ngày hôm qua đã đi mất bóng ảnh tay hắn dừng trên điện thoại di động mở mật mã cuối cùng lại không ấn lên dãy số nào bóng đêm dày đặt mắt lên thành phố mèn theo nhà cao tầng đầy bê tông cốt thép lan tràn khắp nơi đèn đường rực rỡ vòng eo thon gọn và cặp chân dài của cô gái đầy quyến rũ trong đêm hè muộn trên nền nhạc sập sình của chốn phấn song tiền bạc kỳ xuyên là quán ba cơ tờ lớn nhất thành phố diện tích rộng lớn xây dựng độc lập chu vi xung quanh không hề có bất cứ tòa nhà nào bãi đậu xe nằm ở hoa viên trên đài là âm thanh khàn khàn dày nặng đầy mê người của ca sĩ đến gần mới thấy người có chất giọng này là một thiếu nữ tóc ngắn đám người tụ tập ở các góc của đài sảnh quần áo thời thượng đầy mát mẻ và nữ hầu đi lẫn vào nhau người mẫu tóc bạch kim một ly lại một ly yên lặng uống rượu người ngồi cùng thấy hắn lơ đẹp tầm mắt hận không thể nhào lên của năm nam nữ nữ xung quanh, nhìn không được lên tiếng nói, cảm ơn, năm người ngồi đó, chú thật sự muốn làm hòa thượng thanh tâm quả dục cả đời à, ai nói em tôi thanh tâm quả dục, Jasper cười cười câu vai tạ lâm, mấy chú không thấy bộ dáng cầm thú của nó thôi, một đại mỹ nhân như vậy, eo cũng sắp bị nó làm cho gãy mất, không phải chứ, người lên tiếng một mặt hóng hất nhiều chuyện, vừa uống rượu vừa mở lời, vậy sao lâm lại ở đây uống rượu giải sâu? Lâm đang thất tình, Jasper vừa dứt lời liền thấy tạ Lâm nhìn chăm chú vào một hướng, gã thuận theo nhìn qua, thấy được nam thanh niên tóc đen mắt đen đang nói chuyện với thiếu nữ dáng người quyến rũ, xuyên qua ánh đèn không ngừng chớp tắt, có thể nhìn đôi môi đỏ tươi, hàng mi dày đậm và khuôn mặt kiều mị của cô gái, cô ta chăm chú nhìn vào thanh niên trước mặt, hiển nhiên là bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Bên tai truyền đến âm thanh êm tai của người nọ, chị thật là đẹp nha, triêu đăng cười đến mặt mày công công, rượu trong ly sóng sánh lay động, là người xinh đẹp nhất mà em thấy đó. Jasper trợn mắt há mồm, gã há miệng vừa muốn nói gì đó đã thấy tạ lâm bỏ rượu xuống đứng lên. Giá trị thù hận, 3,5 sao. Đêm ở kỳ xuyên chỉ có phóng đảng trụy lạc, trong tiếng hát lẫn vào nhịp trống trên nền guitar điện, nghe thấy có người kêu tên mình, nam thanh niên đang trò chuyện ngẩng đầu lên. Khi thấy được siêu mẫu nước ngoài cao gầy cách đó không xa, thần sắc triêu đăng hơi đổi một chút, rồi lại lặng yên bình tĩnh lại. Tạ lâm. Y cười nói, cô gái đang chơi đùa với triêu đăng cũng quay đầu lại, tướng mạo tuấn Mỹ yêu dị khiến cô thất thần trong giây lát, nằm ngoài dự liệu của cô chính là, thanh niên nước ngoài như bước ra từ tạp chí lại mang theo ác ý nhìn cô một cái, trước mặt tất cả mọi người ấn vai triêu đăng hôn xuống, môi lưỡi giao nhau, cô gái kinh ngạc nhìn bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất ngôn ngữ, tối nay cô đến kỳ xuyên chỉ mang tâm thái thư giãn, có mơ cũng không ngờ chuyện không thể tưởng lại xảy ra với mình cô được một thần tượng danh tiếng tồi tệ đến bắt chuyện, đặc biệt là khi đối phương nhìn mình mỉm cười, cô quả thực không thể tin nổi có người lại nhẫn tâm ghét bỏ triêu đăng. À, à, nam thanh niên mấy phút trước hãy còn cười đùa với mình bị một tên đồng tính hôn đến toàn thân vô lực, không ngừng thở dốc trầm thấp từ mũi. Một bên cố gắng đè nén tiếng trên rỉ một bên môi lưỡi kịch liệt, cô gái nhỏ nhìn tới đỏ mặt bừng bừng, biết được triêu đăng không muốn xấu mặt trước khác phái. Tâm lý tạ lâm càng lúc càng ác ý, đầu lưỡi lướt qua hàm răng ngay ngắn nho nhỏ, ngón tay vuốt về chiếc cầm tinh xảo. Khi nước bọt thơm ngọt trong miệng đối phương càng lúc càng nhiều, tạ lâm rời khỏi khoang miệng nhỏ nhắn ấm áp, đúng như dự đoán thấy được chỉ bạc chảy xuôi theo gương mặt diễm lệ vô song. Tạ lâm, trên gương mặt nhỏ xẹt qua vẻ giận dữ, đồng mâu nhạc màu thâm thúy liếc nhìn cô gái đang thất kinh, lại một lần nữa chặn môi triêu đăng. Cô gái nhỏ lúc đầu còn đỏ mặt nhưng bây giờ đã bình tĩnh không chớp mắt nhìn hai người bọn họ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô mà thứ làm người khó có thể bình tĩnh nổi là âm thanh quyến rũ rung động lòng người như đang nức nở kia âm thanh ấy nghe vào giống như triêu đăng bị thanh niên nước ngoài tái nhật này mạnh mẽ chơi đến lúc cao trào ánh mắt chung quanh bắt đầu tụ tập sang đây bất kể là tạ lâm hay là triêu đăng bọn họ trời sinh đã có lực hấp dẫn công chúng tạ lâm liếc nhìn cô gái hắn không nói gì thần sắc vô cùng bình tĩnh lại làm cho cô gái cảm thấy lạnh lẽo cả người không chờ cô ta lấy lại tinh thần tạ lâm đã nửa ông người đi về ghế riêng hoa hoa tạ lâm kỹ thuật rất tốt đó thanh niên ngồi ở giữa thấy mỹ nhân trong ngực hắn ánh mắt khép hờ hiển nhiên là hưởng thụ sướng chết bất giác liếm đôi môi khô khốc trêu ghẹo nói cậu ấy sảng khoái tới ngất rồi hả jasper lên tiếng phí lời em trai tôi mà ôi chao đây là là triêu triêu dường như vì từ kia sắp thốt ra nên triêu đang đột nhiên tỉnh táo lại y đẩy tạ lâm ra cúi đầu muốn đi khỏi người hắn thả ra Triêu đăng thấy tạ lâm ôm chặt tay mình, y cắn môi không nói, rồi cánh tay đối phương đặt lên eo nhưng vẫn cố định triêu đăng ở sofa, gương mặt nhỏ trù lệ rốt cuộc xẹt qua tia không kiên nhẫn. Buông tôi ra, tạ lâm không nói lời nào, yên lặng lại gần muốn hôn triêu đăng, triêu đăng thấy vậy ngược lại nở nụ cười, không dãy dùa, chỉ chậm rãi mở đôi môi mềm mại. Tạ thiếu gia, anh có ý gì, không chờ tạ lâm mở miệng, triêu đăng tiếp tục, anh cứu tôi tôi rất cảm kích bất kể là vụ axit sulfuric hay là buổi tối hôm nọ nhưng dường như anh không nên hôn tôi trước mặt phái nữ nhỉ tạ lâm không trả lời câu hỏi của y trái lại có chút cậy mạnh nắm chặt cánh tay triêu đăng không nên nhìn người khác chúng ta dường như triêu đăng đang lưỡng lự tìm từ quan hệ của chúng ta có vẻ như chưa tới mức để nói ra câu này triêu đăng tạ lâm cà cà cổ y hơi thở phả lên da thịt trắng mịn anh muốn em câu nói ấy khiến cả người triêu đăng cứng đờ dù cho giữa đêm hè muộn khô nóng cơ thể ấy như bị thứ gì khủng khiếp cuốn lấy, y lạnh lùng nhìn vào đôi mắt nhạt màu thâm thúy, trong âm thanh tràn đầy chống cự, lần trước coi như tình một đêm, cho nên, sau này, đừng liên lạc lại, giá trị thù hận, bốn sao, tiếng vỗ tay đâu hết rồi, hệ thống không cảm xúc phát ra từ tượng thanh, bóp 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 bóp, có gì đó sai sai. Làm triêu đăng không ngờ được chính là, lần này tạ lâm không hề cản y, khi y rời khỏi người hắn, gương mặt tinh xảo của siêu mẫu lặng yên nhìn nhất cử nhất động, ngược lại là người đi cùng tạ lâm thay đổi thần sắc, hai người bay ra trực tiếp chặn đường tri đăng, dường như tạ lâm ở phía sau thấp giọng nói gì đó, hai người kia mới phẫn nộ thu hồi động tác, nhìn bóng người triêu đăng biến mất trong đám người dưới ánh đèn chớp nhoáng, thanh niên lúc nãy ồn ào nhất mở miệng, cậu ta chơi anh, bên môi người nọ nở nụ cười hung tàn, ỷ vào nhan sắc mà dám chọc người lung tung, ngôi sao nhỏ này cũng quá ngu ngốc rồi, lâm anh nên thượng cậu ta đến mức nước chảy ròng ròng đảm bảo sau đó cậu ta chỉ dám nghe lời mình anh chụp hình tính là gì video a à, coi như không vì uy hiếp nhưng vừa quay vừa làm đại bảo bối cũng rất kích thích nha thanh niên uống đã có chút mơ hồ vội vàng quệt miệng nhưng mà tạ thiếu này anh xác định cậu ta không bệnh chứ lớn lên một bộ lẳng lơ ông bướm như vậy anh có xài bao không cậu ấy nói là lần đầu tiên cậu ta nói gì anh cũng tin tóc vàng cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên anh không bị hố đó chứ jasper nhìn thần sắc tạ lâm một chút gã và tên này cũng coi như cùng nhau lớn lên giờ khắc này vô cùng rõ ràng tạ lâm đang phiền não nhiếp ảnh gia anh tuấn cao lớn đúng lúc cười ha hả dời đề tài thấy ám sắc trong mắt tạ lâm chậm rãi rút đi jasper mới thoáng thở phào nhẹ nhõm tuy xưa nay tạ lâm luôn lạnh nhạt dường như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì nhưng khi gặp được thứ mà hắn chân chính khát khao thì cũng không phải loại người chỉ biết chờ đợi hắn rất đơn giản yêu ghét rõ ràng ngạo mạn đến mức chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, và tương phản với sự đơn giản ấy, sự ngây thơ của hắn mới đặc biệt tàn khốc, sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Giai đoạn chế tác quảng cáo đã đến kỳ hạn, dưới sự dục giả của Kỷ Lan, Triều Đăng đã hoàn thành thu âm trước một tuần, vì thu hút fan và cũng vì dời đi lực chú ý của công chúng, im cho quay lại MV Triều Đăng tự đàn tự hát, Lost Day, trong phòng thu, dự tính sẽ úp lên sau khi quảng cáo phát sóng. Tà Dương quệt lên tòa nhà im như kẹo đường ngọt lịm. Triêu đăng cất guitar vào phòng dụng cụ, sau khi đóng cửa lại thì vào thang máy, trước khi ra khỏi im, y cố ý kéo mũ lưỡi trai xuống thấp nhất, vừa bấm điện thoại vừa ra bằng của hông, không ngờ chỉ vừa mới bước ra khỏi im một bước, vô số đèn flash và ống kính liền nhắm ngay vào mặt y. Triêu đăng, lúc trước vẫn không có chứng cứ xác thực, nhưng một giờ trước quản lý của cậu đã phát hiện trên người cậu có ma túy, anh đang hít thuốc phiện đúng không, anh hít heroin đã bao lâu? anh cảm thấy chuyện như vậy bị tuôn ra sẽ ảnh hưởng thế nào với độ nổi tiếng của mình, anh đã tốn bao nhiêu tiền với nó rồi, từng gương mặt hưng phấn đầy ác ý liên tục xuất hiện trước mặt y, nhóm nhà báo thật vất vả mới mai phục được không ngừng chen lấn xô đẩy, dùng micro và máy ghi âm nhà đại đẩy lên sát mặt đối phương, triều đăng cao mày không nói một lời, vô số người không chờ được nữa quay chụp lại hình ảnh lúc này của y. Triêu Đăng không trả lời là muốn mượn sự im lặng lừa gạt Phan, cao mày chứng tỏ tâm trạng Triêu Đăng không tốt, có khả năng là bất mãn với đám phóng viên, cũng có lẽ là vì cơ thể không khỏe, mà nguyên nhân cơ thể không khỏe thì không cần nói nữa, ngay cả biểu cảm đơn giản nhất cũng có thể trở thành tư liệu sống tuyệt vời. Đám nhà báo lão làng biết rõ cách giật tích câu view hot hơn ai hết, nhân viên công tác im phát hiện gây rối ngoài cửa, bảo an rất nhanh đã đến sơ tán phóng viên, khi một tên bảo an thân hình cao lớn nỗ lực che chở. Lúc triêu đăng đi vào trong giường như người kia không cẩn thận dẫm phải cái gì hại bước chân triêu đăng lão đảo một chút, Đám nhà báo phóng viên thấy được như mèo canh cá, hoàn toàn ghi lại cảnh tượng ấy vào ống kính, có phải cơ thể của y đã xuất hiện tình huống kỳ quái vì hút heroin? Có phải tinh thần đã bắt đầu có xu hướng hoảng hốt? Đi vào trong, Triều Đăng cũng không quay đầu lại biến mất khỏi tầm mắt đám nhà báo, y suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Kỷ Lan. Âm thanh dịu dàng của nữ quản lý khiến y khựng lại vài giây, Triều Đăng mở miệng nói, "Chị Kỷ, em A Đăng, đừng chơi những thứ đó nữa." Âm thanh bên đầu kia có chút run rẩy kỹ lan tận tình khuyên nhủ, hút thuốc uống rượu chị không quản được, nhưng heroin là tuyệt đối không thể hút, không chỉ trái pháp luật, hơn nữa còn dẫn đến tử vong, em không có, chị khuyên em vô số lần, chị biết em không nghe, nhưng nghe chị một câu thôi, em tự đi đầu thú, ha. Chờ đến khi cảnh sát tìm đến, lúc đó mới là không thể cứu vãn, chị kỹ, triêu đăng nhắc lời cô ta, chị bên kia đang ghi âm đúng không, chị bán em cho truyền thông còn chưa đủ. Em không hút heroin chuyện em không làm em không nhận, A à Đăng, sao em lại nói vậy? Trước khi Kỷ Lan tiếp tục biện hộ Triêu Đăng trực tiếp cúp điện thoại, âm thanh bên tai biến mất, Triêu Đăng đứng tại đại sảnh lầu một im, người tới người lui đều không kìm được quay lại nhìn nó, Triêu Đăng tìm chỗ im lặng ngồi xuống, lên diễn đàn xã hội. Trong trang Triêu Đăng cút khỏi Trung Quốc, đã có hơn 700.000 tài khoản tham gia hoạt động, trang đầu đều là tin tức liên quan đến y. Bất kể là lời buộc tội của quản lý hay là cảnh tượng hỗn loạn được mấy tên nhà báo mới úp lên, số lượt chia sẻ và bình luận đều đã vượt mức không thể tin nổi. Triêu Đăng mở ra lời buộc tội của Kỷ Lan, bên trong ghi rõ từ đầu tháng 4 đã bắt đầu có hành vi khác thường, tinh thần thường xuyên hoảng hốt, lúc làm việc cũng không tập trung, còn chụp lại sổ khám bệnh của y, trên đó viết rõ rõ ràng ràng Triêu Đăng đang uống thuốc kích thích quá liều, cuối cùng là một tấm hình chụp lại bình nhỏ màu trắng phát hiện trong túi áo y mấy thứ đó khi được kiểm chứng là ma túy tinh khiết cao độ. Má nó, đổi trắng thay đen. Hiện tại triêu đăng hoàn toàn bị người đẩy vào vũng buồn, muốn vương mình là chuyện khó như lên trời, vốn sau sự kiện yêu sách trên mạng im đã kín đáo phê bình, vô tình hạn chế không ít hoạt động của triêu đăng. Trước đó Kỷ Lan vẫn luôn giúp y tìm kiếm đường lui, tìm kiếm thông cáo, nhưng bây giờ người quản lý duy nhất đã đứng về phía đối lập, triêu đăng lại không bối cảnh gì, nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì y cũng bị tươi sống đùa chết mà đăng đăng sẽ để cho mình sa đọa à, đương nhiên là không, đến lúc nhường sân cho tạ ca ca lên diễn rồi mấy đứa. Nè nhà, kích thích hết sức mà. Triêu đăng gọi cho trì Tây Diêu xin số tạ lâm, đợi gần nửa phút mới nghe được âm thanh không mặn không nhạc của người kia. Chào, em là Triêu đăng, tòa nhà im chậm rãi sáng lên, giọng mũi dày đặc biểu lộ tâm tình của y, Triêu đăng nhẹ giọng nói, em có thể gặp anh được không? Lúc trước phát sinh quan hệ trong tiểu biệt thực, lúc này tạ lâm lại kêu triêu đăng đến chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố hình như là được dặn dò nên dù không có thể bảo an cũng không làm khó cho triêu đăng đi vào thang máy y ấn xuống vị trí của tạ lâm trong thời gian thang máy đi lên hơn 70 tầng lầu triêu đăng chỉ có thể buồn bực nhìn chầm chầm con số thay đổi trên màn hình khi đi tới trước của nhà tạ lâm y chần chờ chốc lát rồi mới ấn chuông cửa gỗ màu trắng từ trong mở ra nội thất một mảnh màu vàng ấm cúng đầy mông lung trên thảm len trải sàn máy lạnh rất mát dù đứng ở ngoài nhưng trong nháy mắt tạ lâm mở cửa cũng cảm nhận được làn gió mát mẻ phả vào mặt siêu mẫu nước ngoài xuất khí yêu dị khoác tay lên cửa đối diện với triêu đăng tạ lâm cao hơn y tận 10 cm đôi mắt nhạt màu hơi ao hãm đầy quỷ quyệt từ cao nhìn xuống đánh giá thần sắc triêu đăng triêu đăng kéo kéo cánh tay tạ lâm giúp em một chút tạ lâm anh có thể giúp em một chút được không y cực kỳ kinh hoảng cũng không quản phản ứng đối phương cả người tiến vào lòng ngực tạ lâm em không muốn vào tù không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, em thật sự không có làm gì hết, xin anh tin em, anh giúp em một chút được không, em biết anh làm được, lần đó tịch trừng, ngay cả ông ta cũng sợ anh, xin anh, tạ lâm, lệ chí vì mi mắt lông vũ của chủ nhân mà không ngừng rung lên, một tay tạ lâm nâng mặt y lên, đôi môi lạnh lẽo kề sát tráng triêu đăng, điều kiện, câu nói ấy khiến mỹ nhân cứng nhắc tại chỗ, hồi lâu trầm mặt, triêu đăng đè cổ họng nhỏ giọng nói, anh muốn gì? Đột nhiên tạ lâm công công gương mặt, trong đôi ngươi nhạt màu như có ánh sáng lưu chuyển, hắn đang cười, tự như đã sớm dự đoán được mọi chuyện, tự như đã nắm chắc tất cả vào trong tay, là tự em đi vào, triêu đăng tạ lâm nói từng chữ từng chữ, ung dung thông thả vuốt ve mặt y, là tự em tới tìm anh, tự em đến nơi này, em biết, bố cũng biết luôn mọi chuyện là do mi làm ra, không sợ mi buộc bố cúi đầu, chỉ sợ tốc độ cúi đầu của bố hù đến mi thôi, tâm so tâm. Tạ Lâm kéo Triêu Đăng vào bên trong, ông vào ngực, Nhàn nhạt nói lại bên tai người nọ, anh muốn cuộc đời của em. Hết quyển 3, chương 60. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.